Chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn truyện Nhặt được chồng của tác giả Kim Huyên. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Đồ Thánh, cậu đang ở trong bệnh viện đấy à? Làm gì? Cậu bị thương cần tôi phẫu thuật ư? Bị thương không phải là tớ mà là Bạch Lăng. Cậu nói gì? Ai cơ? Đồ Thánh giật mình ngồi nhỏm dậy. Hắn vừa mới phẫu thuật xong, đang nằm nghỉ trong phòng. Bạch Lăng, vợ trước của cậu. Bị kỳ điện thoại, Tề Thánh nhanh chóng trả lời như vậy. Hắn không nhịn được gào lên. Mẹ nói chứ, đừng có đùa tớ. Tề Thác à? Tề Thác nghiêm túc. Nếu cậu đang ở trong bệnh viện thì nhanh chóng đến phòng cấp cứu, bọn tớ sắp đến rồi. Nói rồi cúp điện thoại. Đồ Thánh ngây như phỗng, nắm chặt di động, đầu óc trống rỗng. Bạch Lăng bị thương, đến phòng cấp cứu. Tề Thác nhất định là đang nói đùa. Bạch Lăng rất khỏe, sao có thể bị thương? Nàng làm gì cũng đều cẩn thận, như đứng trên băng mỏng, sao có thể bị thương? Không thể nào. Tề Thác nhất định là đang nhàm chán nên mới đùa hắn như vậy. Hắn lắc lắc đầu, nhắm mắt nằm xuống, quyết định như chưa từng tiếp cú điện thoại vừa nãy. Nhưng không đến 3 giây đã nhảy dựng lên, lao như tên bắn đến phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, kiềm chế lại chút, cậu không phải là bác sĩ sao? Bác sĩ thì thế nào? Cậu không phải ngày nào cũng thấy máu sao? Nhưng đó không phải là máu của cô ấy. Chẳng qua là vết thương nhỏ mà cậu muốn xỉu đến nơi. Nếu Bạch Lăng thực sự bị thương nặng, mất nhiều máu. Này, ngậm lại cái miệng quả đen của cậu đi. Lời đầu tiên thấy bác sĩ biệt hiệu Thánh Thủ lúc nào cũng nho nhã, bình tĩnh lại tức giận, gào thét. Các bác sĩ và y tá trong phòng tất cả tròn mắt, tò mò lại vừa khó tin. Họ hoài nghi nhìn người phụ nữ hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Cô ấy là ai? Vì sao có thể khiến bác sĩ Thánh Thủ lại không tự khống chế được như vậy? Thực sự khiến người khác tò mò không thôi. Không được nói những điểm xấu như vậy. Đồ Thánh cố hít sâu một hơi, tự mình tỉnh táo lại rồi tức giận liếc nhìn Tề Thác. Sau đấy bắt đầu kiểm tra vết thương trên trán vợ cũ. Anh vừa kiểm tra vừa nói. Sao cô ấy lại bị thương? Xin lỗi, Bạch Lăng là vì muốn cứu em nên mới bị thương. Ôn Lực Nhã im lặng, đứng bên nay tự trách mà nói. Cô là vợ của Tề Thác, cũng là người bạn mà trước khi hai người chia tay quen biết. Ôn Lực Nhã có một cửa hàng bánh ngọt. Không biết có phải vì làm ăn rất tốt khiến người khác ghen ghét hay không, mà trước đấy một thời gian xảy ra rất nhiều chuyện. Nào là có người lấy trộm đồ, trong cửa hàng có nhân viên vừa học vừa làm bị người uy hiếp đả thương. Vì thế xua ruột lo lắng khiến Tề Thác không tiếc thân mà lợi dụng những thủ đoạn ti bỉ, khiến cho bọn họ đến cửa hàng bánh làm nhân viên miễn phí kiêm luôn bảo kê. Nhưng những chuyện này cũng không phải là nghiêm trọng gì. Vì sao còn làm cho vợ anh vì bảo vệ cô ấy mà bị thương? Vì sao cô ấy phải cứu em? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đồ Thánh che giấu sự tức giận, nặng nề hỏi như thế. Tề Thác đơn giản giải thích tình huống. Lực Nhã bị người bắt cóc, vừa vặn thì Bạch Lăng trông thấy. Cô ấy là vì cứu Lực Nhã, không bị kẻ khác đả thương cho nên mới bị thương. Đồ Thánh dùng sức thở để kìm lại sự kích động của mình. Anh muốn kêu to, muốn điên cuồng mà hét lên, muốn mắng người. Nhưng anh có thể hét cái gì, kêu cái gì đây? Sao có thể nói Bạch Lăng không nên cứu Lực Nhã được đây? Đáng giận, anh muốn đem cái lũ có gan làm Bạch Lăng bị thương đánh thành tám mảnh. Anh cắn chặt răng hỏi Tề Thác, vậy bọn hỗn đản kia đâu? Đều giao cho Vệ Thịnh xử lý rồi. Vệ Thịnh là người bạn chung của bọn họ. Anh mím môi tàn bạo nói, bảo cậu ấy chờ mình một chút. Ừ, không thành vấn đề. Tề Thác tươi cười tàn bạo y như hắn. Đồ Thánh này, thương thế của Bạch Lăng có nghiêm trọng không? Vì sao cô ấy lại hôn mê bất tỉnh? Có phải là bị đụng vào đầu khiến não chấn động hôn mê? Anh phải tiến hành kiểm tra mới biết được. Đồ Thánh nhanh chóng đáp lời, sau đấy bảo y tá chuẩn bị công việc kiểm tra rồi đưa Bạch Lăng vào phòng kiểm tra. Trải qua thời gian lâu, cuối cùng có báo cáo kết quả. Cô ấy thực sự não hơi bị chấn động nhẹ, nhưng tất cả phải chờ cô ấy tỉnh lại mới có thể kết luận xem có nghiêm trọng không, có di chứng gì không. Bản thân là bác sĩ được coi trọng nhất bệnh viện nên Đồ Thánh dễ dàng xếp cô vào gian phòng bệnh hạng nhất. Sau khi an trí cô ở đó xong xuôi, anh lặng lặng ngồi bên giường bệnh nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô trở lại. Bộ dáng của cô vừa nhìn tái nhợt vừa suy yếu, bên trán bị băng bó đầy đầu, chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ như bàn tay, càng khiến cô trông nhỏ bé yếu ớt. Nàng yếu ớt như vậy, rời bỏ anh 2 năm qua, một mình sống thế nào?
Sự đau lòng giống như là sợi thòng lọng vô hình quấn quanh cổ, khiến anh đột nhiên cảm thấy khó thở. Anh rõ là kẻ ngu ngốc, rõ ràng còn yêu cô, thương cô, nhớ cô, mà vì sao phải cố gắng ra vẻ không cần, quật cường không chịu thừa nhận điểm này. Cúi đầu giải thích sẽ mất mạng ư? Thừa nhận trước khi mình sai sẽ mất mạng sao? Giải thích với cô ấy về sự sợ hãi và yếu ớt của mình sẽ mất mạng à? Lúc trước vì sao anh không thể bỏ đi thể diện, lòng tự trọng của đàn ông mà nói không cần cô? Nếu lúc ấy anh nói yêu cô, nếu lúc trước anh làm như thế, chắc chắn cô sẽ không bỏ anh mà đi. Nhưng điều đáng chết nhất không phải chỉ như vậy, mà sau đó anh còn cứ khăng khăng kéo dài tình trạng này. Hơn 2 năm, gần 900 ngày, thời gian dài như vậy, anh cuối cùng là suy nghĩ cái gì? Thực sự đầu óc chỉ toàn bùn, ngu ngốc. Vì sao hai người yêu nhau không thể ở bên nhau? Vì sao nhất định phải chia tay? Hai người cùng tương tư cùng hối hận. Nếu thực sự muốn được tương tư hối hận thì 2 năm qua cũng đã đủ rồi chứ. Nhẹ chạm lên mặt cô, khuôn mặt cao có của Đồ Thánh dần giãn đi, thay vào đó là sự kiên nghị và quyết tâm. Vượt hết sự kiên cường, cậy mạnh, lòng tự trọng đi, anh quyết định chờ Bạch Lăng tỉnh lại sẽ giữ lấy cô, gì cô không rời đi, rồi nói với cô câu nói bấy lâu nay anh giấu trong lòng, không nói cho cô biết, anh yêu em, để vĩnh viễn cô ở lại cạnh anh. Đột nhiên anh phát hiện lông mi cô hơi giật, có lẽ là sắp tỉnh. Đồ Thánh thu tay về, nhìn cô từ từ mở mắt về phía anh. Hắn nhẹ nhàng nói, em bây giờ thấy thế nào, đầu còn đau không, có cảm thấy choáng váng không? Trên trán em bị thương, chỗ đó đau là chuyện bình thường. Bạch Lang nghe vậy vươn tay sờ lên chỗ bị thương trên trán. Cô khàn khàn giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề Thác nói, vì cứu Lực Nhã mà em bị đẩy xuống đất. Ngừng lại một chút, hắn không nhịn được trách cứ, lúc ấy em suy nghĩ gì vậy? Đối phương là nam nhân, lại là kẻ bắt cóc cực nguy hiểm, em có biết mình làm như vậy nguy hiểm thế nào không? Sau này không được phép làm vậy nữa, biết chưa? Cô không tự chủ được gật gật đầu rồi nhìn bốn phía. Cô hỏi thử, đây là bệnh viện? Đồ Thánh gật đầu. Anh cho em tỉnh lại để kiểm tra thêm lần nữa, xác định chắc chắn em thực sự không sao. Cô nhìn quanh bốn phía rồi nhìn hắn. Em nghĩ có khả năng em sẽ làm anh thất vọng rồi. Em có ý gì vậy? Cô cười khổ. Em không nhớ mình tên là gì cả. Đồ Thánh trừng mắt nhìn cô, giống như đột nhiên bị mất giọng mà không nói gì được. Mất trí nhớ à? Ngồi trong phòng nghỉ của mình, Đồ Thánh lắc lắc đầu, căn bản không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này. Bạch Lăng lại mất trí nhớ, không chỉ quên mất anh mà thậm chí tên mình, đang ở đâu, bao nhiêu tuổi, cha mẹ tên gì cũng đều quên sạch. Bởi vì va chạm mà trong não cô có khối máu đông, lại ở vùng trí nhớ về con người nên mới thành ra mất trí nhớ. Nếu máu bị đọng lại mà không thể lưu thông thì có khả năng sẽ khiến dưỡng khí không thể vận chuyển bình thường, sẽ xảy ra tình huống tệ hơn. Nếu là tùy tiện đả thông máu đọng, máu sẽ lưu động tự do mà khả năng sẽ càng khiến tình trạng khó xử lý. Tuy không phải là không có cách xử lý, nhưng anh không có dũng khí để Bạch Lăng mạo hiểm một chút nào. Huống hồ máu đọng trong đầu cô không phải quá lớn nên cũng có thể tự nhiên từ từ biến mất, cho nên anh quyết định không mổ cho nàng mà theo dõi là được. Dù sao mất trí nhớ thế này cũng không phải là mãi mãi, ban đầu là tạm thời mất trí nhớ, rồi sau đó dần dần khôi phục lại. Chỉ cần sau đấy tình trạng ổn định thì cũng không có gì đáng ngại. Những kiến thức đó là những điều cơ bản đối với anh, thậm chí anh còn có thể mở lớp mà nói rõ ràng, rành mạch về chuyện mất trí nhớ này, từ nguyên nhân, ảnh hưởng, hậu quả. Muốn anh nói 10 ngày nửa tháng không vấn đề, mà khẳng định có rất nhiều người đến nghe. Nhưng vấn đề ở chỗ, người mất trí nhớ sao lại là cô? Nhưng may mắn trong bất hạnh là cô ngoài mất trí nhớ thì những việc sinh hoạt trong cuộc sống đều biết, tứ chi bình thường. Cho nên anh từ suy nghĩ bi quan rồi từ từ chấp nhận chuyện này, hơn nữa còn nghĩ sang hướng tốt. Có lẽ đây là cơ hội ông trời dành riêng cho anh, để cô không nghi ngờ gì trở lại bên anh. Như thế, vấn đề sẽ không còn là vấn đề, mà lại là cơ hội thay đổi sự tình. Anh nhất định phải nắm chặt cơ hội trời ban này. Sau khi Đồ Thánh trở lại phòng bệnh, liền nói với cô, em tên là Bạch Lăng, anh là Đồ Thánh, là chồng của em. Cô tròn mắt, biểu tình trên mặt chỉ là sự kinh ngạc khó tin. Anh không nhịn được nhíu mày, em có cần ngạc nhiên vậy không? Không phải, em nghĩ là anh là bác sĩ. Cô lắc đầu, ôm đầu thống khổ rên rỉ kêu như vậy. Đồ Thánh vội đến cạnh cô. Em bây giờ không cần cố gắng nghĩ. Khó chịu lắm đúng không? Anh không đành lòng.
Bạch Lăng từ từ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh không nói gì. Sao vậy? Trong mắt cô rõ ràng nghi ngờ. Anh thực sự là chồng của em? Ừ, đúng như vậy. Nhưng là... Nhưng cái gì? Sao em không nhớ được gì cả vậy? Đồ Thánh giờ khóc giờ cười đáp lại. Nếu em nhớ được chuyện này thì chẳng lẽ đến tên gọi của mình cũng quên sao? Nói như thế cũng đúng, nhưng là... Nhưng là sao? Cô nhìn anh mặc áo blue trắng. Nhưng anh không phải là bác sĩ sao? Bác sĩ thì không thể là chồng em à? Em không biết nữa. Bạch Lăng nghiêng đầu ra vẻ suy tư. Em cảm thấy đây như thể là đang thử em, hoặc không thì cũng là đang an ủi. Thử em anh có thể hiểu, nhưng an ủi là ý gì? Cô liếc anh một cái rồi cúi đầu nói. Em biết bản thân rất tuấn tú, nên nói lời nói dối có thiện ý này. Có thể an ủi em không thể chấp nhận việc đột nhiên mất trí nhớ, nên giúp em cân bằng cảm xúc đúng không? Nghe lời cô nói, quả thật Đồ Thánh không biết nên khóc hay nên cười. Nếu theo như lời em nói, bây giờ anh đã thê thiếp đầy đàn, nhiều đến nỗi hậu cung của hoàng đế cũng không chứa hết được đâu. Cô kinh ngạc hỏi, chẳng nhẽ có nhiều người mất trí nhớ như em ư? Chuyên ngành của anh là về não. Bạch Lăng nói, cho nên bình thường sẽ hay gặp bệnh nhân mất trí nhớ. So với bác sĩ khoa khác thì đúng là anh hay gặp hơn. Cho nên anh thực sự thê thiếp thành đàn, có cả một tòa hậu cung à? Đồ Thánh cứng họng trừng mắt nhìn cô, đột nhiên muốn bóp chết cô cho rồi. Người phụ nữ này ngay cả mất trí nhớ vẫn có thể khiến anh tức giận, nhưng đây cũng là lý do anh yêu cô, không phải sao? Cô luôn có thể dễ dàng khiến những cảm xúc hỉ nộ, ái ố, yêu ghét, dục của anh bộc lộ ra. Anh nhìn cô, anh có bằng chứng để chứng minh những lời anh nói là sự thật. Chứng cớ gì cơ? Đồ Thánh lấy visa của mình đưa cho cô. Tự em nhìn đi. Cô tò mò nhìn anh rồi nhận lấy chiếc ví trên tay anh, mở ra xem. Trên ví có một bức ảnh cưới. Người đàn ông là anh, mà người phụ nữ là... Đột nhiên có một chiếc gương nhỏ giơ lên bên trái nàng. Rõ ràng người trong gương và cô dâu trên ảnh giống nhau như đúc. Sự khác biệt duy nhất là cô dâu trông tươi cười đến sáng lạn, mà người trong gương trên đầu cuốn đầy băng gạc. Cô sờ sờ cái trán mình. Trên trán người con gái trong gương cũng có thêm một bàn tay. Thế là anh thực sự là chồng của cô ư? Bạch Lăng không tự chủ ngẩng đầu nhìn anh. Đồ Thánh hỏi cô, bây giờ có thắc mắc gì không? Cô lắc lắc đầu, sau đấy vỗ đầu rên rỉ ra tiếng. Anh vừa mới nói em đừng mạnh tay mà chạm lên đầu sao? Anh bất đắc dĩ nhíu mày nhìn cô, buông chiếc gương trong tay xuống, rồi lấy lại ví trên tay cô, đỡ cô nằm xuống. Nằm nghỉ ngơi đi, nằm xuống em sẽ không lộn xộn nữa. Vừa nãy anh nói anh tên là gì? Đồ Thánh. Ba chấm thủy bên cạnh chữ dư, Thánh là Thánh Thủy. Mà em tên là Bạch Lăng, Bạch trong màu trắng, Lăng trong khí thế lăng nhân. Cô tò mò hỏi, vậy chúng ta kết hôn bao lâu rồi? Hơn 4 năm. Có con không? Không có. Vì sao vậy? Anh hơi ngạc nhiên, vì sao cái gì? Vì sao kết hôn 4 năm lại không có con? Bởi vì 4 năm này gồm có hơn 2 năm ly hôn. Thời gian ở bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều, sao có thể có con được? Đồ Thánh chua xót nghĩ trong lòng như vậy. Anh giải thích qua loa, em năm nay mới 30 tuổi thôi, vẫn còn trẻ mà, không cần phải sốt ruột. Nói như thế có nghĩa em 26 tuổi đã kết hôn với anh à? Cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Sao vậy? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi. Không nghĩ rằng chúng ta trẻ như vậy đã kết hôn, khó trách anh nói không cần sốt ruột. Một tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh quay đầu nhìn về phía túi sách của cô, sau đấy bước đến lấy di động của cô ra nghe. Alo. Bên kia có lẽ vì nghe thấy tiếng đàn ông trả lời, hơi dừng lại một chút mới do dự hỏi. Xin lỗi, đây có phải là số của Bạch tiểu thư? Đúng rồi ạ, bác là ai vậy ạ? À, tôi là bác Trần. Xin hỏi Bạch tiểu thư có ở đó không? Đồ Thánh nghi hoặc đoán. Bác Trần là ai ạ? Cô ấy bây giờ không tiện nhận điện thoại. Xin hỏi bác tìm cô ấy có chuyện gì, cháu có thể truyền lời cho bác. Bà Trần đáp, không có gì đâu, tôi chỉ là thấy đã muộn rồi mà cô ấy chưa đến đón Nghiên Nghiên nên mới gọi điện hỏi xem. Nghiên Nghiên là ai ạ? Là con gái của Bạch tiểu thư. Đồ Thánh chấn động, máu trên mặt như bị rút hết. Bác vừa nói gì cháu nghe không rõ, bác nói con bé là ai? Anh quay lưng về giường bệnh, nhỏ giọng hỏi lại. Là con gái của Bạch tiểu thư, Bạch Hâm Nghiên, chúng tôi đều gọi nó là Nghiên Nghiên. Thân thể anh không tự chủ được hơi lảo đảo, mặt thấy trắng bệch.
Khi nào Bạch Lăng có con gái đây? Đứa bé này là con gái của anh sao? Hay là con của cô ấy và người khác? Chỉ sau mấy năm, chẳng nhẽ cô ấy có người khác, có thể tìm được người chồng ở bên cô ấy cả đời sao? Cho nên khi anh cố ý đến tiệm bánh của Ôn Lực Nhã, muốn tạo cơ hội gặp cô ấy có thể trốn tránh như vậy. Đầu dây bên kia bà Trần kêu lên: Alo alo, có nghe không đấy? Tiên sinh à, anh còn đó không? Dạ, con bé bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ai cơ? Nghiên Nghiên hả? Vâng. À, nó 2 tuổi. Nghe thấy đáp án này, Đồ Thánh như chút được gánh nặng, nhắm mắt lại. Là con của anh, Nghiên Nghiên là con gái anh. Trời ơi, anh cho tới bây giờ không biết mình có một đứa con gái. Vì sao cô không nói cho anh? Sao lại lừa anh? Con gái của anh, bé trông thế nào? Có đáng yêu không? Xinh đẹp không? Giống mẹ hơn hay giống cha đây? Trẻ con 2 tuổi đã nói được, nó biết gọi cha chưa? Cô cho cháu địa chỉ đi, bây giờ cháu qua đón bé. Anh nhanh chóng nói với bà Trần, anh bây giờ nôn nóng muốn gặp đứa con gái mà mình chưa biết mặt. Thế xin hỏi một chút, cậu là ai? Có quan hệ gì với Bạch tiểu thư? Cháu là chồng cô ấy, là cha của Nghiên Nghiên. Bà Trần kinh ngạc hỏi lại, nhưng mà cha Nghiên Nghiên không phải đã qua đời rồi sao? Anh quay đầu nhìn Bạch Lăng Lăng nằm trên giường bệnh về mặt tò mò. Hay nhỉ, người phụ nữ này coi mình đã chết. Dạ, cô ấy đùa thôi ạ. Bạch tiểu thư không giống loại người thích đùa như vậy. Làm sao cậu có thể để tôi tin cậu là đang nói thật? Cho cháu địa chỉ đi ạ, cháu và Bạch Lăng sẽ cùng đến. Nếu Bạch tiểu thư đến cùng cậu thì cô ấy vốn đã biết địa chỉ chỗ này rồi mà. Bệnh đa nghi của bà Trần quả rất nặng, nhưng việc bà muốn xác thực này cũng là việc nên thôi. Bạch Lăng bị thương đụng vào đầu cho nên tạm thời mất trí nhớ. Thật sao? Làm sao xảy ra chuyện đấy? Cô ấy bị thương có nặng không? Không đúng, sao tôi biết được? Cậu có phải đang lừa tôi không? Vậy bà có nhận ra giọng của Bạch Lăng không? Ờ, đương nhiên. Vậy bây giờ cháu để cô ấy nói với bà. Đồ Thánh nói xong ấn loa ngoài nói với Bạch Lăng. Bà xã, em nói với bà Trần là anh không lừa bà ấy. Em bây giờ đang nằm trong bệnh viện vì đụng vào đầu mà mất trí nhớ. Bạch Lăng hỏi anh, bà Trần là ai cơ? Bạch tiểu thư à, cô thực sự mất trí nhớ, không nhớ ra tôi sao? Tôi là bảo mẫu của Nghiên Nghiên đây. Là bà Trần mà. Nghe thấy giọng của cô, bà Trần ở đầu dây kia lo lắng. Vẻ mặt Bạch Lăng mờ mịt. Bảo mẫu của Nghiên Nghiên à, Nghiên Nghiên là ai? Bà Trần kinh ngạc kêu to. Nó là con gái của cô, chẳng lẽ thực sự cô quên mất mọi thứ ư? Con gái à, vừa nãy anh nói chúng ta không có con. À thì anh chỉ muốn thử xem có thực là em quên hết mọi thứ không thôi. Anh nói dối không chớp mắt rồi tắt loa ngoài, áp điện thoại lên tai nói tiếp. Bây giờ bà có thể cho cháu địa chỉ chưa? Giọng nói bà Trần đầy sự không tin tưởng. Bạch tiểu thư có thực sự mất trí nhớ không? Dạ vâng. Thế Nghiên Nghiên sao giờ? Về sau ai chăm sóc nó? Nếu nó đòi mẹ? Bác Trần à, vợ cháu chỉ mất trí nhớ, đâu có chết. Đồ Thánh không nhịn được cắt ngang. Phiền bà nói cho cháu địa chỉ đi. À thì tất nhiên. Đó là một cô nhóc đáng yêu như thiên sứ, da trắng nõn, mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng con bé hơi sợ người lạ, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. Bé trốn trong lòng mẹ lén lén nhìn Đồ Thánh. Bạch Lăng tuy mất trí nhớ, nhưng vừa nhìn thấy cô nhóc gọi cô là mẹ, vừa ôm lấy con bé xinh đẹp này. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, cô ôm bảo bối nhỏ trong tay mà yêu thích không buông. Đây là con gái cô, đứa con gái mang thai 9 tháng 10 ngày sinh hạ ra. Sao đến chuyện này mình không nhớ được nhỉ? Bé con xinh đẹp đáng yêu, thơm thơm mềm mại như vậy, ai thấy cũng yêu. Mà cô là mẹ đẻ sao có thể quên mất mình có đứa con gái đáng yêu như vậy? Cô tự trách mình mà hốc mắt đỏ hồng lên. Nghiên Nghiên, ta là cha con. Đồ Thánh vừa nhìn đã yêu con bé, cũng muốn ôm bé. Nhưng khi anh vừa đến gần, bé con như là sắp khóc, khiến anh chỉ có thể đứng hình, tự giới thiệu mình với con bé. Bà Trần nghi ngờ hỏi Bạch Lăng. Bạch tiểu thư à, anh ta thực sự là chồng cô, là cha Nghiên Nghiên đấy à? Thế vì sao Nghiên Nghiên sợ anh ta như vậy? Cô quay đầu nhìn Đồ Thánh, cũng rất muốn hỏi anh điều này, vì sao con gái họ lại sợ anh? Đồ Thánh đi đường đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng không nghĩ rằng bà Trần lại hỏi đến. Bà Trần này đúng là có phần hơi nhiều chuyện. Anh vòng tay ôm eo vợ, kéo cô. Chúng ta đi thôi, có chuyện gì để về nhà nói. Này, chờ đã. Bà Trần đột nhiên ngăn họ, vẻ mặt thành thật nói với Bạch Lăng. Bạch tiểu thư à, nếu cô thực sự mất trí nhớ, sao biết anh ta là chồng cô?
Đồ Thánh không nhịn được nhíu mày, hơi đăm chiêu nhìn bà. Anh cảm giác nhất định bà có ý đồ, nếu không thì sao lại quan tâm quá nhiều như vậy. Anh đột nhiên hỏi lại, bà Trần, con trai bà bao nhiêu tuổi? Bà Trần kinh ngạc, cậu biết con trai của tôi? Quả nhiên. Cháu là bác sĩ, nếu con bác vừa khéo là bệnh nhân của cháu thì có lẽ cháu mới biết được cậu ta. Xin lỗi, vợ cháu mệt rồi, chú cháu đi trước đây, tạm biệt. Nói xong anh kéo vợ đi ra khỏi cửa, đưa cô vào xe rồi rời đi. Trên xe Bạch Lăng nhíu đôi mày thanh tú trách anh, khi nãy anh nói như vậy là không lễ phép. Đồ Thánh hừ một tiếng, bà ấy muốn cướp vợ và con anh thì còn bắt anh lễ phép ư? Cô ngây người khó hiểu nhìn anh nói gì vậy? Em mất trí nhớ nên chắc quên mất bà ấy có con trai. Xem cái cách nghi thần nghi quỷ của bà ấy thì đến 8 phần hy vọng em làm con dâu, nghiêng nghiêng là cháu gái của bà ta. Trừ tiếng A ra, cô kinh ngạc không nói được gì nữa. Bà Trần muốn mình là con dâu, nghiêng nghiêng làm cháu gái bà, cảm giác này... Đồ Thánh lo lắng mà dặn, về sau đừng để nghiêng nghiêng cho bà ấy trông nữa. Cô không chút do dự lập tức gật đầu. Anh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời mới biết khi chưa mất trí nhớ thì giao tình giữa Bạch Lăng và bà Trần thế nào. Anh nhân dịp cô cái gì cũng không nhớ, loại bỏ quân địch đi mới được. Tuy rằng thế này có chút bị ổi, nhưng chẳng phải là người không vì mình trời chu đất diệt sao? Đồ Thánh nhân lúc đèn đỏ quay đầu ngắm con gái đang ngủ trong lòng Bạch Lăng, cảm động nói, con xinh quá. Bạch Lăng thấy cực khác thường dò hỏi, lời của anh như thế đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con bé vậy? Ừ, em nói đúng đấy. Anh hơi trầm mặc rồi gật đầu thừa nhận như vậy. Tục ngữ nói giấy không thể gói được lửa, anh quyết định ăn ngay nói thật với cô, tránh để cuộc sống của bọn họ sau này chỉ toàn dối trá. Đây không phải cuộc sống mà anh muốn đem đến cho cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, em nói đúng cái gì cơ? Thực sự đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái chúng ta ư? Ừ, đúng vậy. Bạch Lang hơi nhếch miệng ngây như phỗng nhìn anh. Mất trí nhớ cũng không phải là mất đi khả năng phán đoán. Dựa theo lẽ thường mà đoán, nếu Nghiên Nghiên thực sự là con gái hai người, anh ấy là cha của bé, sao có thể đến bây giờ mới gặp con? Đồ Thánh nhìn phía trước vừa giải thích, chúng ta đã chia xa một thời gian. Chia ra một thời gian ư? Cô trừng mắt nhìn, hoài nghi lặp lại lời anh như vậy. Đúng thế. Có ý gì em không hiểu? Cô lắc đầu nhíu mày hỏi, đầu cô hơi choáng váng có chút đau đau. Anh trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng nói ra hai chữ ly hôn. Bạch Lăng ngây người, ý của anh là bọn họ hiện giờ không phải là một đôi vợ chồng, mà chỉ là một đôi đã ly dị, không còn chút liên quan nào ư? Em có đồng ý cho anh cơ hội nữa hợp lại cùng anh không? Cô không nhịn được lại sửng sốt, cả người mê man không biết nên làm gì. Anh nhắc lại, anh muốn cùng em làm lại từ đầu. Cảm thấy con gái trong lòng mình giật mình, Bạch Lăng theo phản xạ cúi đầu nhìn con, rồi không hiểu sao thốt ra, là vì con có đúng không? Anh nói, đúng nhưng mà chưa đủ. Nhưng thế là vì sao? Nói rồi cô nhanh chóng sửa lại, thực ra em có chút tò mò vì sao chúng ta ly hôn. Anh trầm mặc một hồi rồi nói, đây là lỗi của anh. Anh lừa dối em có tình nhân bên ngoài à? Cô đăm chiêu nhìn anh rồi đột nhiên sợ hãi hỏi vậy. Đồ Thánh nghe thế tức đến nỗi suýt chạch tay lái. Em không cần bôi nhọ anh như vậy. Anh tức giận trừng mắt liếc cô. Cô nói rất thản nhiên, chính anh nói là lỗi của anh. Nếu như vậy chưa bỏ phản bội, có người tình thì em không nghĩ đàn ông có lỗi gì nữa. Anh rất bận, đến ngay cả thời gian về nhà không có, điều đấy khiến em không hài lòng. Bạch Lăng khó chịu phản đối, nhưng em cảm thấy mình không phải loại người vì chuyện này sẽ ly hôn. Chuyện quá khứ thì để nó qua đi, từ giờ chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không em? Anh truy quyền độc đoán, tự quyết định, khiến cho Bạch Lăng không nhịn được nhíu mày. Từ lúc này coi như chúng ta là bạn bè mà bắt đầu đi. Cô sửa lại lời anh, làm rõ quan hệ của hai người. Đồ Thánh bất mãn kháng nghị, vì sao phải bắt đầu từ bạn bè chứ, chúng ta rõ ràng là vợ chồng mà. Cô nhắc nhở anh, nhưng mà chúng ta là vợ chồng đã ly hôn. Dù đã ly hôn nhưng chúng ta vẫn yêu nhau. Không nghĩ anh nói như vậy khiến cô kinh ngạc nhìn lại, hoài nghi hỏi, vẫn yêu nhau? Đúng, tình yêu của anh cho em chưa bao giờ thay đổi cả. Cô há hốc miệng không biết nên nói gì. Anh tiếp tục nói, còn em, anh xem trong ví em
Thế em giữ ảnh chụp của hai chúng ta. Nếu như em thực sự không còn yêu anh, chắc chắn không làm vậy. Đây chính là chứng cứ xác minh chúng ta vẫn yêu nhau. Trời mới biết, khi anh phát hiện điều này đã kinh ngạc vui vẻ thế nào. Ly hôn đã hơn 2 năm, vậy mà bọn họ như là tâm hồn tương ứng, trong ví giữ ảnh chụp chung của hai người. Đây không phải yêu thì là gì chứ? Cô hồi do dự, anh nói với anh. Có lẽ trước khi em mất trí nhớ, đúng là em yêu anh. Nhưng bây giờ, xin lỗi, em nói thế này, có lẽ anh sẽ không vui. Nhưng đây là nói thật. Bây giờ với em mà nói, anh chỉ như người xa lạ thôi mà. Anh không đồng ý cãi lại. Tất nhiên là khác. Ít nhất em biết được chúng ta đã từng là vợ chồng. Hơn nữa, em còn sinh cho anh một cô con gái nữa. Vừa nói, anh vừa đánh xe vào gara, sau đấy dừng xe tắt máy. Em không quan trọng sự hiểu biết của em với anh có bao nhiêu, mà là tình cảm hoặc là cảm giác. Cô không biết phải nói thế nào mới khiến anh hiểu được ý mình đây. Cảm giác. Cô gật đầu. Ừ, đúng là cảm giác. Nhưng mà em không biết nên nói thế nào. Cô chưa dứt lời, anh cúi xuống hôn cô, nuốt luôn những lời cô định nói. Mẹ Lăng đột nhiên cứng đờ người như không thể giãy giụa, đẩy anh ra vì tiểu thiên sứ trong lòng đang ngủ ngon. Được rồi, cô thừa nhận. Thực ra cô cũng không muốn đẩy anh ra vì môi anh mềm mại, cảm giác nam tính mê người. Hơn nữa không hiểu sao cô có cảm giác mong chờ, nhớ nhung nụ hôn của anh. Từ từ yên tĩnh lại, cô không tự chủ được nhắm mắt để mặc bản thân hôn hắn. Rồi trong nháy mắt lại nghe thấy yết hầu của anh có tiếng gầm nhẹ. Nụ hôn của anh từ ôn nhu trở nên nóng rực, cuồng dã, khiến cô không nhịn được khẽ rên rỉ. Giống như khi bắt đầu, đột nhiên anh dừng lại nụ hôn rồi gục lên vai nàng thở hổn hển. Cô và hắn cùng thở, tim đập dồn dập. Trong xe tĩnh lặng, chỉ nghe thấy hai người thở dốc. Một lát sau, Đồ Thái ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn cô, giọng nói khàn khàn hỏi. Bây giờ cảm giác có phải rất khác không? Cô có thể nói gì chứ, chỉ có thể đỏ mặt nhìn anh, không còn gì mà nói nữa. Bạch Lăng nằm trong bồn tắm lớn, hồi tưởng lại chuyện phát sinh cả ngày hôm nay, thực sự cô thấy rất hỗn loạn. Rõ ràng là vì trong đầu cô lúc này chỉ nhớ được những sự việc xảy ra ngày hôm nay, còn những chuyện khác hoàn toàn trống rỗng. Tất cả sự hỗn loạn đều là vì ngày hôm nay. Không thực tế là chỉ có nửa ngày thôi, nhưng khiến cô suy nghĩ loạn lên, chỉ nhớ lại đã rất thấy mệt. Theo Đồ Thánh nói về nguyên nhân dẫn đến việc cô bị thương, thì có lẽ cô là một người nhiệt tình. Nhưng một người nhiệt tình sẽ vì chồng bận công việc mà lựa chọn ly hôn, còn một mình vụng trộm sinh con gái mà không cho chồng trước biết à? Có lẽ cả tính cô rất cứng rắn. Vừa nhiệt tình lại vừa mạnh mẽ, chắc chắn không thể nào bị đánh bại bởi công việc của chồng. Cô nhất định sẽ nghĩ cách để dẫn lại sự chú ý của chồng với mình, không thể nào dễ dàng như thế đã ly hôn, cho nên nhất định phải có nguyên nhân khác tồn tại. Hơn nữa, người đàn ông như Đồ Thánh, dù có xách đèn lồng đi tìm cũng không khó, chắc chắn sẽ là đối tượng mơ ước của nhiều người phụ nữ. Cô là vợ trước này, vì sao lại buông tha cho một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy? Thật phiền phức quá, não sắp nổ tung rồi đây. Vì sao cô lại mất trí nhớ chứ? Thật ra thì cũng nên nghĩ một chút. Nếu đã quên rồi, thì vì sao cô phải cố gắng nhớ lại những chuyện không thoải mái này? Thôi, chẳng cần nghĩ, chỉ cần bước phía trước là được. Nếu cô không mất trí nhớ, thì tình huống có lẽ khó phát triển đến mức này. Đúng, chỉ cần dũng cảm đi về phía trước là được. Ông trời đã an bài thế này, tất có đạo lý. Huống chi không phải có câu nói, nguy cơ chính là chuyển cơ sao? Hít thở sâu một hơi, Bạch Lăng cố gắng để mình yên lòng. Tuy sau khi cô mất trí nhớ, tỉnh lại biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô tràn đầy bất an, cảm giác sợ hãi, mờ mịt không xác định. Cô mất trí nhớ, nhưng cũng không phải trở thành người ngu ngốc, để nỗi là người khác nói gì cũng tin. Nhưng bây giờ cô coi như đang chơi vơi giữa biển lớn, mà Đồ Thánh lại là chiếc thuyền cứu mạng cô. Trừ bỏ việc gắt gao dựa vào anh, thì cô có thể làm gì đây? Cho nên nếu đã lên thuyền cứu hộ thì đừng nghĩ gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi vậy. Lại hít sâu một hơi, cô ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm lau khô người. Nhưng ngay sau đấy lại cứng đờ. Quần áo, cô quên mang theo vào phòng tắm rồi. Không đúng, cả bản trong nhà này cô còn không biết có quần áo của mình không. Thế mà vẫn đi tắm, hơn nữa ngâm quần áo đã thay vào nước. Trời ơi, bây giờ cô mặc gì chứ? Ngày mai thì sao? Chả nhẽ là khăn tắm. Cô thực sự ngu ngốc mà. Bà xã, em đang ngủ đấy à? Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng Đồ Thánh, khiến cô sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng cuốn khăn tắm quanh người.
Không phải, em không ngủ. Cô nhanh chóng đáp lại. Đến lúc hoàn hồn nghĩ lại, có phải khi nãy anh gọi cô là bà xã? Vừa nãy mình đáp lại như vậy, có phải đã gián tiếp thừa nhận mình là vợ anh không? Chuyện này cô phải thương lượng cùng anh mới được. Hy vọng họ có thể bắt đầu từ tình bạn, chứ không phải trực tiếp làm vợ chồng. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ, cô phải tìm quần áo mặc đã. Cô cất tiếng hỏi. Đồ Thánh à, anh còn đó không? Ừ, sao vậy? Nhà anh có quần áo của em không? Nếu không có thể cho em mượn một bộ quần áo của anh. Em quên mang quần áo vào. Đồ Thánh trầm mặc. Tuy mất trí nhớ, nhưng thói quen của em vẫn không thay đổi chút nào. Thói quen gì cơ ạ? À, ngủ lõa thể. Cái gì? Cô kinh ngạc kêu lên, lập tức nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười nhẹ. Bạch Lăng cả giận. Anh đang đùa em đúng không ạ? Không có. Cô không thèm tin. Không có mới lạ. Anh có đi lấy quần áo cho em không vậy? Anh lấy rồi, mở cửa ra đi. Bạch Lăng hoài nghi, hé một chút cửa phòng tắm. Chỉ thấy anh thò một tay vào, trên tay là một chiếc áo sơ mi nam màu trắng. Anh thực sự đã lấy rồi sao? Cô thốt lên. Anh biết thuật phân thân đấy à? Từ nãy đến giờ anh đứng ngoài cửa nói chuyện với cô, chạy đi lấy áo sơ mi từ bao giờ chứ? Ngoài cửa lại vang lên tiếng cười nhẹ. Anh vào đây là để đem quần áo cho em. Đồ Thánh như đoán được sự khó hiểu của cô giải thích như vậy. Cô vội vàng nhận áo sơ mi, đóng cửa lại mặc vào. Nhưng có vấn đề, chỉ mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, không có nội y thì khác gì không mặc quần áo. Làm thế nào đây? Cô không thể bắt anh tìm một bộ nội y nữ vốn không có ở đây mà đem cho cô được. Bạch Lăng do dự gọi. Đồ Thánh à? Anh vẫn còn ngoài đó. Ừ, sao vậy? Năm đó ly hôn, em không để lại chút quần áo nào ở đây ư? Có chứ, nhưng 2-3 năm rồi không động đến. Em có dám mặc không? Tất nhiên là không. Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy ngứa ngáy cả người. Nhưng quên đi, đành vậy thôi. Dù sao con đã sinh rồi, chắc chắn anh cũng đã thấy cơ thể cô. Cô cần gì phải nhăn nhó như xử nữ thế này? Hít sâu một hơi, cô gạt bỏ sự thẹn thùng và không tự nhiên, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Còn anh đang dựa vào cạnh tường, ung dung chờ cô, còn mỉm cười nhìn cô nữa. Anh nhếch miệng. Anh nghĩ là em đang ngủ trong đó đấy. Ánh mắt anh chậm rãi quét trên người cô. Từ xương quai xanh khêu gợi của cô, bộ ngực nhô cao đến đôi chân dài để trần. Ánh mắt trở nên thâm thúy, tràn ngập dục vọng. Máy giặt ở đâu vậy? Em muốn giặt quần áo. Nếu không ngày mai không có quần áo để mặc. Cô giả bộ không thấy mà mở lời thay đổi không khí. Vừa nãy anh đã gọi cho Tề Thác và Lực Nhã, nhờ bọn họ ngày mai đến chỗ em, mang hành lý của em đến đây. Tề Thác và Lực Nhã? Ừ, chính là người em quên mình đi cứu. Là đôi vợ chồng anh đã nhắc với em trong bệnh viện, còn nhớ không? Cô cố gắng nhớ hai tên người này. Tề Thác, Lực Nhã. Cho nên chuyện giặt quần áo không cần lo đâu. Sẽ có người dọn dẹp vệ sinh đến lấy đi giặt. Đem đi giặt à? Thế thì tốn bao nhiêu tiền? Anh có rất nhiều tiền à? Là bác sĩ, hơn nữa lại là bác sĩ nổi tiếng. Không có tiền thì cũng khó. Anh rất nổi tiếng sao? Ừ, nghe nói vậy. Ai nói cơ? Thì các bệnh nhân muốn được anh khám, các giám đốc bệnh viện khác muốn anh đến làm, các nhóm nghiên cứu khoa học từ nước ngoài trao đổi nghiên cứu sinh với Đài Loan. Những ai biết anh đều nói vậy. Vậy là anh thực sự rất nổi tiếng nên rất nhiều tiền à? Đồ Thánh nhìn cô rồi nói. Tiền của anh đều là của em. Nếu em thích, anh có thể cho em toàn bộ. Bạch Lăng hơi run. Em cần tiền của anh làm gì chứ? Không biết nữa. Nhưng anh thấy em có vẻ hứng thú với tiền của anh. Cô phản đối. Làm gì có. Anh hơi đăm chiêu nhìn cô chậm rãi nói. Cho nên thực ra em đang cố gắng kéo dài thời gian lên giường ngủ đúng không? Cô cứng đơ người mà không tự giác đỏ bừng lên. Đồ Thánh hứa hẹn. Yên tâm đi, anh sẽ không xâm phạm đến em đâu. Em không nói gì cả. Đấy là anh tự đoán. Em muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon. Bị nhìn thấu tâm tư, cô xấu hổ nhanh chóng rời đi. Nhìn vừa quay người được vài bước, đột nhiên dừng chân lại. Vừa rồi quên hỏi anh, cô ngủ ở đâu đây? Cô có chút khó chịu quay đầu nhìn anh. Hỏi anh một chút, em ngủ ở đâu? Đồ Thánh hất hàm chỉ chiếc giường lớn ở giữa phòng. Bạch Lăng hoài nghi trợn mắt. Vậy thì còn anh? Anh lại hất hàm về chỗ đó lần nữa. Cô trừng mắt nhìn anh chờ anh giải thích. Nhà anh tuy lớn nhưng bình thường chỉ sử dụng gian phòng này. Những phòng khác đều bụi phủ đầy, cho nên đành phải đem chịu thiệt thòi. Nhưng em yên tâm đi, anh không động đến em đâu. Anh lộ ra vẻ mặt tươi cười vô hại.
Nhưng không biết vì sao cô cảm giác anh như là cáo trúc tết gà vậy. Cô quay đầu nhìn phía chiếc giường lớn. Trên giường có một tiểu thiên sứ nho nhỏ đang ngủ. Có nghiêng nghiêng ngủ ở giữa, chắc chắn anh không làm bậy rồi. Vậy cứ tin tưởng anh một lần đi. Bởi vì cô thực sự không muốn ngủ ở phòng đầy bụi. Cô không muốn ngủ ở phòng khách. Dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông. Thôi được rồi, tin anh một lần. Cô nói với anh rồi nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn bông vây kín người đang run lên vì lạnh. Ôi thật là ấm quá đi. Vừa thoải mái cảm thán, Bạch Lăng phát hiện anh đi theo sau cô, ngồi ở phía trên giường bên kia. Cô kinh ngạc hỏi, anh không tắm à? Anh nói, anh đã tắm ở phòng khác rồi. À, thảo nào tóc của anh kha khá, thì ra là đã tắm rồi, vậy thì ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Đồ Thánh tiện tay tắt đèn, cả phòng chìm trong bóng tối. Trong phòng rất yên ắng đến nỗi ngay cả tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở đối phương cũng đều nghe thấy rõ ràng. Bạch Lăng nằm trong bóng tối thở thực khẽ. Qua một ngày, cả tâm lý, thân thể đều bị đè ép mà cô đã sớm kiệt lực. Đáng lẽ vừa đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngay mới đúng, nhưng vì sao cô đã nhắm mắt hồi lâu vẫn không ngủ nổi. Cô thấy mệt mỏi, như đầu óc lại thanh tỉnh đến kỳ lạ. Vì sao vậy nhỉ? Là vì cùng anh chung giường chung gối mới khiến cô sợ hãi để không ngủ được ư? Nhưng cảm giác hình như không phải vậy. Cô nên nói thế nào nhỉ? Cô cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ không chỉ là lo lắng sợ hãi, mà còn là khẩn trương bất an. Như bản thân cô cũng không biết mình khẩn trương cái gì, bất an vì cái gì nữa. Không tiếng động mà thở dài một hơi, cô xoay người nằm nghiêng, muốn thử xem có phải tư thế này dễ ngủ hơn không. Giọng Đồ Thánh đột nhiên vang lên, không ngủ được sao? Cô sợ hãi muốn nhảy dựng lên, nhưng cô không trả lời, làm như là mình vốn ngủ say, chờ mình chỉ là động tác vô thức trong giấc ngủ. Bạch Lăng yên lặng bất động, trong phòng lại khôi phục sự yên lặng trước đây. Nhưng đến khi cô nghĩ có thể bình yên vượt qua cửa ải này, anh đột nhiên động đậy, tay khẽ ôm lấy thắt lưng cô, khiến cô sợ đến suýt kêu lớn. Cô cắn răng thấp giọng hỏi, anh làm gì vậy? Cô sợ làm tiểu thiên sứ giữa bọn họ tỉnh lại. Anh sớm biết là em chưa ngủ mà. Anh cũng nói nhỏ, giọng nói có chút đắc ý. Cô kéo tay anh ra, anh muốn làm gì chứ? Anh cười hỏi, anh muốn làm thì có thể làm sao? Cô đột nhiên hy vọng trong phòng sáng đèn, như thế cô có thể hung hăng lườm anh. Khi nãy anh nói anh sẽ không xâm phạm em. Anh có xâm phạm em sao? Không có đâu. Động tay động chân cũng là một loại xâm phạm. Cô cắn răng nói, tay gạt, chân anh đột nhiên gác lên người cô. Nam nhân này nói lời không hề giữ lời. Em có biết, một số người hay ngủ gác lung tung, em vừa khéo là loại này. Anh vẫn còn tỉnh mà, nói cái gì mà thói quen ngủ xấu chứ? Cô tức giận, phả lý do của anh. Thế mà anh lại động tay động chân, hơn nữa lúc cô đẩy ra lại lập tức dính lại. Nam nhân này thực sự là... Đồ Thánh à? Cô vội gỡ tay anh đang luồn vào áo mình, thấp giọng nói vậy. Anh nói là anh sẽ không xâm phạm em mà. Anh đột nhiên nhẹ xoay người đè lên cô, lấy khuỷu tay chống đỡ sức nặng cơ thể, môi vờn quanh tai cô khàn khàn nói vậy. Anh đương nhiên không xâm phạm em, anh chỉ muốn yêu em thôi. Bạch Lăng thiếu chút nữa hét chói tai, may mà cô nhớ ra con gái đang ngủ bên cạnh mà nuốt lại. Anh đừng có làm vậy, đừng quên con gái chúng ta đang ngủ bên cạnh. Cô sợ dãy dụa mạnh sẽ làm con tỉnh, cho nên chỉ có thể thúc thúc anh, rồi nhấn mạnh chữ con gái chúng ta mà nhắc nhở anh. Trong đêm tối đột nhiên tách một tiếng, đèn ngủ bên đầu giường đột nhiên sáng bừng. Đồ Thánh vẫn ở trên người cô, nhìn tiểu thiên sứ của bọn họ rồi mỉm cười với cô. Con bé ngủ rất say. Bây giờ ngủ, nhưng sau khi chỉ cần anh sang bậy với em, nhất định con bé bị đánh thức đấy. Cô nghiêm túc cảnh cáo anh như vậy. Thật không? Ừ, thật đấy. Vậy thì chúng ta thử xem. Bạch Lăng Lăng nghe vậy ngây dại. Cái gì cơ? Anh khản giọng cúi đầu hôn cô. Chúng ta thử xem. Tiếp sau đó bọn họ hoàn toàn quên mất con gái bên cạnh, nhịp tình, cho đến cao trào vây phủ mới cùng sức lực mà ôm nhau chỉ vào giấc ngủ. Tiểu thiên sứ ngủ say bên cạnh, không hề thay đổi chút nào. Trời đã sáng, trong phòng ngủ trên giường lớn, người đầu tiên tỉnh lại là tiểu thiên sứ kia. Cô nhóc đầu tiên lười biếng mở to mắt rồi trừng trừng nhìn, phát hiện cảnh tượng trước mắt càng bình thường hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh. Nhìn đông nhìn tây một hồi, cảm giác lạ lạ dần tan biến. Nhóc vươn vai quay đầu tìm người. Mẹ à. Tìm được rồi, bé lập tức rúc vào lòng mẹ,
nhưng giữa chừng mở to mắt nhìn một người xa lạ ôm mẹ mình đang ngủ. Đến hay là không đến? Bé do dự ngồi dậy, khó quyết định nhìn mẹ, rồi lại nhìn chú lạ mặt bên mẹ mình. Cuối cùng quyết định lại gần, cẩn thận bò đến cạnh mẹ, nhưng cũng không quên chú ý người xa lạ kia. Bé sờ sờ mặt mẹ, mẹ không tỉnh. Trước kia mà như thế này, bé đều tự mình chơi đùa đến khi mẹ tỉnh. Nhưng bây giờ bé rất hiếu kỳ với chú lạ mặt trên giường kia. Bé lại nhìn chú đang ngủ, do dự một chút rồi không nhịn được huých vào người chú một cái, rồi nhanh chóng co tay về. Không có phản ứng. Bé nhìn chú một lúc rồi lại một lúc nữa, sau đó xác định không có tính uy hiếp gì, hơn thế còn giống như là thứ đồ chơi tốt, liền sờ sờ tay chú. Bé sờ chỗ này chỗ nọ, cho đến khi sờ chưa thôi đủ mà bắt đầu véo véo, một lòng chỉ muốn lấy được chiếc đồng hồ trên tay chú kia, mà không để ý chú lạ mặt đã bị bé đánh thức. Đồ Thánh mở to mắt, vừa thú vị, tân kỳ, lại cảm động nhìn tiểu thiên sứ trước mắt. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có một đứa con gái, một đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu như là thiên sứ. Da của bé rất trắng, lông mi rất dài, ngũ quan khéo léo, xinh đẹp. Ánh mắt chuyên chú giống mẹ, miệng nhếch ra giống anh, bộ dáng cố chấp kéo kéo đồng hồ của anh. Bé đúng là phiên bản của hai người bọn họ. Anh muốn tháo đồng hồ ra cho bé chơi, nhưng sợ làm thiên sứ kinh động. Trong nháy mắt, bé quay đầu nhìn anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng, mở to không chớp, như đang quan sát xem anh có tính uy hiếp hay không, rồi mới quyết định xem nên khóc hay nên chạy. Anh không đổi sắc mặt, cởi đồng hồ cho bé, do dự nhìn chiếc đồng hồ anh đưa, muốn lấy mà lại không dám. Này, cầm đi. Đồ Thánh nhẹ giọng mỉm cười, đặt đồng hồ lên giường cho bé tự lấy. Nghiền Nghiền vẫn không nhúc nhích nhìn anh, vì thế anh đành nhắm mắt lại, làm như là không chú ý đến bé. Tiếp sau đó đã nghe thấy tiếng đồng hồ va chạm, bé đã cầm trên tay đùa nghịch. Anh khẽ mở mắt nhìn lén, phát hiện bé chơi đùa vui vẻ, còn không quên quay đầu nhìn xem anh có nhìn bé hay không. Bộ dáng thông minh đáng yêu của bé khiến anh rất muốn ôm bé vào lòng, hôn bé, dạy bé gọi mình là cha, cho đến khi bé ôm cổ mình làm nũng, gọi mình là cha mới thôi. Bé thực sự rất xinh, rất đáng yêu. Bé là con gái của anh. Có lẽ là vì anh quá kích động mà quấy nhiễu đến bà xã trong lòng. Bạch Lăng giật mình khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Nghiền Nghiền nghe thấy tiếng mẹ, lập tức vứt bỏ chiếc đồng hồ đã chán, nhanh chóng ùa vào lòng mẹ, vì bé phát hiện chú lạ mặt kia mở mắt. Bạch Lăng cúi đầu nhìn cô bé con bỗng nhiên ào vào lòng mình, trừng mắt rồi mới nhớ lại những chuyện đêm qua. Bé con là con gái cô, Nghiền Nghiền, mà ngủ bên cạnh người cô, hôn cô, là chồng cũ. Chào buổi sáng em yêu, ngủ ngon không? Cô kinh ngạc nhìn Đồ Thánh vì nhớ tới chuyện đêm hôm qua mà đỏ bừng lên. Cô hơi thẹn thùng nhỏ giọng, chào buổi sáng. Anh cảm thấy rất tân kỳ. Em xấu hổ sao em yêu? Cô tức giận lườm anh, vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Cô thấp giọng nói, anh không nên làm như vậy. Anh làm gì cơ? Thì chuyện đêm qua. Vì sao chứ? Em cũng thích mà, cũng hưởng thụ mà. Tay luồn dưới chăn bông ôm lấy cô, Bạch Lăng không nhịn được đỏ mặt hơn. Chúng ta mới biết nhau. Anh nhíu mày hỏi, chúng ta đến con gái còn có rồi, sao có thể nói là mới biết? Cô nhíu mày, thì anh hiểu ý của em mà. Với em mà nói, thực sự hôm qua chúng ta mới quen biết nhau. Nhưng cơ thể của em vẫn nhớ rõ anh. Anh thấp giọng nói, tay vuốt ve eo cô, rồi cúi đầu hôn lên bả vai trần của cô. Bạch Lăng vì sự động chạm này hơi rùng mình. Đừng thế mà. Vì sao chứ? Anh tiếp tục cắn nhẹ bả vai non mềm của cô. Nghiêng nghiêng nó đang ở đây. Nhắc tới thiên sứ của họ, anh dừng tay. Anh nhìn phía con gái trong lòng vợ. Con bé vẫn như trước, đôi mắt to tròn tò mò, xấu hổ lại phòng bị nhìn anh. Đồ Thánh ôn nhu dạy con gái. Cha, Nghiêng Nghiêng à, ta là cha con. Bạch Lăng thấy thái độ của anh có chút kinh ngạc. Không nghĩ anh lúc nào cũng bá đạo, lại có lúc mềm mại cẩn thận như vậy. Phản ứng của con gái lại là càng ôm chặt cô. Sau đấy cô thấy trong mắt anh có chút thất vọng, nản lòng, khi cô có cảm giác không đành lòng. Nghiêng Nghiêng à, đó là cha con đấy. Bọc chăn ngồi dậy, cô ôm con gái vào lòng, ôn nhu dạy bé. Con gọi cha đi. Nghiêng Nghiêng sợ người lạ cho nên bưng chặt miệng. Nghiêng Nghiêng à, đó là cha con, là cha. Bạch Lăng lại dạy bé, nhưng Nghiêng Nghiêng vẫn không chịu nói chuyện. Nghiêng Nghiêng à. Thôi, không sao đâu. Đồ Thánh kiên nhẫn, nhẹ giọng trấn an cô.
Chỉ là mới bắt đầu nên không quen, sau này tự nhiên con sẽ gọi anh thôi. Bạch Lăng nói. Em xin lỗi. Anh kinh ngạc nhìn cô. Vì sao vậy? Em không biết trước kia mất trí nhớ vì sao mình lại làm vậy, nhưng thực sự em không nên làm thế. Không nên để cho Nghiên Nghiên không được nhận cha của mình. Em thấy rất có lỗi. Cô ấy nấy tự trách nói với anh như vậy. Đổ Thành không biết nên nói gì. Nói không phải lỗi của cô không đúng, mà hỏi vì sao cũng không được. Cô đã mất trí nhớ rồi thì hỏi cái gì. Cho nên anh chỉ có thể ôm cô cùng con gái vào lòng, cũng âm thầm thế. Về sau bất kể xảy ra chuyện gì, đời này không để mẹ con cô rời anh mà đi, tuyệt đối không. Thấy Bạch Lăng nhẹ nhàng bước ra phòng ngủ, Đổ Thành thấp giọng hỏi. Nghiên Nghiên đã ngủ chưa? Bạch Lăng gật đầu với anh. Đổ Thành tán dương. Xem ra đầu óc ba chân dù có chút kỳ quái, nhưng mà chăm sóc trẻ con rất tốt. Nghiên Nghiên rất ngoan. Tuy rằng chuyên môn của anh là về khoa não chứ không phải khoa nhi, nhưng cũng gặp rất nhiều trẻ con. Nhưng trẻ con nhu thuận, cuộc sống có quy luật như con gái mình, lần đầu tiên anh thấy. Ăn trưa xong chơi đùa một chút rồi kéo tay mẹ nói ngủ. Quy luật đến như vậy thực khiến anh bất ngờ. Con gái đang ngủ, tiếp theo đó là thời gian vợ chồng họ tâm sự. Đồ Thánh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo là Bạch Lang ngồi xuống cạnh anh. Ngồi đây. Nhưng cô làm như là không thấy động tác của anh mà ngồi xuống đối diện anh. Nhưng nếu cô nghĩ Đồ Thánh sẽ để tùy ý cô như vậy thì cô hoàn toàn sai. Bởi lẽ cô vừa ngồi xuống, anh đứng dậy ngồi bên cạnh cô, kéo cô ngồi trên đùi anh. Anh hài lòng mỉm cười với cô, còn cô thì cứng đờ người, bất đắc dĩ xấu hổ lại thêm không biết nên làm gì. Đồ Thánh à. Anh hôn lên cổ cô. Trước kia em đều gọi anh là ông xã. Cô bất an dùng mình. Anh nói chúng ta đã ly hôn rồi mà. Nhưng rất nhanh chúng ta sẽ kết hôn lại. Cảm giác được sự bất an của cô, anh dừng lại việc hôn cổ cô. Đồ Thánh, anh thấy ngày mai rất được. Ngày mai chúng mình cùng đến sở hộ đăng ký kết hôn. Anh có chút đăm chiêu tự quyết định rồi gật đầu. Cô kinh ngạc kêu lên. Cái gì cơ? Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Anh ôn nhu nhìn cô. Em yêu à, đừng kinh ngạc như vậy. Trước đây anh đã nói muốn hợp lại với em rồi còn gì nữa. Đúng, nhưng chuyện trước kia em không hề nhớ rõ. Lúc này nói kết hôn không phải rất... Cô khẩn trương đến nó lắp bắp. Anh cắt lời cô. Chuyện này không ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta. Với anh mà nói, em vẫn là em, Bạch Lăng. Cô lắc đầu. Nhìn như thế rất kỳ quái, em không hiểu gì về anh. Nhưng bây giờ anh là người mà em quen thuộc nhất, thân cận nhất, thậm chí có thể nói là người thân duy nhất của em. Đó là vì em mất trí nhớ. Anh là người đầu tiên xuất hiện trước mặt em, hơn nữa vẫn luôn ở bên cạnh em. Tức là ý của em, em sẽ để người nam nhân đầu tiên ở bên cạnh em hôn em, mặc kệ đó là ai, mà thậm chí còn cùng người đó. Bạch Lăng khó tin trợn to mắt, tức giận nói. Anh nói lời này ý gì chứ? Anh coi em là loại người nào? Sau đó cô lấy cùi chỏ thúc anh, dùng sức thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng bị anh gắt gao ôm lại. Anh coi em là vợ của anh, là mẹ của con anh, là người duy nhất đời này anh yêu, bây giờ vẫn yêu, tương lai cũng vậy. Anh thâm tình nói nhỏ vào tai cô. Cô rẽ rụa trong lòng như bị thương. Em không tin. Nếu thực sự là thế thì khi nãy anh đã không nói với em như vậy. Anh giải thích. Anh chỉ ví dụ thôi, chứ không nói em sẽ làm thế. Anh nói như thế chứng tỏ anh đã từng nghĩ vậy. Anh cảm thấy em là người phụ nữ phóng đãng, ai cũng có thể làm chồng. Hốc mắt cô đỏ hoe, lên án anh. Không, anh không có. Anh có. Anh nhất định cảm thấy em là người tùy tiện. Hôm qua mới nhận thức, ban đêm lại cùng anh như vậy. Cô không nhịn được khóc lên, cảm thấy chính mình rất đáng ghét. Không nghĩ đột nhiên cô lại như vậy, khiến Đồ Thánh nhất thời tay chân luống cuống. Anh không hề cảm thấy như thế, anh nói rồi, anh yêu em, nhớ không? Em nghĩ anh là kẻ ngốc nghếch đi yêu một người phụ nữ tùy tiện ư? Nhìn anh ngốc thế ư? Cho dù nhìn có ngốc thật, thì anh cũng không phải ngốc như thế. Không có bác sĩ nào ngu ngốc cả, cho nên anh không ngu ngốc. Đáng giận quá, anh đang nói gì thế này? Anh chán ghét tự mắng mình, sau đấy hít sâu một hơi, quyết định nói lại một lần. Anh yêu em mà. Hôn em cùng em, tất cả là vì anh không khống chế được. Vì chúng ta đã tách nhau quá lâu, khiến anh nhớ em, nên mới không thể ngăn lại dục vọng của mình. Nếu làm vậy khiến em hiểu lầm anh xin lỗi. Nhưng anh tuyệt đối không hối hận đêm qua yêu em. Thực ra bây giờ anh cũng rất muốn yêu em. Anh càng nói, hô hấp càng dồn dập. Bạch Lăng không tự chủ nín thở ngừng khóc. Dục vọng của anh với cô là thật,
cô có thể cảm giác được. Nhưng là yêu... Cô đã không còn nhớ bọn họ rốt cuộc phát sinh chuyện gì mà một đôi vợ chồng yêu nhau lại ly hôn. Vấn đề đó chắc chắn không đơn giản. Nếu hai chúng ta yêu nhau, sao trước kia lại ly hôn? Cô không nhịn được hỏi vậy. Vấn đề này vẫn luôn khiến cô bất an. Bởi vì là yêu nhau dễ, ở chung thì khó. Đồ Thánh trầm mặc rồi trả lời nàng. Nhớ là anh lại là người không biết nói lời ngon tiếng ngọt, lại công việc bận rộn nữa. Trong lòng anh nói thêm câu đó. Thật ra khi bọn họ bên nhau, cô đã từng nói về khuyết điểm trong tình yêu với anh. Cô có thể cảm thông vì là công tác bận rộn của anh. Dù sao anh cũng là vội đi cứu người, chứ không phải là làm chuyện gì mờ ám. Nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện thỉnh thoảng hai người mới có thể hẹn hò bên nhau. Anh luôn không thể giải thích hay trấn an cô, thậm chí còn không hề ôm cô. Cô cảm thấy ôm hay là hôn là những chuyện người yêu nhau nên làm. Hơn nữa còn là chuyện rất tự nhiên, vì sao anh không làm được? Mà lúc ấy anh chỉ cảm thấy không có chuyện gì, vì sao nhất định phải làm thế, còn không phải đóng phim thần tượng. Vì thế bọn họ đã từng cãi nhau vài lần. Anh cứ tiếp tục làm theo ý mình, mà cô vì tranh chấp nhiều lần không đạt được kết quả nên không thèm nhắc chuyện này với anh. Cô tự mình chủ động, muốn hôn sẽ hôn anh, muốn ôm thì sẽ như người không xương dính chặt lên anh. Tuy rằng anh không nói gì, nhưng thực ra anh rất thích nhìn Bạch Lăng làm nũng, cho nên mới cầu hôn cô, rồi bận rộn tổ chức hôn lễ cưới cô, giành chính ngôn thuận sở hữu cô. Hôn nhân thực sự là phần mồ của tình yêu sao? Anh không cảm thấy như thế, vì càng lúc anh càng phát hiện mình càng lúc càng yêu cô hơn. Anh yêu sự ôn nhu săn sóc của cô. Lúc anh kiệt sức mệt mỏi trở về nhà, lại cười đầy yêu thương với anh, sau đó hôn anh. Anh yêu cô hiền tuệ, chịu thương chịu khó, luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không còn hạt bụi, khiến anh về nhà luôn cảm thấy thoải mái, có thể thả lỏng bản thân mà nghỉ ngơi. Anh yêu sự tồn tại của cô, yêu nụ cười của cô, thậm chí là cái nhăn mày. Chỉ cần thấy cô, mệt mỏi đều tan biến, càng có tinh thần đón nhận những thử thách sau đó, cứu chữa nhiều người hơn. Anh yêu cô, đây là chuyện không cần hoài nghi, nhưng anh cũng không hiểu được làm sao để quý trọng cô. Tình yêu cần sự vun đắp của hai người, nếu không hiểu được cảm nhận của đối phương thì sao có thể bền lâu. Sau khi ly hôn, anh mới bừng tỉnh hiểu ra đạo lý này, hiểu được trước kia mình ích kỷ thế nào. Anh yêu Bạch Lăng vì cô có thể vì anh trả giá tất thảy. Sự ôn nhu, chăm sóc, hiền tuệ, chăm chỉ, tươi cười và tình yêu của cô anh đều thấy rõ. Nhưng anh lại không biết được sự nhẫn nại, bất đắc dĩ, cô đơn, thương tâm và nước mắt của cô. Anh mãi mãi nhớ rõ câu nói của cô khi đưa ra yêu cầu ly hôn. Anh mãi mãi không biết, em yêu anh sâu nặng nhưng bị tổn thương còn nặng hơn. Lúc ấy anh hoàn toàn không hiểu những lời này có ý gì, mà chỉ cảm thấy chẳng nhẽ yêu thương anh là không đáng, là đau khổ thế sao? Một khi đã thế không cần yêu nữa. Khi đó anh chỉ thấy tức giận mà không nghĩ vì sao cô nói vậy. Yêu càng nhiều tổn thương càng lớn. Hiện tại hiểu rõ câu ấy khiến anh đau lòng, khó chịu vô cùng. Như thế khi ấy cô đau đến nhường nào? Đồ Thánh nhìn cô, trong mắt là đầy sự hối lỗi và tình yêu. Cho nên anh cho rằng em mất trí nhớ, chúng ta ở chung không vấn đề gì sao? Bạch Lăng phiền não nhíu mày, không để ý đến vẻ mặt anh. Anh khẳng định nói, không đâu. Cô hoài nghi, sao anh có thể chắc chắn như vậy? Giống như khi nãy anh nói, em vẫn là em, anh vẫn là anh đúng không? Anh không nghĩ những chuyện đã phát sinh sẽ lại xảy ra lần nữa. Anh thành thật nhìn cô, vì anh đã thay đổi rồi. Bạch Lăng kinh ngạc nhìn anh, không biết nên nói gì. Cô hoàn toàn không nhớ rõ trước kia anh như thế nào, thì sao biết được anh có thay đổi hay không? Hơn nữa trong mắt anh đầy sự hối lỗi là vì chuyện gì đã xảy ra. Em yên tâm đi, nếu đã quyết định ở cùng một chỗ, anh sẽ không để mình dẫm lên vết xe đổ. Anh thề với trời đấy. Anh thành khẩn rồi cúi đầu hôn cô. Bạch Lăng không hề kháng cự nụ hôn của anh, chỉ trong chốc lát quên sạch chủ đề bọn họ đang nói, ôm chặt lấy anh, đáp lại nụ hôn ôn nhu của anh, rồi lại cùng anh chìm vào biển tình. Vừa mới đỏ mặt sửa sang lại quần áo, chuông cửa vang lên khiến Bạch Lăng sợ đến thất kinh, nhảy dựng lên, bộ dáng hoảng sợ như là bị người chóc gian tại giường. Em làm gì? Đồ Thánh buồn cười hỏi, cúi đầu hôn cô một cái rồi đi đến bên cạnh cửa. Nhìn trên màn hình bộ đàm là ai đến? Là Tây Thác và Lực Nhã. Anh quay đầu nói cho cô, nhưng không ngờ quay lại đã không thấy bóng dáng cô đâu,
có lẽ là trốn trong phòng rồi. Anh mỉm cười một chút, kiểm tra lại chỗ khi nãy, xác định không lưu lại dấu vết gì rồi mở cửa. Đứng bên cạnh cửa chứ đôi vợ chồng kia đại giá quang lâm. Cửa tự động mở ra, đến không chỉ có đôi vợ chồng kia mà còn có cả hành lý của Bạch Lăng mà tối qua anh gọi điện nhờ họ đem tới. Âu Lực Nhã hỏi anh, Bạch Lăng ở đâu vậy? À, ở trong phòng. Anh vội cùng Tề Thác chuyển đồ vào nhà, còn Âu Lực Nhã vội chạy trong phòng ngủ tìm Bạch Lăng. Xin lỗi nhá, cô ấy rất lo lắng cho Bạch Lăng. Tề Thác giải thích cho hành động xông loạn xạ của bà xã mình. Anh gật đầu tỏ ý không sao. Mình biết mà, thu dọn mấy thứ này chắc không ít thời gian. Cảm ơn cậu nhá, Tề Thác. Đâu, là Lực Nhã và Tiểu Vũ thu xếp. Mình chỉ phụ trách mang lên xe và chuyển đến đây thôi. Cậu cảm ơn các cô ấy mới đúng. Ừ, nhất định rồi. Đem tất cả hành lý chuyển vào nhà, Tề Thác ngồi trên sofa trong phòng khách, nhận chén trà Đồ Thánh đưa cho. Bạch Lăng có khỏe không? Thực sự không nhớ được gì sao? Đồ Thánh ngồi đối diện Tề Thác lặng lẽ gật đầu. Tề Thác thuận miệng hỏi, cậu không phải là chuyên khoa não à? Không thể nghĩ cách như là mổ hay thế nào giúp cô ấy hồi phục trí nhớ? Đồ Thánh tức giận trừng mắt, cậu cho là giải phẫu não rất đơn giản sao? Thì đối với người khác là không đơn giản, nhưng với cậu không phải rất đơn giản ư? Cậu nghĩ rằng vì sao mình phải đem dao nhỏ mổ tới mổ lui trên đầu người? Đó là vì muốn cứu tính mạng người khác là bất đắc dĩ. Bạch Lăng vốn bình thường, sao phải động dao trên đầu cô ấy? Anh không nhịn được đứng phát dậy, trừng mắt nhìn bạn tốt. Tề Thác bình tĩnh nhìn anh, tớ không bảo nhất định cậu phải mổ cho cô ấy, cậu không cần phải tức giận như thế chứ. Đồ Thánh thở hắt ra rồi lại ngồi dựa vào ghế. Hôm qua ở bệnh viện thấy đầu cô đầy máu đã khiến anh suýt ngất. Anh không thể tưởng tượng nếu hôm qua nhất định phải động dao thì anh có thể làm tốt không. Không, anh nhất định không thể nào mổ cho Bạch Lăng, anh không làm được. Tề Thác nhíu mày hơi lo lắng nhìn anh. Không cần phải nghiêm trọng như thế chứ Thánh Thủ. Cậu nói Bạch Lăng trừ vết thương trên trán và mất trí nhớ, cô không bị gì nghiêm trọng chứ? Đồ Thánh thở hẳn ra, đem sự hậm hực của mình nói ra. Không có. Tề Thác khó hiểu, thế không phải là tốt nhất rồi sao? Cậu làm gì mặt mũi khó coi vậy? Bây giờ hai cậu ở chung không phải rất thuận lợi à? Sau này cậu có tính toán gì không? Anh không do dự rồi nói kết hôn. Tề Thác bất ngờ nhíu mày trợn mắt. Mình nghĩ không cần phải hỏi đối tượng kết hôn là ai, nhưng đây chắc là ý muốn đơn phương của cậu. Bạch Lăng không có ý kiến gì sao? Cậu vừa bảo cô ấy chỉ mất trí nhớ, chứ không mất đi những năng lực phán đoán linh tinh khác mà. Đồ Thắng lườm anh, đừng nghĩ là mình không biết, cậu đang trào phúng mình. Tề Thác cười lên rồi lại nghiêm trang hỏi, nói thật nhá, những lời vừa nãy của cậu là thực sao? Đồ Thánh hỏi lại, cậu thấy mình là loại người đùa cợt như thế đấy à? Chuyện cũng nên như thế này, tuy cậu không thừa nhận nhưng mình luôn cảm thấy cậu chưa bao giờ quên cô ấy hoặc không yêu cô ấy. Đồ Thánh trầm mặc không nói, xem như là đồng ý với lời Tề Thác nói. Tề Thác đột nhiên nói, này, cậu nên cảm ơn tớ. Đồ Thánh hoài nghi, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào chuyện ngoài ý muốn hôm qua khiến cậu tỉnh táo, đối mặt với chuyện cậu vẫn không muốn thừa nhận. Cậu chán sống nên mới dám nói đến chuyện này với mình đấy. Chính vợ mình không bảo vệ tốt làm liên lụy vợ tớ. Tề đại tổng tài, cậu thật là hay quá. Đồ Thánh nghiến răng nghiến lợi của trách bạn tốt. Không thể nói thế được, ít nhất khi đấy tớ đã liều mình, còn cậu thì sao chứ? Vợ mình đang nguy hiểm mà lại không hay biết. Như thế người hay ho là cậu mới đúng. Tề Thác nhún vai, tuyệt không để ý đến sự châm chọc của anh. Chỉ cần cuối cùng vợ mình bình an vô sự là đủ rồi. Đồ Thánh trừng mắt nhìn anh, phát hiện mình không còn gì mà chống đỡ. Nếu anh có thể thừa nhận tình cảm của mình sớm một chút, sớm hành động đem Bạch Lăng về bên mình, có lẽ mọi thứ đã thay đổi. Bạch Lăng cũng sẽ không gặp chuyện không may mà bị thương. Thực sự anh có trách nhiệm. Tiếng gì vậy? Tề Thác ngạc nhiên hỏi anh, vì nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng trẻ con khóc. Đồ Thánh quay đầu nhìn phía phòng ngủ. Là con gái của mình tỉnh dậy đấy. Con gái cậu? Cậu nói cái gì? Anh suýt thì sặc nước bọt. Cậu nói cái gì cơ? Là Bạch Lăng sinh con gái cho mình. Tề Thác cứng họng trừng mắt. Cậu đang đùa ư? Nhìn trong phòng ngủ tiếng trẻ con khóc cùng tiếng Bạch Lăng dỗ con không ngừng truyền đến, khiến anh biết bạn mình không hề nói đùa hay nói dối. Như là sao lại vậy? Lực Nhã chưa từng nói cho mình biết Bạch Lăng có con gái. Đồng Thánh bất đắc dĩ nói, nhất định là các cô ấy thông đồng. Cậu có cảm thấy ba cô kia cũng giống Bạch Lăng,
Có chuyện gì cũng lén gạt đi chồng cũ, không để cho cánh đàn ông chúng mình biết không? Tể Thác trợn tròn mắt. Ý của cậu là? Đồ Thánh gật đầu. Gọi điện thoại cho bọn họ ngay đi. Hai người đàn ông lấy điện thoại bắt đầu gọi điện. Bạch Lăng, thực sự cái gì cậu cũng không nhớ à? Trong phòng ngủ, Ổ Lực Nhã nhìn Bạch Lăng rất thuần thục, dỗ dành nghiêng nghiêng nhỏ giọng hỏi vậy. Bạch Lăng gật đầu, trên mặt cô chỉ có nụ cười yếu ớt. Ngay cả nghiêng nghiêng cũng không nhớ ư? Ừ. Nhưng mà nhìn cậu ôm nghiêng nghiêng giống y ngày trước mà. Đây là nguyên nhân khiến cô nghi ngờ. Thật à? Bạch Lăng kinh ngạc hỏi, sau đấy cúi đầu nhìn con gái hơi khóc thút thít làm nũng trong lòng cô. Mình nghĩ có lẽ đây là thiên tính mẫu tử. Vì lần đầu tiên thấy bé, nghe bé gọi mẹ, tuy mình không nhớ gì nhưng không hề có cảm giác hoài nghi hay cự tuyệt, cứ thế coi là con gái mình. Nhìn cô không hề có chút miễn cưỡng, tình cảm yêu thích với Nghiên Nghiên như là từ nội tâm mà tự nhiên bộc phát. Vậy cậu có cảm giác gì với Đồ Thánh? Ổn Lực Nhã nhìn cô một lát rồi hỏi thử như vậy. Không ngờ mặt cô đỏ bừng, trên mặt có chút ngượng ngùng. Tớ à? Cô hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào nữa. Ổn Lực Nhã thở dài, quả đúng là cậu mất trí rồi. Bạch Lăng ngây ngốc nhìn cô. Nếu cậu không mất trí nhớ thì sẽ không có vẻ mặt này. Sao vẻ mặt này á? Có chút thẹn thùng, lại có chút ngọt ngào như rơi vào võng tình vậy. Sắc mặt Bạch Lăng lại càng đỏ hơn. Ổn Lực Nhã bổ sung thêm, lại còn cả mặt đỏ nữa. Thế trước khi mất đi trí nhớ, mình sẽ như thế nào? Xấu hổ và cuộn bách, nhìn Bạch Lăng vẫn không ngăn được tò mò mà hỏi vậy. Ổn Lực Nhã thở dài nói, bình tĩnh, đạm mạc, nói chuyện cũ không cần nhắc đến. Thật thế à? Ừ. Lực Nhã này, cậu biết năm đó vì sao mình và Đồ Thánh ly hôn không? Chả biết nữa, cậu không hề nhắc đến, chỉ thường nói chuyện quá khứ nhắc đến làm gì thôi. Thật không? Nhưng còn tưởng là cậu biết. Có thể nói cho mình biết chút chuyện quá khứ không? Thời gian chúng ta gặp nhau thì không dài. Nếu cậu muốn biết có thể hỏi Tiểu Vũ ấy. Chỉ Linh với lại Trạm Na, các cậu ấy biết cậu sớm hơn mình nhiều. Các cậu ấy là ai? Tiểu Vũ, Chỉ Linh, Trạm Na. À thì có thể nói là hàng xóm, cũng có thể nói là chị em tốt, còn có chung thân phận là vợ trước của bạn thân Đồ Thánh. Bạch Lăng trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi lại, vợ trước à? Chúng mình đều là vợ trước. Cái ngày chắc gọi là vật họp theo loài. Chúng mình á? Cậu và Tề Thác không phải là vợ chồng à? Ổn Lực Nhã mỉm cười nói, bây giờ thì đúng. Nhưng trước khi tớ vừa gặp cậu thì cũng là lúc mình và anh ấy vừa ly hôn. Một đám phụ nữ ly hôn ở chung một chỗ, không phải là vật họp theo loài sao? Bây giờ nhớ đến không chỉ cảm thấy buồn cười, còn thấy khó tin nữa. Tức là cậu và Tề Thác tái hôn? Đúng vậy. Cho nên cậu với Đồ Thánh cũng có thể như thế. Mình... Bạch Lăng đột nhiên thẹn thùng nói không ra lời. Đúng rồi, khi nãy cậu chưa trả lời tớ. Cậu cảm thấy Đồ Thánh thế nào? Đẹp trai hay không? Gợi cảm không? Có khiến tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ bừng, có cảm giác nhất kiến trung tình không? Bạch Lăng nghe vậy, mặt đỏ bừng, thẹn thùng, khiến cho cô cảm thấy rất thú vị. Bạch Lăng đỏ mặt xấu hổ đến nỗi không nói được gì. Này, mà cậu đỏ quá. Ổn Lực Nhã phát hiện thế giới mới mà cười nói, xem ra không phải nói nhiều, cậu đã yêu Đồ Thánh rồi đúng không? Cô căn bản không còn lời nào để nói, cũng không biết nên nói cái gì. Cô không biết có phải là mình đã yêu anh không, nhưng chắc chắn là có thích anh. Tuy rằng anh có chút bá đạo, luôn làm theo ý mình, nhưng vòng ôm và nụ hôn của anh rất dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn cô đầy tình yêu, chân thành khiến cô không có kháng cự. Nhưng là... Lực Nhã này, mình sợ lắm. Cô do dự nói nhỏ, giọng đầy bất an. Ổn Lực Nhã sửng sốt. Sợ cái gì cơ? Đồ Thánh nói cho mình biết, năm đấy chúng mình ly hôn là vì ở chung có vấn đề. Tuy rằng bây giờ tớ mất đi trí nhớ, nhưng mình vẫn là mình, anh ấy vẫn là anh ấy. Mình sợ nếu chúng mình ở chung, chuyện cũ sẽ lại tái diễn. Không đâu. Ổn Lực Nhã phủ định sự nghi ngờ của cô. Bạch Lăng kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ là Lực Nhã lại không hề do dự mà nói vậy. Tề Tha có nói với mình, Đồ Thánh là người ý chí kiên định, vấn đề chỉ là muốn hay không mà thôi. Một khi đã làm, nhất định không để thất bại đâu. Ổn Lực Nhã hơi suy nghĩ rồi hỏi, ở chung hai ngày, anh ấy có nói chuyện hợp lại với cậu không? Cô gật gật đầu. Như thế thì cậu không cần lo lắng, chỉ cần tin lời anh ấy là được. Nhưng nếu như cậu nói Đồ Thánh là người kiên định, như thế khi trước kết hôn thì đã không đi đến kết quả ly hôn này mới đúng. Trừ phi...
Trừ phi cái gì? Trừ phi anh ấy không yêu mình. Anh ấy không yêu cậu, sao lại muốn hợp lại? Bạch Lăng cúi đầu nhìn con gái chăm chú nghe người lớn nói chuyện, chua xót nói, có lẽ là anh ấy muốn con gái. Ô Lực Nhã sửng sốt, nhớ tới lúc trước Bạch Lăng muốn cô không được đem chuyện nghiêng nghiêng nói cho Tề Thác, mục đích là vì không muốn con gái bị cướp đi. Lúc trước Bạch Lăng cho là không thể tái hợp cùng Đồ Thánh nên mới quyết định như thế để ngừa chuyện vạn nhất. Nhưng tình huống bây giờ đã thay đổi rồi đó thôi. Dựa vào địa vị và tiền tài của Đồ Thánh, nếu anh ấy thực muốn nghiêng nghiêng thì sẽ có hàng trăm cách để cướp được con bé, cần gì phải cùng cậu tái hôn? Cậu có nghĩ đến chuyện này không đấy? Bạch Lăng nghi hoặc hỏi, anh ấy thực sự có rất nhiều tiền à? Ừ hay, anh ấy là bác sĩ nổi tiếng, rất nhiều người quyền quý muốn tìm đến chữa trị. Mình nghĩ chắc hẳn kiếm được không ít tiền đâu. Ý nhất mình cảm thấy, nếu anh ấy muốn đến tòa án tranh nghiêng nghiêng với cậu, anh ấy thừa tiền. Hơn nữa bây giờ cậu còn bị mất trí nhớ, khả năng thắng kiện càng cao. Cho nên nguyên nhân tái hợp cùng cậu tuyệt đối không phải vì nghiêng nghiêng. Ôn Lực Nhã phân tích cặn kẽ như vậy. Nhưng chuyện này anh ấy cũng nói với mình. Sao, nói cái gì cơ? Nói rằng anh ấy muốn tái hôn với mình không chỉ vì đứa nhỏ. Vậy cậu có hỏi là vì sao không? Bạch Lăng gật đầu, trầm mặc một lát rồi nói, anh ấy nói là vẫn còn yêu mình. Ôn Lực Nhã cao hứng, thật á? Một khi đã vậy cậu do dự làm gì, sao còn sợ hãi nữa? Anh ấy cũng đã nói là yêu cậu rồi còn gì nữa. Mình không biết nữa. Bạch Lăng, có lẽ nói chuyện với mấy người mà cậu vừa nói kia, mình mới có thể yên tâm hơn một chút. Ôn Lực Nhã vừa lấy di động, nếu thế để tớ gọi các cậu ấy đến. Bạch Lăng vội cản cô, không cần gấp vậy đâu, chờ các cậu ấy rỗi thì nói sau. Không sao đâu, bọn họ lo lắng cho cậu mà, chẳng qua ngại một số người nên không thể đến thăm cậu. Bây giờ những người đó không ở đây, mình gọi nhất định họ sẽ đến. Nói xong cô gọi luôn cho Tiểu Vũ. Cô vừa nói chỗ này chỉ có Đồ Thánh và Tề Thác thì Tiểu Vũ tự động nói sẽ gọi cho Trạm Na và Chỉ Linh đến. Khoảng một giờ sau, ba cô mệt mỏi đến nơi, có mang theo một lô thức ăn. Ôn Lực Nhã để không gian cho bọn họ nói chuyện, vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ai ngờ Tề Thác lại vội kéo Đồ Thánh vào, bảo cô chỉ cần ăn không cần đụng tay đến. Vì thế mà hai người đàn ông tay chân luống cuống trong bếp. Lực Nhã sợ hãi kêu thất thanh liên tục. Bốn người trong phòng đi ra xem có chuyện gì rồi tất cả cười phá lên. Cuối cùng hai nam nhân chân tay vụng về bị đuổi ra. Bạch Lăng bế Nghiên Nghiên và Lực Nhã đang có thai bị Tề Thác bắt không được đứng một bên xem. Mấy người phụ nữ cùng một nơi dù luôn chân luôn tay nhưng lúc nào cũng chuyện trò rôm rả. Để giúp Bạch Lăng nhớ là mình trước khi mất trí nhớ, Tiểu Vũ chỉ lên Trạm Na không ngừng nói chuyện quá khứ. Bạch Lăng chăm chú nghe mà Đồ Thánh cũng vậy. Bởi lẽ với anh mà nói, anh không hề hay biết gì cuộc sống của hai mẹ con trong hai năm đó. Buổi tối tiễn mọi người dọn dẹp nhà cửa, dỗ con ngủ, xếp lại hành lý xong xuôi đâu đấy cũng đến nửa đêm. Bạch Lăng dù sao vẫn là bệnh nhân, tắm rửa xong có thể đi ngủ, cả người đã lơ mơ. Không ngờ lúc này Đồ Thánh động tay động chân ôm cô, khiến cô cả người mệt mỏi, định nói cự tuyệt anh. Nhưng cô chưa kịp nói thì anh đã nói, anh xin lỗi. Câu nói bất thình lình của anh khiến thần trí cô hơi tỉnh táo lại. Cô quay người nhìn anh, sao anh phải xin lỗi em? Anh khàn khàn nói, vì mấy năm qua em chịu khổ rồi. Nghe mấy người tập Tiểu Vũ nói chuyện của cô trước kia, anh biết được 2-3 năm qua cô vất vả thế nào. Trừ việc phải ứng phó với người em mê cờ bạc, còn phải chăm sóc mẹ già, sao phải đón nhận chuyện hai người bị trúng độc carbon dioxide mà qua đời. Những chuyện đả kích này ngay cả một người đàn ông cũng không chịu nổi, mà cô lại phải một mình chống chọi. Khi trước phí nuôi dưỡng của cô sau khi ly hôn đều bị người em trai đem đi đánh bạc, mà nhà của mẹ cũng vì thế bị ngân hàng niêm phong. Trạm Na nói lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lăng cô ấy đã có thai, hai tay xách hành lý rất lớn khiến Trạm Na vô cùng hoảng sợ, chỉ lo là cô ấy bị sảy thai. Trạm Na là người đầu tiên gặp Bạch Lăng, sau đó là Nguyên Chỉ Linh, Tập Tiểu Vũ và cuối cùng là Ôn Lực Nhã. Mà trước khi biết Ôn Lực Nhã thì bọn họ đều không biết chồng trước của cả năm người đều là bạn bè thân thiết. Duyên phận này chỉ có thể nói là rất kỳ diệu. Sau khi sinh Nghiên Nghiên, Bạch Lăng vì phải kiếm tiền mà ban ngày gửi Nghiên Nghiên cho bà Trần trông, chiều lại đón con về. Tập Tiểu Vũ nói phụ nữ vừa phải làm việc vừa phải nuôi con thơ rất vất vả, đó là điều mà đàn ông không thể hiểu được. Bạch Lăng thực sự rất giỏi. Khi ấy cô nói, giọng nói đầy sự bội phục, nhưng anh nghe thấy rất đau lòng.
Không hiểu vì sao cô lúc đó cố gắng kiên cường, một mình chịu khổ như vậy. Cô chỉ cần tìm anh là được, làm sao anh có thể không để ý đến cô hay con gái mình được. Nhưng nói đi lại nói lại, tất cả đều tự trách mình. Nếu anh biết cách chăm sóc, không quá ích kỷ, thì trước đấy họ sẽ không ly hôn, và cô cũng sẽ không vất vả như vậy. Cho dù chuyện của mẹ cô và em cô là số mệnh, không thể thay đổi, thì lúc ấy vẫn có anh bên cạnh làm chỗ dựa cơ mà, không phải sao? Kỳ thật bây giờ có muốn nghĩ gì thì cũng đã muộn. Chuyện cũ đã qua, quan trọng là từ nay về sau anh nên làm thế nào? Anh thành khẩn hỏi. Bạch Lăng này, em có đồng ý cho anh một cơ hội nữa, lấy anh được không? Đồ Thánh, đừng từ chối anh, cho anh cơ hội nữa đi. Không phải em muốn từ chối, mà là em rất sợ hãi. Bạch Lăng né khỏi vòng ôm của anh, ngồi dậy nhìn Đồ Thánh. Sợ cái gì cơ? Đồ Thánh ngồi dậy theo, quay đầu nhìn thoáng qua Nghiên Nghiên, chỉ sợ làm con bé tỉnh giấc. Cô cúi đầu nói nhỏ. Em sợ rằng quá khứ sẽ tái diễn lại. Em không quên được những lời anh nói. Yêu nhau dễ, ở chung thì khó. Có lẽ là anh không nói rõ ràng thôi. Vấn đề đều là từ anh. Chỉ cần anh thay đổi sẽ không còn là vấn đề nữa. Anh nói gì em không hiểu. Cô nhìn anh từ từ lắc đầu. Đồ Thánh như đã đầu hàng, thở dài một hơi. Em cũng biết là đàn ông đều có sĩ diện, không muốn thừa nhận bản thân ngu xuẩn, cho dù thực sự ngu ngốc. Anh xấu hổ cười nói. Từ nhỏ đến lớn anh đều được người khác khen ngợi là thiên tài. Ngay cả anh cũng tự biết mình tài trí hơn người, là kẻ không dễ dàng mắc sai lầm như người khác. Cho nên thường quen thói làm theo ý mình, coi những người khác như là gió thoảng bên tai. Và với em cũng vậy. Chúng ta ở chung khó đều vì anh ích kỷ, chưa từng chịu đi tìm hiểu suy nghĩ của em, chưa bao giờ đặt những lời nói của em vào lòng, mới có thể khiến em nản chí rời bỏ anh. Anh rất ngu ngốc, từ lâu sau này mới hiểu vì sao em ra đi. Nhưng anh lại còn sĩ diện không muốn chủ động tìm em, xin em tha thứ. Thế mà lại khiến em phải chịu khổ như vậy. Ngay cả con gái mình anh không biết. Anh thực sự vô cùng ngu ngốc. Đồ Thánh à. Nghe anh hối hận tự trách, Bạch Lăng cảm thấy không nỡ, nhưng cũng không biết nên nói gì. Nếu là trước kia nghe anh nói vậy, chỉ sợ em đã bị dọa. Sau đấy vội vàng chạy đến trước mặt, quan tâm hỏi anh có làm sao không, có bệnh không. Nếu không sao có thể nói những lời này. Đồ Thánh tự giễu, hơi nhếch môi, nhưng nhìn cô đầy tình yêu dịu dàng. Bạch Lăng này, trước đây anh ích kỷ, chỉ biết nhận chứ không biết cho đi, cho nên mới đánh mất em. Nhưng từ nay trở đi anh không sai lầm như vậy nữa, sẽ không để mất em nữa. Em có đồng ý tin anh lần nữa không? Anh thề nhất định đem hạnh phúc lại cho em. Anh thâm tình nhìn cô rồi lại chậm rãi đưa tay về phía cô chờ đợi. Nhìn ánh mắt chân tình và thái độ thành thật của anh, trong lòng cô tuy còn chút do dự nhưng không thể ngăn được mình đưa tay đặt lên tay anh. Cô gật đầu. Đồ Thánh vui sướng, kích động nắm chặt tay cô rồi lại son sắt thề. Anh nhất định là sẽ đem lại hạnh phúc cho em, hãy tin anh. Bạch Lăng nhìn sâu vào mắt anh rồi kiên định nói. Em tin anh. Cuộc sống như thế nào mới gọi là cuộc sống hôn nhân? Cô tuy rằng đã từng cùng Đồ Thánh kết hôn một lần, nhưng vì mất trí nhớ hoàn toàn không còn nhớ gì nữa. Nhưng cô tin tưởng sẽ không giống với cuộc sống bây giờ. Nếu không trước kia cô đúng là đại ngu ngốc nên mới ly hôn với anh. Bởi vì bây giờ anh tốt với cô đến không còn lời nào để nói. Đăng ký kết hôn xong, Đồ Thánh không chỉ tặng cô chiếc nhẫn kim cương cực lớn làm nhẫn kết hôn, còn đưa cô cùng Nghiên Nghiên đi dạo phố mua đồ cho mẹ con cô một đống quần áo. Chính là muốn làm hư hai mẹ con cô. Hôm sau anh hỏi qua ý kiến cô, rồi giúp cô xin nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng, cũng tìm bảo mẫu cho Nghiên Nghiên, tránh cô vì trông con mà bị mệt. Nhưng cô không đồng ý. Anh tôn trọng ý kiến của cô, rồi lại bảo người phục vụ mỗi tuần đến dọn nhà một lần, đổi thành hai ngày đến một lần, tránh cô làm chuyện nhà mà vất vả. Ngày thứ ba, muốn cho con gái quen dần với anh, cuối cùng cũng như nguyện mà tắm được cho con gái. Từ đấy về sau chỉ cần anh ở nhà tắm cho Nghiên Nghiên là việc của anh. Sau đấy dỗ Nghiên Nghiên cũng thành việc của anh luôn. Anh yêu con gái là không cần hoài nghi. Nhưng mỗi ngày giúp con tắm, dỗ con ngủ lại săn sóc cô, biểu hiện tình yêu với cô. Không hiểu sao cô rất thích nhìn thấy những điều này. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh nhất định đều hôn tạm biệt cả hai mẹ con. Chiều về cũng lại ôm hôn hai mẹ con nàng. Bây giờ Nghiên Nghiên chỉ cần có anh ở bên thì không cần cô nữa. Ngày nghỉ đầu tiên sau kết hôn, thời tiết sáng sủa, anh đưa mẹ con cô đến bến tàu đi dạo.
Nghiên Nghiên lần đầu tiên được chơi đùa trên cỏ, còn được anh làm ngựa mà cưỡi, quả thực là chơi đến phát điên. Cô ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hai cha con, cảm giác thực là hạnh phúc. Bạch Lăng. Đột nhiên thấy có người gọi, theo phản xạ cô quay đầu, không biết người gọi cô là ai, vì trước mắt chẳng có gương mặt nào cô thấy quen hết. Thật khéo đấy, em cũng đến đây chơi ư? Một người đàn ông tươi cười đến trước mặt cô. Ờ, chào anh. Cả bạn không biết anh ta là ai, cô hơi xấu hổ gật gật đầu với đối phương. Người đàn ông kia cười nói, sao thế, nhìn em như là không biết anh vậy. Cô đúng là không biết, Bạch Lăng cười khổ trả lời trong lòng. Cô không rõ quan hệ của anh ta với mình là thế nào, có phải là người thân thiết để nói chuyện mình mất trí nhớ không. Cô còn đang khó xử, vừa hay anh ta chuyển đề tài. Sao lại em một mình ngồi ở đây, anh có vinh hạnh làm hộ hoa sứ giả cho em không? Anh ta kích động hỏi, đôi mắt nhìn cô lộ rõ ý đồ, anh ta thích cô. Thấy biểu hiện nhiệt tình đến trắng trợn của anh ta, Bạch Lăng hơi xấu hổ mà cô không biết làm sao. Đang lúc cô không biết nên làm gì cho phải thì tiếng Đồ Thánh đột nhiên vang lên từ phía sau, cứu cô nửa cái mạng. Bà xã, em sao vậy? Là bạn bè quen biết à? Anh ôm con gái từ từ đến chỗ cô. Bà xã. Người đàn ông kia kinh ngạc thốt lên, sau đó nhìn Bạch Lăng. Em đã kết hôn à? Ừ, đúng vậy. Cô gật đầu nói với anh ta. Từ khi nào thế? Vì sao anh không nghe chút tin tức gì? Bạch Lăng hoàn toàn không biết nên trả lời anh ta thế nào nữa. Chào anh, tôi là Đồ Thánh, là chồng của Bạch Lăng, không biết là nên xưng hô với anh thế nào. Đồ Thánh giải vây cho cô, tự động giới thiệu cũng thân mật giơ tay. Lý Lập Đông. Anh ta bắt tay Đồ Thánh một chút rồi lại nhìn Bạch Lăng như là bị thương nói. Lúc trước em nói đời này kết hôn một lần là đủ rồi, sẽ không kết hôn lần hai, cho nên kiên quyết cự tuyệt anh. Không nghĩ là em lại... Đồ Thánh đặc ý giải thích. Cô ấy không phải là kết hôn lần thứ hai, chỉ là hợp lại với tôi thôi. Hợp lại? Lý Lập Đông ngạc nhiên nhìn anh. Ý của anh không phải là... Ừ, đúng vậy, tôi từng là chồng trước của cô ấy, mà tiểu thiên sư đáng yêu này là con gái của chúng tôi. Đồ Thánh cù cù nghiêng nghiêng khiến cô nhóc cười khanh khách, vội vươn tay cầu cứu mẹ. Bạch Lăng ôm bé vào lòng, né tránh Đồ Thánh đùa. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Thấy hình ảnh này, Lý Lập Đông còn chưa nói gì, chỉ có thể ảm đạm xoay người đi. Này, tên kia là ai đấy? Anh ta vừa đi, Đồ Thánh giả bộ lơ đãng hỏi bà xã. Bạch Lăng lắc đầu, em không biết. Anh ta nói anh ta đã theo đuổi em. Có lẽ là anh ta nói đúng, nhưng mà em không có ấn tượng gì với anh ta cả. Nhìn anh ta đâu có tệ. Dáng người khá cao đấy. Vóc dáng cũng không sai. Đúng thế, cả người đều là mặc hàng hiệu. Hình như là vậy. Đồ Thánh đột nhiên hừ lạnh. Bạch Lăng hơi sửng sốt nhìn anh khó chịu, nhịn không được mà cười vui. Anh đang ghen, cô phát hiện đây đúng là chuyện lạ. Cô cười, nhưng mà anh đẹp trai hơn anh ta. Anh cũng không thấp hơn anh ấy. Cơ thể tuy không cường tráng như anh ta, nhưng lại cao gầy và ưu tú. Anh cứ vậy hừ nhỏ dần. Hơn nữa em còn biết rõ, anh không chỉ có nhiều đồ hiệu mà cũng có thể cho vợ và con hưởng thụ sung sướng. Quan trọng nhất, em yêu anh, con gái yêu anh, hai mẹ con em đều yêu anh. Nghe thế Đồ Thánh sao còn tức giận được đây. Anh lập tức ôm vợ con vào lòng, kích động ôm thật chặt. Anh khải khàn yêu cầu, nói lại lần nữa đi. Cái gì cơ? Thì nói lại lần nữa. Nói cái gì? Mắt nàng lóe lên, khóe miệng đầy ý cười. Anh so với anh ấy đẹp trai hơn, không thấp hơn anh ấy. Tuy người không cường tráng bằng, nhưng lại cao gầy ưu tú. Hay là... Bà xã. Đồ Thánh ôm chặt cô, bất mãn kêu lên. Cô đột nhiên cười khẽ, tựa đầu vào vai anh, e lệ nói, em yêu anh. Mặc kệ hai người trước kia từng phát sinh chuyện gì, dù sao bây giờ cô không còn nhớ nữa, không quan trọng. Cô chỉ biết là bây giờ cô yêu anh, yêu sự ôn nhu của anh, yêu sự săn sóc của anh, yêu bộ dáng ghen tuông của anh, cũng yêu tình yêu anh dành cho con gái. Đồ Thành nhắm mắt lại, kích động tột đỉnh. Rồi cục lại nghe thấy cô nói cô yêu anh. Anh đã từng nghĩ đến chết cũng không bao giờ nghe được cô nói những lời này. Nghĩ mình đã mất cô, mất đi tình yêu của cô. Nhưng bây giờ thì... Anh cảm động nói, anh yêu em, bà xã. Cô mỉm cười, em biết. Đời này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Được rồi. Bạch Lăng và Ôn Lực Nhã hẹn uống trà trưa. Cô dẫn con gái đi cùng. Có lẽ taxi đi rất êm mà Nghiên Nghiên vừa lên xe không lâu ngủ trong lòng cô, cho đến khi đến quán cà phê chưa hề tỉnh lại.
Này, nghiêng nghiêng ngủ đấy à? Ừ. Mỗi lần nhìn cô nhóc, mình đều thấy bé giống một thiên sứ đấy. Ôn Lực Nhã yêu thương nhìn nét mặt nghiêng nghiêng ngủ say. Không lâu nữa, cậu cũng sẽ sinh một thiên sứ mà. Bạch Lăng nhị bụng cô bắt đầu to lên, mỉm cười nói vậy. Điều này thì mình không thể cam đoan, vì đi siêu âm 3 chiều, kết quả là con trai. Sao lại nói vậy? Con trai thì cũng giống thiên sứ mà, cậu chẳng nhẽ không thích con trai? Không phải là mình không thích. Thế là Tề Thác à? Anh ấy cũng không nói là không thích, chỉ là sau khi nhìn thấy thiên sứ nhà cậu, anh ấy luôn luôn mong chờ có con gái, không ngờ kết quả là con trai, cho nên khó tránh được hơi thất vọng. Ổ Lực Nhã bất đắc dĩ than nhẹ như vậy. Thế cậu về nói cho anh ấy, Đồ Thánh bây giờ bắt đầu lo lắng, làm sao để đề phòng các nam sinh muốn theo đuổi con gái mình, tâm tình của Tề Thác có lẽ tốt hơn nhiều đấy. Đáy mắt cô tràn ngập ý cười và hạnh phúc. Âu Lực Nhã mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên nói, Bạch Lăng này, cậu rất thích hợp kết hôn. Bạch Lăng sửng sốt tò mò hỏi, sao tự nhiên lại nói vậy? Bởi vì chưa bao giờ mình thấy nét mặt cậu tươi sáng như vậy. Bạch Lăng cười, tuy rằng chuyện quá khứ mình không nhớ nổi, nhưng mình cũng phát hiện một điều. Âu Lực Nhã tò mò, chuyện gì thế? Cậu cũng giống mình. Giống nhau cái gì cơ? Thì nét mặt tươi sáng. Âu Lực Nhã sửng sốt rồi cười lớn, cho nên nói hai người chúng ta đều thích hợp với hôn nhân mà. Bạch Lăng không nhịn được cười theo. Đã lâu không gặp. Đột nhiên có tiếng nói khiến hai người vui vẻ nháy mắt cười dừng lại. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ trước bàn rồi nhìn nhau, và hiện cả hai đều không biết cô ta. Bạch Lăng đoán rằng là người trước khi mình mất trí nhớ có quen biết, nên cười yếu ớt đáp lại, chào cô, đã lâu không gặp. Qua mấy ngày huấn luyện, cô càng lúc càng thuần thục việc ứng phó tình huống bất ngờ. Người phụ nữ kia nhìn cô. Nhìn cô trông tốt lắm. Cảm ơn cô cũng vậy. Cô ta hơi im lặng rồi nhìn Nghiên Nghiên đang ngủ say trong lòng cô. Đứa trẻ này là... Cô mỉm cười đáp. Đó là con gái tôi. Nó mấy tuổi? 2 tuổi. Tức là đó là con gái Đồ Thánh. Bạch Lăng gật gật đầu, cảm giác người phụ nữ này hơi kỳ quái. Cô ta trầm mặc một chút hỏi lại. Thế anh ấy biết không? Cảm thấy tình huống hơi lạ, Ô Lực Nhã tươi cười xen ngang. Thì đương nhiên, bọn họ là vợ chồng mà, ngày nào cũng ở chung dưới mái nhà, ngủ cùng giường. Sao Đồ Thánh không biết vợ mình sinh cho anh ấy một tiểu thiên sứ đáng yêu thế này? Anh ấy rất yêu cô nhóc này đấy. Người phụ nữ kia nhìn Lực Nhã rồi nhìn sang Bạch Lăng. Các người hợp lại rồi ư? Bạch Lăng gật đầu. Vậy à, thế thì tôi chúc mừng cô. Bạch Lăng mỉm cười đáp lại, cảm ơn. Cô ta im lặng không nói nhìn Bạch Lăng một lát, rồi giống như là khi đến, đột nhiên quay người bước đi, ngay cả câu chào tạm biệt không nói. Nhìn theo dáng cô ta, Ôn Lực Nhã nói, này, người phụ nữ này là lạ nhỉ? Cậu cũng thấy thế à? Không biết có phải trước khi mình mất trí nhớ đã làm gì đắc tội cô ấy không nữa? Bạch Lăng cũng nhìn theo cô ta nhíu mày. Vừa rồi đáng lẽ mình nên hỏi tên cô ấy, có lẽ là Đồ Thánh sẽ biết. Ôn Lực Nhã hơi đăm chiêu, mình cảm thấy vấn đề hình như không phải vậy. Cô nhìn Lực Nhã, là ý gì cơ? Mình cảm giác địch ý của cô ta là vì quan hệ giữa cậu với Đồ Thánh. Bạch Lăng bị lời này dọa. Cái gì? Thì cậu không thấy khi cô ấy biết Nghiên Nghiên là con gái Đồ Thánh, trên mặt có chút sợ hãi sao? Khi nghe nói hai người các cậu là vợ chồng, ngủ cùng giường lại có vẻ khó tin, tuy chỉ là trong chốc lát thôi. Lực Nhã chân thành nhìn cô nói, mình nghĩ không biết đó có phải là bạn gái cũ của Đồ Thánh không nữa. Bạch Lăng nghe xong hai mắt trợn tròn không nói được gì. Bạn gái cũ của Đồ Thánh à? Mình cảm thấy cô ta nhất định là vì không chiếm được Đồ Thánh, ghen tị với cậu lấy anh ấy, nên luôn để ý đến chuyện vợ chồng cậu. Đương nhiên việc 2 năm trước các cậu ly hôn, cô ta nhất định cũng biết, cho nên có cơ hội gặp lại, cô ta định nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nhưng không ngờ cậu không chỉ có con với Đồ Thánh, lại còn cùng anh ấy hợp lại. Cô ta bị đả kích lớn, không cam lòng mà nói chúc mừng, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói, vội vã rời đi. Cô vừa nói vừa gật đầu, vẻ mặt như đang bội phục khả năng suy nghĩ của mình. Bạch Lăng nghe theo không nhịn được mà cười. Mình không biết là cậu có trí tưởng tượng như vậy đâu đấy. Âu Lực Nhã nghiêm trang nói, đây không phải là tưởng tượng, đây là mình quan sát ra. Nếu đúng như lời cậu, cô ấy là bạn gái cũ của Đồ Thánh, thì cậu có nghĩ tới một vấn đề không? Vấn đề gì? Mình và cô ta sao lại biết nhau nhỉ? Cậu cảm thấy Đồ Thánh không phải là đàn ông sẽ đem bạn gái cũ giới thiệu cho vợ, hay là bạn gái mới biết nhau sao? Có người phụ nữ nào rộng lượng mà nhận chuyện như thế?
Ô Lực Nhã nghe vậy hơi sửng sốt, cô đúng là không nghĩ đến chuyện này. Nếu Tề Thác dám giới thiệu bạn gái cũ cho cô quen biết, nhất định cô sẽ trở mặt với anh. Cô đổi phương hướng suy luận. Dù không phải bạn gái cũ, nhưng mình vẫn thấy cô ta có địch ý với cậu. Có lẽ các cậu ban đầu đã là bạn bè, nhưng Đồ Thánh lại chọn cậu làm bạn gái, nên đến giờ cô ta vẫn oán hận, bất mãn, không thể thành tâm chúc phúc cho hai người. Bạch Lăng chỉ cảm thấy buồn cười, không hiểu sao trí tưởng tượng của cô lại lớn vậy. Bạch Lăng đổi đề tài. Này, đừng nói chuyện này nữa. Gần đây cậu có liên lạc với mấy người Tiểu Vũ không? Nhắc tới mấy chị em tốt của mình, Ô Lực Nhã bất đắc dĩ nói. Có liên lạc nhưng mà cũng chẳng khá gì. Sao lại vậy? Các cậu ấy giận chúng mình hay sao ấy? Cho rằng lần trước đến nhà cậu liên hoan, đến cuối buổi ở nhà cậu, vừa khéo gặp chồng cũ, cho là chúng mình thông đồng bán đứng các cậu ấy. Ô Lực Nhã thở dài. Chúng ta bị oan mà. Vậy chúng ta sẽ bị các cậu ấy tuyệt giao à? Những người chị em này là bạn tốt nhất hiện giờ của cô thực sự không muốn mất đi. Thì chắc là không. Bạch Lăng vẫn lo lắng, cô không chắc chắn được như là Lực Nhã. Bây giờ bọn họ có lẽ giận chúng mình, nhưng tuyệt đối không vì thế tuyệt giao với chúng mình đâu. Ô Lực Nhã cười trấn an cô. Về phần vì sao không liên lạc với chúng ta, thật ra nguyên nhân chỉ có một, đó là trốn tránh chồng cũ. Ai bảo ông xã của chúng ta vừa khéo lại là tri kỷ với chồng trước của các cậu ấy. Bạch Lăng hiểu gật đầu, sau tò mò hỏi. Cậu có biết bọn họ vì sao ly hôn, hoặc giờ vì sao không muốn tái hợp không? Cô lắc đầu. Thế cậu không hỏi à? Hỏi cũng vô dụng. Lúc trước chẳng phải cậu cái gì cũng không chịu nói. Nếu có cố gắng hỏi thì cũng chỉ bảo là không có khả năng tái hợp. Bạch Lăng kinh ngạc. Thật à? Cô gật đầu. Thật mà. Cậu không biết thái độ của cậu kiên quyết thế nào đâu. May mà cậu mất trí nhớ. Nếu không chắc chắn bây giờ cậu giống như bọn họ, không biết là kiên trì cái gì nữa. Cậu nói như thể là mình mất trí thì may mắn lắm ấy. Bạch Lăng giờ khóc giờ cười. Ôn Lực Nhã nói. Thì mình cảm thấy như vậy. Cho nên bây giờ mình luôn nghĩ một chuyện. Có nên đem gậy đánh cho bọn họ bất tỉnh, làm cho các cậu ấy mất trí như cậu, như thế mọi người đều hạnh phúc. Cô nói rất chân thật, khiến Bạch Lăng nghe xong trợn mắt há mồm. Cậu biết nên khóc hay nên cười. Này cậu đừng có đùa. Mình đâu có đùa, mình thực sự nghĩ thế. Chẳng qua chỉ sợ một gậy đánh ra, và nhất làm cho bọn họ không mất trí nhớ, mà biến thành kẻ ngốc thì thảm quá. Cho nên đành thôi. Cô chưa nói xong, Bạch Lăng cười lăn lộn. Trời ơi, thực sự là quá buồn cười. Cô cười quá lớn, khiến Tiểu Bảo Bối trong lòng thức giấc. Mẹ à. Ôi mẹ xin lỗi, mẹ làm con thức rồi. Cô vỗ nhẹ Bảo Bối, nhưng ngay cả thế mặt vẫn đầy ý cười. Ô Lực Nhã đợi nghiêng nghiêng để mẹ dỗ ngủ lại, bất đắc dĩ hỏi. Này, buồn cười đến thế à? Bạch Lăng dù sức gật đầu, cười toe toét, chỉ là không cười ra tiếng mà thôi. Vậy cậu có cách gì giúp bọn họ không? Ô Lực Nhã than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Thấy bọn họ như vậy, họ không mệt, mình cũng mệt. Cậu là muốn giúp các cậu ấy hay là muốn giúp bọn họ? Đều là có gì khác biệt à? Thì tất nhiên là có khác. Nếu là giúp các cậu ấy, sẽ giúp họ rời xa chồng cũ. Còn nếu giúp bọn họ thì là muốn họ hợp lại. Kết quả hoàn toàn bất đồng. Thế cậu giúp ai? Ô Lực Nhã nhíu nhíu mày, mệt mỏi nằm bò trên bàn. Kỳ thật cô muốn giúp bọn họ hợp lại, nhưng hình như làm như thế là phản bội chị em. Sao lại có thể phiền chán như thế nhỉ? Ôi giời, chuyện vợ chồng tình cảm không phải là chuyện người ngoài có thể nhúng tay. Mình nghĩ tốt nhất chúng ta nên yên lặng quan sát thôi. Ừ, đạo lý này mình cũng biết. Nhưng mà thôi quên đi, mặc kệ vậy. Rất phiền, xem ra cô nên buông tay thì hơn. Bạch Lăng mỉm cười quan tâm. Cậu mang thai vẫn khỏe chứ? Chỉ cần ông xã mình giữ gìn chỗ này, chỗ kia như thế, mọi thứ đều tốt. Ô Lực Nhã đứng dậy, kéo đĩa bánh ngọt đến trước mặt, vừa ăn vừa nói chuyện. Bạch Lăng cười hỏi. Anh ấy vẫn cẩn thận, không cho phép cậu làm gì sao? Đúng thế. Cô dùng dĩa cắm bánh ngọt như đang xả hận. Bạch Lăng nhìn động tác của cô cười khẽ. Cậu phải biết đó là vì anh ấy quan tâm đến cậu mà. Nhưng mà như thế thái quá. Ngay cả tự mình gội đầu không cho, nhất định bắt mình phải ra tiệm gội đầu. Làm gì có chuyện như thế. Mình bây giờ mang thai 5 tháng chứ mấy, đâu phải 8-9 tháng đâu. Anh ấy đúng là quá kỳ lạ. Thôi không chỉ kỳ lạ, nhất định cậu còn thấy anh ấy rất bá đạo đúng không? Đúng thế. Không chỉ bá đạo, còn như thần kinh có vấn đề. Ừ. Còn ngạc nhiên khoa trương, quả thật là điên rồ. Bạch Lăng càng nói càng tăng mức độ, khiến Ô Lực Nhã ngây dại. Thực ra không cần phải nói vậy. Nhưng mà quan trọng, dù anh có điên thì cậu vẫn yêu anh ấy. Cũng biết anh ấy rất yêu cậu, cô đúng không?
Bạch Lăng nói tiếp mà đầy ý cười chế nhạo. Lúc này cô biết mình bị đùa, chỉ có thể sờ sờ mũi, không dám than vãn lung tung nữa, vội nói sang chuyện khác. Này, ăn bánh ngọt này. Bạch Lăng cười liếc nhìn cô một cái, cầm lấy dĩa cắm một miếng bánh, trong lòng đột nhiên hiểu ra một chuyện. Bạn bè cũng uống trà chưa, thảo luận với ông xã mình như thế nào, thực đúng là hạnh phúc lớn. Một người mệt chết khiếp, cảm giác như là mới chỉ ngủ được một chút thôi, đã bị người tát tỉnh. Cảm giác này thực sự khiến người khác tức muốn chết. Nhìn đứa bàn tay đó lại nho nhỏ mềm mại, giọng nói mềm mềm, đáng yêu, gọi cha cha. Cảm giác này khác hẳn 180 độ. Đồ Thánh mệt mỏi mở mắt, thấy gương mặt thiên sứ của con gái gần kề, lập tức nhếch miệng cười. Baby à? Anh ôm bé vào lòng, hôn bé, khiến nhóc con cười khanh khách. Thấy tiếng cười của con gái, Bạch Lăng ở bên ngoài chuẩn bị bữa sáng, vội vàng đi vào nhưng không kịp. Em xin lỗi, em không nghĩ con tỉnh sớm như vậy, làm anh không ngủ ngon rồi. Cô nhíu mày, vẻ mặt xin lỗi nhìn ông xã. Tối hôm qua anh có ca mổ cho một người bị tai nạn giao thông, đến 3 giờ mới trở về. Đồ Thánh không thèm để ý lắc đầu. Mấy giờ rồi em? Bây giờ là 7 rưỡi. Tiểu gia hỏa này còn đúng giờ hơn cặp đồng hồ báo thức. Anh cười khẽ lại hôn hôn con gái, khiến con bé cười khanh khách. Em mang con ra ngoài, anh ngủ tiếp đi. Đồ Thánh vội vàng ngăn cản. Không cần đâu, anh cũng nên dậy rồi. Tí nữa 10 giờ anh có ca mổ. Từ giờ đến lúc đấy còn hơn 2 tiếng nữa, anh ngủ tiếp đi. Anh thích dùng thời gian này chơi cùng con gái hơn. Baby à, đúng không? Đúng. Nghiền nghiền hợp tác trả lời khiến hai vợ chồng đều cười vui. Nhưng mà nhìn anh mệt lắm, thực sự không cần ngủ thêm à? Cô lo lắng nhìn ông xã. Anh nằm trên giường ngoắc tay với bà xã. Lại đây. Cô đi lên trước, định hỏi anh muốn làm gì bị anh kéo vào lòng. Đồ Thánh một tay ôm con gái, một tay ôm bà xã, trên mặt mỉm cười thỏa mãn. Anh đột nhiên cảm thán thở dài. Hạnh phúc quá. Bạch Lăng bị anh đùa mà cười. Anh lại đùa gì thế? Đùa là đùa thế nào? Anh đang cảm thấy hạnh phúc. Anh nghiêm trang nói với cô rồi lại ngâm lên. Hạnh phúc. Cái gì là cảm thán hạnh phúc? Cả bản là đang đùa thôi. Sau đấy thì sao? Nếu là cảm thán, chắc chỉ không một câu như vậy thôi chứ. Thánh thần ơi, cảm ơn ngài đem tình yêu và sự ấm áp, vui sướng, khoái hoạt cho con, làm cho con chung sống trong thế giới tình yêu. Nguyện ngài phù hộ chúng con. Bạch Lăng rốt cục không nhịn được phì cười. Cô cười không thể ngưng lại nổi. Mẹ à. Nghiền nghiền khó hiểu nhìn cha, như đang hỏi là mẹ bị sao vậy. Đồ Thánh nói với con bé. Mẹ rất ầm ĩ phải không con? Đúng ạ. Thế thì cha làm mẹ im miệng nhá. Im miệng, im miệng. Nghiền nghiền đang học nói bi bô. Đồ Thánh nhìn con gái cười, sau đấy kéo bà xã lại trước mặt hôn cô, nuôi đi tiếng cười của cô. Không nghĩ anh làm vậy trước mặt con, cô cứng đờ người, muốn đẩy ra nhưng anh hôn càng sâu, khiến cô dần dần quên sự chống cự, dần dần đáp lại anh, phát ra tiếng rên rỉ. Anh ngẩng đầu khàn khàn cười với cô. Về sau em còn dám nói, còn dám cười anh không? Con đang ở đây, sao anh làm vậy? Chỉ cần thoát khỏi bờ môi anh, lý trí Bạch Lăng lại quay lại. Cô hờn dỗi nhỏ giọng trách. Vì sao không được chứ? Đây là biểu hiện tình cảm vợ chồng của chúng ta, đúng không Nghiên Nghiên? Đồ Thánh nhìn con gái tìm sự đồng tình. Biểu hiện. Nghiên Nghiên vui vẻ học anh nói chuyện. Đúng thế, là biểu hiện tình yêu. Anh chấp cơ hội lại hôn trộm Bạch Lăng một chút. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt lườm anh. Quả thực không cách nào với cha con bọn họ. Nhưng nhìn cô có vẻ bất đắc dĩ, Đồ Thánh nhịn không được nghiêng người hôn cô, ôn nhu mà lưu luyến. Vợ chồng bọn họ rất ân ái, không cẩn thận mà bỏ quên mất tiểu bảo bối. Nghiên Nghiên không chịu được bị bỏ rơi, đi đến cạnh cha kề sát vào mặt hai bọn họ. Bố, Nghiên Nghiên muốn được hôn. Bé góp vui, hôn loạn cùng với hai vợ chồng. Cả hai vợ chồng kinh ngạc dừng lại, đồng thời cùng cười lên. Muốn hôn phải không? Được rồi, cha hôn con. Đồ Thánh nhếch miệng cười với con, sau đấy bắt đầu hôn loạn khi bé cười sặc sụa đến bảo ngưng lại, không cần đùa nữa. Bạch Lăng nhìn cha con bọn họ lắc lắc đầu, vừa cười vừa thấy bất đắc dĩ. Anh ấy rõ ràng mệt đến mắt thâm quầng, lại vẫn muốn dùng thời gian nghỉ ngơi cùng con chơi đùa mà không chịu nghỉ ngơi thêm chút nữa. Thực đúng là không còn cách nào. Nhưng anh như thế khiến cô thích, hơn nữa càng ngày càng thích, càng ngày càng yêu. Phu nhân à, tôi đến đây. Nghe tiếng chị Lâm người giúp việc, Bạch Lăng đẩy ghế ra, ôm con gái rời khỏi bàn máy tính, từ thư phòng đi ra phòng khách. Chị Lâm à, chị tới rồi, hôm nay lại muốn làm phiền chị. Cô mỉm cười cho người phụ nữ đang cởi giày bên cửa.
Cô đừng nói thế chứ, đây là chuyện của tôi mà. Chị Lâm thay dép lê đi vào trong phòng khách. Đúng rồi, có một phong thư gửi đến cho cô, bảo vệ vừa đưa cho tôi. Thư à? Cô tò mò nhận phong thư chị Lâm đưa cho mình, hoài nghi không biết ai gửi cho mình. Nghe nghe hôm nay có khỏe không à? Bác mang kẹo đến này, có muốn không? Bác ôm một chút nào. Chị Lâm yêu thương đùa với Nghiên Nghiên. Bạch Lăng quay nhìn con gái đang ngượng ngùng, giật dây. Nghiên Nghiên à, cho bác ôm một chút đi, bác có kẹo mà. Kẹo? Ừ, là kẹo mà con. Chị Lâm lấy trong túi hộp sô-cô-la giơ giơ trước mặt bé. Cho bác ôm một chút thì có kẹo ăn nào. Bạch Lăng hỏi con gái, có muốn không? Nghiên Nghiên đang dãi dụa nhìn hộp sô-cô-la, nhìn nhìn chị Lâm rồi cuối cùng chọn không lấy. Mẹ à. Bé gác gao ôm cổ Bạch Lăng, vùi mặt vào lòng mẹ. Chị Lâm cảm thán, lần thứ 30 rồi đấy. Ừ, xin lỗi, bé sợ người lạ. Không sao đâu, bây giờ tôi bắt đầu làm việc. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt cần tôi làm không? Chị Lâm đưa gói sô-cô-la cho cô, nhiệt tình hỏi. Thời tiết hôm nay rất tốt, tôi muốn giặt qua chăn nệm. Chị Lâm gật đầu, được rồi, thế còn gì nữa không? Tôi thấy là trong phòng bếp có phân rán, có lẽ phiền chị rửa sạch đi. Thế thì phiền chị ạ. Cẩm Thư ôm con trở về thư phòng, bé Lăng để con gái ngồi trên đùi mình nghịch bàn phím máy tính, còn mình mở thư ra xem. Vừa mở ra, một tệp ảnh rơi đầy xuống đất. Mẹ à! Nghiên Nghiên bị tiếng động bất ngờ dọa, còn bé quay người ôm chặt cô, mà cô lại không rảnh trấn an bé, hoàn toàn bất động trừng mắt nhìn tập ảnh phân tán kia. Đó là ảnh chụp chung của chồng cô và một người phụ nữ xa lạ. Cô ôm con gái mà không chút máu, khom người cầm những bức ảnh lên rồi cẩn thận xem từng bức. Người đàn ông trong ảnh chụp chính là Đồ Thánh, chồng cô. Một người con gái kia là mỹ nhân trắng nõn, điềm đạm đáng yêu. Ảnh chụp bọn họ hôn nhau, cười nói, nắm tay. Trước mắt nhìn tấm ảnh bọn họ hôn nhau, đầu óc cô hỗn loạn vô cùng. Đây là cái gì chứ? Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại có những bức ảnh này? Là ai gửi ảnh cho cô? Làm như vậy có mục đích gì đây? Cô có thể cảm giác mình thở dồn dập, mũi cay cay, nước mắt đọng đầy trong khóe mắt giống như chỉ dây sau ứa ra. Nhưng không có, nước mắt cô không rơi xuống mà từ từ lắng xuống. Cô trừng mắt nhìn, cảm thấy khó tin. Thấy ảnh chụp chồng đang yêu thân mật cùng với người con gái khác, không phải chính mình, cho nên cô chịu đả kích lớn, đau lòng muốn chết sao? Nhưng ngay từ đầu, ngoài việc bị bất ngờ ra, càng lúc cô càng tỉnh táo, thả lỏng. Đến bây giờ nói thật, cô không hề thấy đau lòng. Bạch Lăng nhíu mày, thấy phản ứng của mình quá khác thường, vì thế trừng mắt nhìn những bức ảnh khác, nhưng cảm xúc vẫn bình tĩnh. Sao lại như vậy? Chẳng nhẽ cô tưởng mình rất yêu Đồ Thánh, nhưng lại chỉ vì sự thôi miên, bởi vì biết Đồ Thánh là chỗ dựa duy nhất hiện nay của cô. Trên thực tế, cô không hề yêu anh. Nếu không sao, gặp chuyện này, cô lại thấy không đau lòng. Nguy rồi. Cô thì thào tự nói, lại nhanh chóng xem tiếp vài bức ảnh nữa, nhưng kết quả không đổi. Cái này thực sự nguy rồi. Cô nhăn mặt lại. Cô không yêu Đồ Thánh sao? Không thể nào chứ. Cô không lúc nào là không nhớ anh. Mỗi lần nhớ anh lại thấy ấm áp hạnh phúc. Không lúc nào không nhớ đến nụ hôn, vòng ôm, nhiệt độ cơ thể, sức nặng, mùi hương của anh, cùng với lời anh nói yêu. Nhưng tất cả những điều này không phải yêu, thì cái gì mới là yêu chứ? Có lẽ cô... Không đúng. Cô nhất định là yêu anh. Nhưng nên giải thích phản ứng lãnh đạm này của mình thế nào đây? Trái lo phải nghĩ nửa ngày, Bạch Lăng vẫn không biết mình có chuyện gì nữa. Do dự một hồi, quyết định ra ngoài tìm cứu tinh. Chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Người ngoài cuộc tỉnh táo mà người trong cuộc u mê. Ba kẻ thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Cô nghĩ nhất định có người giúp được mình gỡ bỏ sự nghi hoặc này. Một đống ảnh chụp bày bừa trên góc bàn ở một quán cà phê. Một đám phụ nữ ngồi vây quanh, tất cả đều nghẹn họng chân trố nhìn những bức ảnh. Tròn mắt là phản ứng của Tiểu Vũ. Trời ạ, đây là câu của Ôn Lực Nhã. Những cái này từ đâu mà đến? Đây là phản ứng của Nguyên Chỉ Linh. Lại vẫn còn đến nữa à? Chạm Na nói câu này khiến mọi người quay lại nhìn cô. Chạm Na, cậu nói cái gì hả? Lại đến là ý gì? Ôn Lực Nhã vội hỏi, vẻ mặt vừa nghi hoặc lại vừa tò mò, giống hệt ba khuôn mặt còn lại. Chạm Na hơi cứng người, sau đó thoải mái nói. À, không có ý gì đâu. Sao lại không có ý gì chứ? Tập Tiểu Vũ không tin lớn tiếng nói vậy. Chạm Na, có phải cậu biết điều gì không đấy? Bạch Lăng nhìn cô chăm chú.
Chạm Na do dự nhìn cô, nhíu mày, trầm mặc không nói. Na tỷ à, đừng có im lặng thế, biết cái gì thì nói ra đi, nếu không chúng ta phải làm thế nào đây? Tiểu Vũ vội thúc giục lại không nhịn được. Đồ thánh kia đúng là hỗn đản, dám sau lưng Bạch tỷ làm loạn, thật là... Lực Nhã lắc đầu cắt ngang. Tiểu Vũ, chuyện này chưa chắc chắn, em đừng nói vậy. Sao chưa chắc chắn? Vật chứng rành rành trên bàn còn gì nữa? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển lắm, ảnh có thể làm giả mà. Là giả sao? Tiểu Vũ nghe xong sửng sốt, đem ảnh kéo đến trước mặt kiểm tra thật giả. Lực Nhã tiếp tục chủ đề khi nãy. Chạm Na, khi nãy sao cậu nói thế? Những lời này có ý gì? Chạm Na hơi đăm chiêu nhìn Bạch Lăng nhưng lại không trả lời. Chạm Na. Thấy Lực Nhã kiên trì không tha, cô đột nhiên thở dài, không nhanh không chậm nói. Bạch Lăng từng nói cho mình nguyên nhân cô ấy ly hôn. Năm đấy cô ấy cũng nhận được thư nặc danh kiểu này. Ôn Lực Nhã kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Bạch Lăng và Nguyên Chỉ Linh chó mắt nhìn nhau. Tiểu Vũ đang xem ảnh thực hay giả cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chạm Na, cậu nói thật không đấy? Cho nên... Nguyên Chỉ Linh vội nhìn Bạch Lăng cẩn thận hỏi. Tức là đồ thánh phạm tội nhiều lần? Chạm Na lắc đầu. Không, mình không nghĩ là vậy. Nhưng mà cậu vừa nói nguyên nhân trước khi Bạch Lăng ly hôn có liên quan nhiều đến thư nặc danh này mà. Đúng, nhưng năm đấy Bạch Lăng nói với mình đây chỉ là ngòi nổ mà thôi. Ngòi nổ á? Na tỷ ơi, tỷ không thể nói rõ ràng một lần thôi được không? Đừng có nói một câu lại ngừng một chút, như thế khiến người ta nóng ruột lắm. Tiểu Vũ sốt ruột kêu lên như vậy. Chuyện này tỷ vốn không muốn nói. Tiểu Vũ hỏi, vì sao? Chạm Na cẩn thận nhìn Bạch Lăng. Bởi vì bây giờ cô ấy sống hạnh phúc, tỷ cần gì khơi ra chuyện đau lòng đã qua. Một khi đã thế thì đừng nói nữa. Cuối cùng Lực Nhã hiểu ra được Chạm Na khi nãy đã dụng tâm lương khổ, đều tại mình khi nãy cứng rắn muốn tìm nguyên nhân, tự đúng là ngu ngốc. Xung quanh nhất thời im lặng. Bạch Lăng đột nhiên đánh tan sự trầm tĩnh, thong thả nói. Không sao đâu, cậu cứ nói đi. Ôn Lực Nhã ngăn cản. Bạch Lăng à? Thì là mình muốn biết chuyện đã qua thôi. Bạch Lăng à? Cô nhu hòa kiên định. Mình muốn biết chuyện đã qua. Nhưng là... Yên tâm đi, mình chỉ muốn biết sự thật, không đem chuyện cũ nhập vào chuyện mới. Quá khứ đã qua, bây giờ là bây giờ, chuyện này mình hiểu mà. Ôn Lực Nhã nhìn Chạm Na ý bảo cô đừng nói. Lực Nhã cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhất là chuyện khiến người ta đau lòng, đương nhiên càng ít càng tốt. Chạm Na thận trọng hỏi. Bạch Lăng, đầu tiên cậu trả lời mình mấy điều được không? Cậu cảm thấy ông xã cậu đối xử với cậu thế nào? Lực Nhã nhanh chóng đáp. Cái này cần hỏi ư? Đương nhiên rất tốt, nếu không cô ấy đã không toàn bàn chuyện giảm béo với mình. Nguyên Chỉ Linh kinh ngạc. Cậu béo lên à? Bạch Lăng gật đầu. 4 kg. Cân nặng là kẻ thù cả đời của phụ nữ. Chạm Na nhìn Bạch Lăng. Có nghĩa là bây giờ cô thực sự hạnh phúc, không có chút gì lừa dối chính mình đúng không? Bạch Lăng khó hiểu nhìn cô, không hiểu ý câu này là gì. Ảnh chụp chỉ là ngòi nổ. Không hiểu ý câu này là gì. Ảnh chụp chỉ là ngòi nổ. Trước kia sở dĩ cậu ly hôn là vì cuộc sống hôn nhân của cậu không hạnh phúc. Đây là trước kia cậu nói với mình. Bạch Lăng thì thào. Không hạnh phúc à? Nếu mình nhớ không nhầm, lúc ấy câu nói mình có một ông xã vừa trẻ vừa đẹp trai, là bác sĩ nổi tiếng, mình là vợ của anh ấy, được nhiều người hâm mộ, có nhà đẹp, ăn ngon ngủ tốt, không cần làm việc cũng có, không sợ thiếu thốn, vì sao mình không biết đủ, không vui vẻ? Cậu nói người khác đều rất hạnh phúc, cậu vốn cũng nghĩ vậy, nhưng sao ngay cả cười cũng thấy mệt. Một người chìm trong hạnh phúc sao lại như thế? Cậu nói ly hôn là vì không muốn lừa dối bản thân, lừa dối rằng mình và anh ấy hợp nhau. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Bạch Lăng, không biết cô nghe những lời này sẽ có phản ứng thế nào. Hai người cuối cùng là phù hợp hay không? Chuyện này nói đơn giản thì lại phức tạp, mà nói phức tạp thì rất đơn giản. Quan trọng là đương sự muốn làm thế nào. Khi trước Bạch Lăng vì không hợp mà chọn ly hôn, vậy bây giờ vẫn như lần đầu tiên kết hôn, phát hiện hai người không hợp mà chia tay. Chẳng nhẽ qua 2-3 năm xa cách và bây giờ Bạch Lăng mất trí nhớ mà trở nên thích hợp sao? Bạch Lăng chậm rãi nhỏ giọng. Thì ra anh ấy không gạt mình. Cái gì cơ? Anh ấy nói yêu nhau dễ ở chung khó, đây là nguyên nhân chúng mình ly hôn. Thì ra không lừa mình. Thế trừ ra anh ấy có nói gì với cậu? Chạm Na hỏi như là chuyện còn chưa nói hết. Anh ấy nói sẽ thay đổi nếu quyết định ở cùng một chỗ. Anh ấy không để chính mình dẫm lên vết xe đổ. Chạm Na cuối cùng yên tâm.
Nếu anh ấy thực sự nói với cậu như thế, mình nghĩ không vấn đề gì đâu. Cô tin tưởng chỉ cần một người chịu thay đổi thì hai người không hợp cũng sẽ thành hợp. Hơn nữa thực sự đã chứng minh hai người bọn họ bây giờ rất hạnh phúc mà. Tiểu Vũ phản bác. Sao lại không có vấn đề? Những bức ảnh chụp này chính là vấn đề lớn còn gì nữa. Nguyên Trị Linh thân thiết hỏi cô. Bạch Lăng, cậu tính làm thế nào đây? Cậu có định cho Đồ Thánh biết việc này không? Mọi người không hẹn cùng chờ cô trả lời. Mình có không nghĩ tới chuyện này. Đây cũng không phải là việc khiến mình phiền não. Bạch Lăng vốn bình tĩnh lại đột nhiên có chút phiền chán. Ô Lực Nhã quan tâm. Này, sao vậy? Cô do dự một chút. Nhìn những ảnh này, các cậu có thấy tức giận không? Thì đương nhiên. Mình đáng lẽ phải thấy đau lòng, chịu đả kích lớn, sau đó đau lòng muốn chết, hoặc nổi trận lôi đình đúng không? Nghe cô nói xong, bọn họ thấy đúng là có vấn đề rồi. Đúng, Bạch Lăng đáng lẽ ra phải đau lòng hay tức giận mới đúng. Sao lại cứ bình tĩnh thế này? Thực đúng là không phù hợp. Bạch Lăng cười khổ. Các cậu cũng thấy đúng không? Trừ ra lúc đầu tiên mình hơi sợ hãi và bị đả kích, sau đó mình cảm thấy bình an vô sự, không hề thấy tức giận hay là thương tâm gì hết. Nói xong cô tỏ vẻ hoang mang, lại bất lực nhìn bọn họ. Cô phiền chán hỏi. Các cậu nói xem sao mình lại thế? Chẳng nhẽ mình thực sự không yêu Đồ Thánh? Ở cùng anh ấy là vì anh ấy là người duy nhất mình có thể dựa vào. Mọi người cứng họng nhìn cô, tất cả đều bị cô nói mà ngây người. Cậu đang nói gì thế? Đương nhiên là cậu yêu Đồ Thánh. Ô Lực Nhã là người đầu tiên phản ứng lại. Nếu hai người các cậu không yêu chân thành thì sao có thể hạnh phúc? Bây giờ cậu hạnh phúc chứ hả? Cho dù bản thân cậu không nhận ra, nhưng bọn mình đều nhận ra rằng trong thời gian này cậu rất hạnh phúc. Nói xong cô quay đầu nhìn những người bạn thân. Này, các cậu nói xem có đúng không? Nguyễn Trị Linh dừng sức gật đầu. Tiểu Vũ cũng lớn tiếng đồng ý. Trạm Na kiên định nói với cô. Bạch Lăng à, đừng hoài nghi chính mình. Bạch Lăng vẫn là muốn làm rõ phản ứng của mình. Nhưng nếu thực sự mình yêu anh ấy, sao mình thấy bình thường thế này? Ôn Lục Nhã kích động phỏng đoán. Cái đó quá đơn giản thôi. Vì cậu tin tưởng Đồ Thánh. Đồ Thánh sẽ không phản bội cậu. Tin tưởng tất cả chỉ là trò đùa dai, nên mới không thấy tức giận hay là đau lòng. Người chị Linh đồng ý. Ừ, mình cũng thấy thế. Là như vậy à? Bạch Lăng thì thào tự hỏi. Cảm thấy sau khi những người bạn phân tích, sự bất an khi nãy dần dần tan biến. Thì ra đó là vì mình yêu anh ấy, đến hoàn toàn tin tưởng. Giải thích như vậy đã rõ. Vì cô không quá tin đây là ảnh thật. Cho dù là thật, nhất định là có ẩn tình. Cô vẫn cho rằng như thế. Tập Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng. Mình cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ tìm được người gửi ảnh, hỏi xem ý đồ của hắn là gì. Ô Lực Nhã nhíu mày. Vấn đề là Bạch Lăng mất trí nhớ, muốn tìm ra vô cùng khó. Trạm Na buông điện thoại rồi nói. Còn nữa, mình nghĩ địa chỉ trên phong thư này đều là giả thôi. Mọi người, người nhìn ta, ta nhìn người, đều suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này thế nào. Bạch Lăng đột ngột nói. Mình nghĩ tốt nhất nên trực tiếp hỏi Đồ Thánh. Ô Lực Nhã lo lắng. Cậu làm như thế liệu có ổn không? Giáp mặt nói tuy rõ là biện pháp tốt, nhưng cũng không tốt. Có thể khiến việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thì không có, thậm chí làm hỏng chuyện. Và thậm chí khiến mọi người không thể vãn hồi, khiến vợ chồng mặt trở thành thù. Nhưng chuyện thế này cũng không thể để bọn họ thay Bạch Lăng tìm Đồ Thánh hỏi. Bởi vì cảm giác này như đang khởi binh vấn tội, thực sự là mệt đầu. Trạm Na nói. Nếu vợ chồng họ thực sự yêu thương nhau, mình nghĩ không vấn đề gì đâu. Nếu cô và Đồ Thánh thực lòng yêu nhau, nhất định đâu có chuyện gì. Bà xã, sao em chưa ngủ vậy? Anh đã nói là anh về trễ, em đừng chờ, ngủ trước đi mà. Đi lên phía trước, Đồ Thánh ôm hôn bà xã, không nhịn được nhìn về phòng ngủ. Nghe nghe ngủ rồi ư? Bạch Lăng buồn cuồn, lườm anh. Anh bảo em đừng chờ anh, chẳng nhẽ muốn nghe nghe chờ anh. Ý anh không phải vậy, chỉ là mấy ngày liền không tắm cho con, không dỗ con ngủ, không biết là nó có hỏi cha không? Không có. Anh như chịu đả kích lớn. Ây, đứa con gái bất hiếu này. Cô cười nói. Em đùa thôi, con ngày nào cũng hỏi anh, làm phiền em muốn chết đây này. Anh lập tức cảm động tán thưởng. Đúng là đứa con gái hiếu thuận ngoan ngoãn của anh. Chẳng có ai dùng chuyện này bình phẩm xem con có ngoan hay không đâu. Cô nghe xong thì đúng là giờ khóc giờ cười. Sao lại không được chứ? Theo anh thấy đúng là như vậy. Thực sự là một đứa con hiếu thuận. Anh lại tán thưởng lần nữa, hại Bạch Lăng Lăng nhịn không được phì cười. Đỡ lấy cặp tài liệu trên tay anh, cô hỏi. Anh có đói bụng không? Em làm chút đồ ăn khuya cho anh.
Nếu món ăn khuya là em thì được. Anh vươn tay kéo cô vào lòng. Vợ chồng cùng ngồi trên sofa rất thân mật. Anh không mệt à? Nếu là chuyện thì mãi mãi không mệt. Anh hôn rồi phát hiện phản ứng của cô hơi lạ, như có tâm sự, vì vậy quan tâm hỏi, em làm sao vậy? Bạch Lăng do dự trong chốc lát, cúi đầu nhìn tay mình, từ từ nói, hôm nay em nhận được một bức thư nạc danh. Đột nhiên cả người Đồ Thánh cứng đờ. Bạch Lăng an vị trên đùi anh, có thể thấy rõ phản ứng của anh. Thư gì, ở đâu? Tuy phản ứng của anh khiến cô nghi ngờ, nhưng cô không hỏi gì, chỉ mở ngăn kéo bàn trà, lấy phong thư đưa cho anh. Đồ Thánh không nói một câu, rút tập ảnh ra, sau đấy mặt không đổi sắc nhìn mấy tấm ảnh, sau đó quăng lên bàn trà. Bạch Lăng trầm mặc nhìn anh. Anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt không rõ hỉ nộ ái ố. Em muốn hỏi cái gì? Cho dù em hỏi anh cái gì, anh cũng thành thật trả lời em chứ? Ừ, nhất định. Cái này là ảnh chụp thật ư? Đúng. Vậy cô gái trong ảnh này có quan hệ gì với anh? Quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Bác sĩ sẽ hôn bệnh nhân à? Không, nhưng đôi khi bệnh nhân sẽ cường hôn bác sĩ. Câu trả lời này khiến Bạch Lăng sửng sốt một chút, muốn cười lại không dám cười vì vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Không nghĩ rằng bác sĩ bị quấy rối tình dục, cô còn tưởng chỉ có y tá mới gặp phải vấn đề này. Nhưng mà cũng phải nói lại, anh trẻ tuổi đẹp trai, lại là thầy thuốc nổi tiếng, được nữ bệnh nhân yêu thích cũng không có gì lạ. Chẳng qua cô thực sự không nghĩ cô gái nhu nhược, điềm đạm đáng yêu kia cũng có gan lớn như vậy. Cô lại hỏi tiếp, ảnh này là gần đây? Không phải. Bạch Lăng ngây người, không hiểu vì sao chuyện này khiến anh do dự như vậy, trừ phi anh nói dối hoặc vấn đề mấu chốt là ở đây. Nếu không phải gần đây thì là bao lâu rồi? Lần này anh do dự càng lâu. 4 năm. Cái gì? 4 năm? Anh gật đầu. Cô nhíu mày khó hiểu. Sao lại có người đem ảnh từ 4 năm trước đưa cho em? Mục đích là gì? Đồ Thánh trầm mặc không nói. Ông xã, có phải anh biết cái gì đúng không? Anh vừa nói cô ấy là bệnh nhân của anh, vậy bây giờ cô ấy đâu? Vẫn đang điều trị ở chỗ anh à? Cô nghĩ có lẽ đối phương không chiếm được anh, nên mới oán hận mới đưa ảnh chụp này đến để phá hoại. Anh nhìn cô một lát, chậm rãi lắc đầu. Cô ấy chết rồi. Cô hoảng sợ. Cái gì cô? Trời ạ, đây là chuyện gì thế này? Chẳng là hồn ma quấy phá gửi phong thư này cho cô ư? Ông xã. Cô không nhịn được, ngồi sát gần anh, quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên thấy hơi rợn rợn. Anh nghĩ chuyện này từ khi chúng mình ly hôn, khi trước đã tan thành mây khói, không nghĩ là... Anh ôm cô vào lòng lẩm bẩm như vậy. Cô hoài nghi quay đầu nhìn anh. Chuyện này có liên quan đến việc chúng ta ly hôn trước kia ư? Bọn họ ly hôn không phải vì ở chung xảy ra vấn đề sao? Đồ Thánh do dự nhìn cô hồi lâu, lúc này bỗng nhiên thở nhẹ một hơi. Chuyện này anh vốn không định nói. Bạch Lăng cười khổ. Hôm nay em nghe được 2 lần những lời này rồi đấy. Anh nhíu mày. Ai nói với em? Chạm Na. Vì sao cô ấy nói với em như vậy? Hình như trước kia em có nói chuyện ly hôn với cô ấy, cô ấy vẫn không định nói cho em, cho đến hôm nay. Ông xã này, nghe nói trước khi chúng ta ly hôn, em cũng từng nhận được thư nặc danh này. Chuyện này anh biết không? Anh trầm mặc một chút, trả lời biết. Cho nên đây là nhằm vào em, chứ không đơn giản là trò đùa dai. Vì sao thế? Trước kia em đã từng đắc tội làm tổn thương ai đó à? Đó không phải là lỗi của em. Anh vội phủ nhận, không mong chuyện xưa tái diễn. Cô như là bị đả kích lớn, khó tin tròn mắt. Tức là em thực sự làm tổn thương ai đó? Anh nói lại lần nữa, đó không phải là lỗi của em. Vậy là lỗi của ai chứ? Cuối cùng phát sinh chuyện gì, nói cho em biết có được không? Thế nào, kết quả thế nào, cậu hỏi chưa? Cô rất muốn rên lên. Cô vừa mới tiễn Đồ Thánh đi làm, vừa mới định về phòng ngủ nướng, không nghĩ nằm chưa ấm chỗ, chuông cửa kêu lên. Mở cửa ra là vẻ mặt Lực Nhã cực kỳ tò mò. Mới có 9 giờ 10 phút, Lực Nhã có đến quá sớm không? Bạch Lăng nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, cố gắng áp chế cảm giác muốn khóc thét lên. Sao cậu đến sớm vậy? Thì thuận đường đi cùng ông xã của mình. Ôi, Lực Nhã nhếch miệng cười, hai tay giơ thành chữ V với cô. Bạch Lăng không còn gì để nói. Cô lại hỏi dồn, thế nào, có hỏi chưa? Ừ, có hỏi. Kết quả thế nào? Bạch Lăng nhìn gói đồ to nhỏ trên tay cô, hỏi lại. Bữa sáng à, có phần của mình với Nghiêng Nghiêng không? Ô Lực Nhã sừng sốt rồi gật đầu. Vậy thì trước tiên ăn sáng đã, tối qua mình không ngủ đủ, đầu óc bây giờ hỗn loạn, cần phải tỉnh táo một chút.
Tối qua đúng là nghe Đồ Thánh nói chuyện gần như mất cả một đêm. Ô Lượng Nhã quan tâm hỏi, thế cậu không sao đấy chứ? Cậu và Đồ Thánh thế nào? Ừ thì bọn mình vẫn tốt. Bạch Lăng lắc đầu. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế thì tốt rồi. Nói rồi để bữa sáng lên bàn trà phòng khách, quay đầu hỏi, Nghiêng Nghiêng đâu rồi? Vừa nãy đang uống sữa, chắc giờ uống xong rồi. Bạch Lăng nói xong bước vào phòng ngủ, vừa lúc thấy bé cầm bình sữa, lùi dần về phía sau định xuống giường. Ô Lực Nhã theo sau thấy thế lo lắng hỏi, này, cậu không sợ bé té ngã ư? Ngày bé làm vài lần rồi, có gì cần lo lắng chứ? Nhưng bé cao hơn giường một tí mà thôi, nhìn thấy đáng sợ lắm. Chờ cậu cứ làm mẹ đi, rồi trái tim cứng rắn hơn. Bạch Lăng mỉm cười nói vậy, sau đấy khom người cầm bình sữa đặt lên bàn, đi về phía con gái ca ngợi. Con yêu à, con giỏi quá. Cô hôn môi bé, rồi ôm bé nhìn Ô Lực Nhã. Con không chào gì đi. Gì à? Giọng nói non mềm khiến người ta nghe mềm nhũn người. Nghe ngoan quá. Lực Nhã nghiêng người hôn khuôn mặt bé một chút, sau đấy không nhịn được khóc thét lên. Ôi trời ơi, đừng nói tề thác thích con gái, mình cũng thích nữa đây. Thế thì có khó gì đâu, chờ cậu sinh xong nhóc này, lại cùng ông xã cậu cố gắng tạo người là được. Bạch Lăng nhìn cô ái muội nói vậy. Không nghĩ bản thân nói như thế, Lực Nhã đỏ bừng mặt lên. Bạch Lăng cười cô, sao thẹn thùng làm gì, mọi người đều là người lớn, kết hôn là kết hôn chứ còn gì nữa. Thôi đi, chúng ta đến phòng khách ăn sáng. Không biết nên nói gì, Lực Nhã đành đổi đề tài. Còn nữa, cậu thấy có cần gọi Trạm Na, chị Linh, Tiểu Vũ đến không? Ca cô ấy nhất định muốn biết kết quả đấy. Ừ, gọi các cậu ấy tới luôn vậy, đỡ cho mình phải nói đi nói lại vài lần. Dù sao cô không thể ngủ tiếp được, hơn nữa nói thật, cô cũng muốn nghe ý kiến mọi người. Thôi được rồi, để mình gọi điện. Một giờ sau, hội vợ cũ lục tục đến. Trừ phụ nữ có thai không thể uống cà phê, chỉ có thể uống nước hoa quả. Những người còn lại mỗi người một chén cà phê. Thêm vào đó là bánh bích quy tự tay Ôn Lực Nhã làm mang đến. Nghiêng Nghiêng sớm ăn uống no đủ, bé Nhu Thuận ngồi trên sàn gỗ nghịch đồ chơi. Nhìn đám chị em tốt, Bạch Lăng hít sâu một hơi, từ tốn kể lại chuyện đêm qua Đồ Thánh nói cho cô. Người con gái trong ảnh kia là Triệu Tâm Đình, năm 20 tuổi phát hiện có một khối u trong não, đó là chuyện 4 năm về trước. Triệu Tâm Đình là ái nữ của Triệu gia, từ nhỏ có thiên phú âm nhạc, 13 tuổi sang Viên học âm nhạc, 18 tuổi được tuyển thẳng vào một học viện âm nhạc lớn ở Viên, tiền đồ sáng sủa. Nhưng năm 20 tuổi cô đột nhiên té xỉu, đi kiểm tra biết sau gáy có khối u lớn. Người nhà cô khắp nơi tìm kiếm bác sĩ, có thể nói là đi khắp trong nước ngoài nước. Nhưng vì vị trí khối u đặc biệt, rất nguy hiểm, nên không ai dám cam đoan sẽ cứu được. Lúc ấy chỉ duy nhất Đồ Thánh dám cam đoan sẽ chữa khỏi. Nhưng anh cũng chỉ là bác sĩ trẻ, kinh nghiệm không nhiều. Bất đắc dĩ, Triệu gia đành tìm tới anh. Nếu đã cam đoan với người nhà bệnh nhân, đương nhiên Đồ Thánh phải cẩn thận ứng phó với ca bệnh lớn này. Tất cả mọi việc từ kiểm tra, nghiên cứu đều một tay anh làm, để bệnh nhân không lo lắng mà ảnh hưởng tới. Anh cũng đối xử với cô rất ôn nhu. Lúc ấy anh chỉ chuyên tâm làm việc, căn bản không chú ý gì. Nhưng trong gần một tháng ngắn ngủi ấy, Triệu Tâm Đình bất chi bất giác yêu thương anh. Bi kịch bắt đầu từ đây. Triệu Tâm Đình tỏ tình với anh. Anh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý trước tình huống này mà cự tuyệt cô. Cũng nói cho cô anh đã kết hôn. Sau đó, đêm trước ngày lên bàn mổ, cô nhảy lầu tự tử từ tầng cao nhất của bệnh viện. Chị của cô ấy biết cô ấy yêu Đồ Thánh, nên cho rằng vợ chồng bọn họ hại chết em gái mình, cho nên không ngừng gửi những bức ảnh này đến, muốn phá hoại hôn nhân của bọn họ. Nghe Bạch Lăng nói xong, Tiểu Vũ khó tin lắc đầu. Như thế này quá đáng quá. Đúng, thế này thực đúng là kỳ lạ. Ô Lực Nhã hỏi, tức là ảnh này do chị gái Triệu Tâm Đình gửi tới? Bạch Lăng gật đầu, đúng thế. Đồ Thánh nói trừ cô ta ra, không ai còn có những bức ảnh này nữa. Một khi đã thế, cô ta cần gì phải làm cho gửi thư nặc danh? Trạm Na nói, có lẽ như thế bức thư này sẽ không trở thành vật chứng sau này. Tiểu Vũ tức giận, nhưng mà nói thật, cô ta quá là kỳ lạ. Mọi chuyện đã qua lâu thế, cô ta có cần nhớ mãi không quên hành hạ hai người không? Quan trọng nhất là em gái cô ta tự sát, có liên quan gì đến chị chứ? Nguyên Chỉ Linh đăm chiêu, quan trọng không phải là liên quan đến Bạch Lăng, mà là ở chỗ cô ta đang suy tính cái gì cơ. Ô Lực Nhã khó hiểu nhìn cô, sao lại nói vậy? Cậu không biết ư? Nếu là bình thường, khi hai người bọn họ ly hôn, ân oán coi như xong, cho dù không lập tức hết hận, nhưng thời gian lâu như thế không nên canh cánh trong lòng,
Hơn nữa nhằm vào Bạch Lăng vốn là người vô tội. Nguyên Chỉ Linh chỉ ra điểm bất thường. Hơn nữa nói thật, nếu cô ta muốn báo thù, sao không trực tiếp tìm Đồ Thánh mà cứ muốn tìm Bạch Lăng? Trạm Na quay đầu hỏi người trong cuộc. Bạch Lăng, cậu có hỏi Đồ Thánh xem trong mấy năm hai cậu tách ra, cô ta có bao giờ tìm đến Đồ Thánh không? Cô lắc đầu. Mình không hỏi, nhưng Đồ Thánh nói anh nghĩ chuyện này sớm nên cho qua. Ý là trong thời gian hai người tách ra, cô ta không tìm Đồ Thánh gây rắc rối. Ừ. Như vậy đáp án rõ ràng rồi. Trạm Na và Nguyên Chỉ Linh nhìn nhau. Nguyên Chỉ Linh gật gật đầu. Đáp án gì? Tiểu Vũ hoang mang hỏi, không hiểu sao hai người ra vẻ bí hiểm như vậy. Ô Lực Nhã cũng nhíu mày. Ý của hai cậu là cô ta có toan tính khác? Thì đúng là thế. Tập Tiểu Vũ lại hỏi, toan tính gì cơ? Ô Lực Nhã hỏi, Bạch Lăng, cậu cảm thấy thế nào? Mình không biết nữa. Ơ hay, mọi người đừng bỏ qua em. Tập Tiểu Vũ không chịu nổi kháng nghị, để tránh mọi người bỏ qua, thậm chí cô đứng lên khua khua tay loạn xạ. Nguyên Chỉ Linh bật cười. Sau đấy Ô Lực Nhã cùng Bạch Lăng Lăng cũng không nhịn được cười lớn. Trạm Na nói, em không cần như vậy đâu, bọn chị đều nhìn thấy em. Tập Tiểu Vũ ủy khuất ngồi xuống, nhưng mọi người không ai để ý đến em mà. Đó là vì bọn chị đều thấy đây là chuyện rất đơn giản, đại khái chỉ có ngốc mới không nghĩ ra. Na tỷ, ý chị em là kẻ ngốc. Trạm Na vỗ vai cô, thôi yên tâm, em còn hiểu được điều này chứng tỏ em vẫn có thể cứu được. Thôi được rồi, ngu ngốc thì ngu ngốc, nhanh nói cho em biết đi, mọi người nói có toan tính khác là có ý gì? Trạm Na nói như chém đinh chặt sắt. Có ý gì? Chính là cô ta thích Đồ Thánh. Tiểu Vũ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Nếu không sao cô ta cứ tìm Bạch Lăng gây phiền phức chứ không tìm Đồ Thánh. Vì sao bọn họ ly hôn xong lại không có chuyện gì, tái hôn lại tìm tới gây rối? Còn nữa, muốn phá hoại tình cảm vợ chồng người khác có nhiều cách. Cô ta chọn cách mà vừa nhìn đã biết là cô ta làm, nhất định là muốn nhân chuyện này tìm cơ hội tiếp xúc riêng với Đồ Thánh. Trạm Na bình tĩnh phân tích tỉ mỉ cho Tiểu Vũ và Bạch Lăng. Tiểu Vũ căm phẫn, thực quá đê tiện quá, trên đời sao có người phụ nữ như vậy? Trạm Na liếc cô, loại nữ nhân này có rất nhiều, chỉ là em may mắn không gặp thôi. Thật ạ? Ô Lực Nhã lo lắng nhìn Bạch Lăng. Bạch Lăng này, cậu định xử lý thế nào? Mình không biết nữa, nếu cô ta không chịu dừng tay. Tiểu Vũ lớn tiếng, nếu biết mục đích của cô ta thì không cần để ý đến cô ta là được rồi. Nguyên Chỉ Linh không ủng hộ. Không để ý tới cô ta, nhưng biết đâu cô ta sẽ càng làm ra những thủ đoạn ghê tởm hơn. Thế thì báo cảnh sát đi. Lý do gì đây? Lý do phá hoại gia đình người khác. Thôi, cô ta đâu phải tiểu tam, sao nói thế được? Tập Tiểu Vũ bị phản bác không nói một lời. Trạm Na đề nghị, tháo chuông thì cần tìm người buộc chuông. Mình nghĩ cậu và Đồ Thánh hai người cùng nhau hẹn cô ta gặp mặt, nói chuyện rõ ràng xem cô ta muốn gì. Nhưng quan trọng phải đem theo máy ghi âm lại, sau đấy nếu thực sự xảy ra chuyện gì có cái mà làm chứng cứ. Nguyên Chỉ Linh hỏi, nhưng vấn đề ở chỗ nếu cô ta kiên trì không chịu thừa nhận là mình làm thì sao? Cứ nói dối là cô ta đã để lộ dấu vết. Cho dù cô ta kiên trì không chịu thừa nhận, mình nghĩ Đồ Thánh có thể dễ dàng ứng phó, tìm ra được dấu vết cô ta nói dối. Trạm Na nói xong lại tiếp, hy vọng là thế. Ô Lực Nhã quay đầu hỏi cô, Bạch Lăng, cậu thấy sao? Bạch Lăng do dự, các cậu thực sự cho rằng cô ta thích Đồ Thánh à? Chuyện này chỉ là chúng ta đoán, nếu không phải... Trạm Na mạnh mẽ, nếu không phải thì chất vấn chuyện ảnh cô ta gửi. Tập Tiểu Vũ đồng ý với Trạm Na. Bạch Lăng vẫn không nắm chắc, mình sợ không có chứng cứ xác thực, nếu chỉ là phán đoán, Đồ Thánh sẽ không đồng ý làm như vậy đâu. Trạm Na yên lặng nhìn cô, cậu chưa hỏi sao biết anh ấy không đồng ý? Nhìn những khuôn mặt quan tâm lo lắng này, Bạch Lăng thở nhẹ một hơi, sau đấy hạ quyết tâm gật đầu. Thôi được rồi, buổi tối mình sẽ nói với Đồ Thánh. Đồ Thánh không do dự, phủ quyết ý kiến của Bạch Lăng. Anh không đồng ý đâu. Vì sao chứ? Anh nói, không có chứng cứ, chỉ dựa vào phán đoán đi tìm người đối chất quá vô lý. Vì sao không có chứng cứ? Ảnh chụp này chính là chứng cứ tốt nhất. Anh cũng từng nói trừ cô ấy không ai có những tấm ảnh này mà. Anh yên lặng chốc lát rồi nói, tóm lại không đồng ý làm như vậy. Vì sao chứ? Không vì sao cả, chỉ là anh không đồng ý thôi. Ông xã, em cảm thấy anh lạ lắm. Thái độ kiên quyết của anh khiến cô nghi ngờ. Anh chỉ rất mệt thôi, muốn đi ngủ. Lạ cái gì chứ? Tóm lại chuyện này anh sẽ xử lý, em đừng quan tâm.
Nói xong anh đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lên giường ngủ, chấm dứt đoạn thảo luận ngắn ngủi này. Anh nhất định có chuyện gì đó gạt cô rồi. Cô đột nhiên có cảm giác, nhưng là chuyện gì được chứ? Hình như anh không thích mình tiếp xúc cùng cô ta, nhưng vì sao lại vậy? Chẳng nhẽ anh và cô ta... Thời tiết âm u giống như tâm tình của Lăng Lăng lúc này. Sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên cô không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, đem con gái cho bạn bè trông, một mình chạy ra bên ngoài. Không đúng, lòng quang bên ngoài cũng không đúng. Tuy rằng cô đang ở ngoài, nhưng không phải là không có mục đích mà chạy loạn, mà là để theo dõi người nào đó, nếu mới chạy tới chạy lui, hết phố lớn rồi lại ngõ nhỏ. Từ sau tối đấy, cô vẫn rất để ý đến chuyện ông xã không đồng ý là vì nguyên nhân gì. Cho nên gần đây cô luôn lén xem lịch làm việc và điện thoại của anh, muốn biết anh khi nào định đi tìm người phụ nữ kia giải quyết chuyện này. Đương nhiên cô cũng biết việc này không hẳn là hiệu quả, vì không phải ai cũng đem kế hoạch của mình lưu vào điện thoại. Quả nhiên là trừ lịch công tác, Đồ Thánh không lưu lại cái gì, nhưng cũng khiến cô phát hiện một điều. Ngoài ngày nghỉ ra thì những ngày bình thường anh đều có lịch làm ngập đầu, nhưng cả chiều hôm nay lại không có chuyện gì để làm. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Cho nên cô gọi điện đến bệnh viện, làm bộ muốn hẹn trước chiều nay đến khám bệnh, lại phát hiện hôm nay anh xin nghỉ nửa ngày, nhưng lại không nói với cô. Thật không biết cô nên vui hay nên buồn đây. Nhưng mà nói đi nói lại, chồng cô xin nghỉ nửa ngày, mục đích chỉ là đi dạo phố ư? Ra rồi, chị Bạch Lăng ơi, chồng chị ra rồi. Đúng, cô không còn phải đi một mình nữa, bên cạnh cô còn có một người chị em rất nhiệt tình, không cầu cũng giúp, đó là Tập Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, em đừng nói to như vậy, dễ bị người khác để ý. Thôi được rồi. Tiểu Vũ đáp ứng lần thứ 180, vừa nói xong lại vội vàng kéo tay cô đi theo Đồ Thánh, khiến cho cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chị Bạch Lăng, chồng chị cuối cùng muốn đi đâu? Anh ấy cuối cùng có hẹn gặp người phụ nữ kia không? Từ sau khi ra khỏi bệnh viện bắt đầu theo dõi anh, đã đi theo anh đến 2 giờ. Anh không vào hiệu sách thì sẽ vào cửa hàng tạp hóa. Cả bà không hề thấy anh đi vào quán cà phê hay cửa hàng nào mà thích hợp để nói chuyện. Hành động cực kỳ khó hiểu, thực sự khiến người ta không thể lý giải. Chị chẳng biết nữa, vì thế mới muốn theo dõi. Nói thế cũng đúng, nhưng ngày ấy cuối cùng là muốn đi dạo tới bao giờ chứ? Một người đàn ông mà đi bát phố thì đúng là kỳ quái. Bạch Lăng hoàn toàn không có gì để nói. Tiểu Vũ hơi nhíu mày. Em nghĩ có lẽ chúng ta nên đổi chiến thuật. Đổi chiến thuật gì? Để em lên xem. Cô đột nhiên im bặt, bởi vì câu đổi chiến thuật gì không phải Bạch Lăng nói, mà là từ một người đàn ông cô chỉ muốn trốn cho xa. Lỗ tai cô có vấn đề, nghe nhầm à? Cô muốn quay đầu lại chứng thực, nhưng hoàn toàn không có dũng khí, chỉ cảm thấy cực muốn trốn cho nhanh. Chị Bạch Lăng ơi, em xin lỗi, em đi trước. Tập Tiểu Vũ bỏ lại câu này rồi bỏ chạy một mạch. Tiểu Vũ à? Bạch Lăng kinh ngạc kêu lên, nhưng không thể gọi Tiểu Vũ đang chạy với tốc độ nhanh như chớp kia quay lại. Mà sau lưng cô có người đuổi theo nhanh không kém, đó chẳng phải là Vệ Thịnh thì ai? Khó trách Tiểu Vũ chạy nhanh như vậy. Cô trốn không thoát đâu, một khi Vệ Thịnh đã hạ quyết tâm muốn tìm người, chẳng có ai thoát được. Tiếng nói thình lình từ sau truyền đến khiến Bạch Lăng đờ người, trong nháy mắt cũng muốn chạy trốn như Tiểu Vũ. Ông xã, anh sao lại ở đây? Thật trùng hợp. Cô từ từ quay người xấu hổ mỉm cười. Khi nào anh đến sau cô? Vừa nãy không phải anh ở phía trước cô sao? Thực sự bị anh phát hiện rồi. Tại sao muốn theo dõi anh? Cô lắp bắp hỏi. Anh phát hiện từ lúc nào vậy? Từ lúc rời bệnh viện. Vậy chẳng phải biết ngay từ đầu ư? Sao lại như thế? Bạch Lăng khóc không ra nước mắt. Vậy Vệ Thịnh là do anh gọi tới? Anh không hề áy náy gật đầu, sau đấy nhìn cô chăm chú. Tại sao theo dõi anh? Bởi vì... Cô đột nhiên hy vọng Tiểu Vũ vẫn bên cạnh, vì dựa vào cá tính Tiểu Vũ nhất định trả lời hộ mình vấn đề này một cách hợp lý nhất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh có việc gạt em, bởi vì không cho em gặp cô gái kia, vì anh xin phép nghỉ không nói cho em biết. Bạch Lăng thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong ba đáp án này chỉ có hai cái là cô đoán, không có chứng cứ thì không được nói lung tung. Cho nên cô hỏi, thế sao anh nghỉ không nói cho em? Đấy là vì anh có việc muốn làm. Chuyện gì vậy? Anh hỏi em trước, người trả lời phải là em mới đúng. Ánh mắt cô lóe ra không biết nên làm sao, thoạt nhìn trông có vẻ đáng thương. Đồ Thánh đột nhiên than nhẹ một hơi, không bức cô nữa,
dắt tay cô từ từ đi về phía trước. Đầu mùa xuân trời đầy mây, dù có hơi lạnh nhưng may là hôm nay không có gió to, chỉ cần mặc quần áo đủ ấm, dạo phố rất thoải mái. Anh hỏi, em đang nghi ngờ anh ngoại tình cho nên theo dõi anh có đúng không? Cô sửng sốt, lập tức ngẩng đầu trừng mắt liếc anh. Không phải là như vậy. Thật không? Anh không tin em ư? Đồ Thánh mỉm cười, sau đấy đột nhiên nói, em muốn biết anh đang làm gì đúng không? Đương nhiên. Anh muốn nói cho em à? Anh đang đi mua quà. Mua quà? Quà gì? Thế cho nên anh mới đi hết hiệu sách này rồi sang cửa hàng khác sao? Anh mỉm cười nhìn cô. Em có biết mai là ngày gì không? Ngày mai là ngày gì vậy? Là ngày chúng ta kết hôn tròn 5 năm. Cô kinh ngạc tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới anh mua quà là để tặng cô. Kết hôn tròn 5 năm, tất cả những gì đã qua cô đều quên. Hờ đỡ nghe nói trong 5 năm này bọn họ tách ra hơn 2 năm. Cô không nghĩ anh vẫn nhớ ngày này, thực sự rất cảm động. Ông xã, cảm ơn anh. Anh bất mãn, một câu cảm ơn không đủ. Thế anh muốn thế nào chứ? Hôn anh một cái. Đồ Thánh chỉ vào miệng mình. Ở đây á? Bạch Lăng quay đầu nhìn bốn phía, kinh người. Nếu là ở trong nhà hay ở chỗ khác, chỉ có hai người họ, thì đương nhiên cô không do dự hôn anh. Nhưng ở đây không được, da mặt cô đâu có đủ dày. Ở đây thì có vấn đề gì chứ? Chỗ này nhiều người mà. Anh có bảo em đi hôn họ đâu. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh bật cười. Thôi được rồi, coi như lần này em nợ anh đấy. Em muốn quà gì? Cái gì cơ, anh đùa em đấy à? Cảm thấy phản ứng của cô vừa buồn cười vừa đáng yêu, Đồ Thánh cười. Đã là phụ nữ 30 rồi sao đáng yêu như vậy? Anh cứ nghĩ sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Ai biết có người lén lút đi theo anh, làm anh không thể chuyên tâm chọn quà. Tức là tại em chứ gì? Cô hờn dỗi khiến anh không nhịn được, đem cô ôm vào lòng, sau đó nghiêng người hôn cô nồng cháy. Bạch Lăng sợ tới mức cả người cứng đờ, ngơ ngác nhìn anh một lát, sau đấy đỏ bừng mặt và đứng chỉ độn đẩy anh ra. Trời ơi, anh dám hôn cô trước mặt bao người. Thực là quá mất mặt, quá xấu hổ, quá thẹn thùng. Cô không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Em chưa nói cho anh biết em muốn quà gì. Anh mỉm cười nâng khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của cô lên. Tuyệt đối không để ý mình đã thành tiêu điểm chỗ đông người này. Anh không để ý nhưng cô để ý. Bạch Lăng nhỏ giọng, thôi đi mau. Cái gì cơ? Đi mau. Bất chấp tất cả, cô gắt gao nắm chặt tay Đồ Thánh rồi cúi đầu chạy như bay khỏi hiện trường. Mà sau này cô không dám đến đây nữa. Ngồi trong quán cà phê, Bạch Lăng nằm úp mặt để trán tựa lên mặt bàn thủy tinh lạnh băng, lâu dần mới khôi phục lại nhiệt độ bình thường của khuôn mặt. Mà kẻ hại cô thiếu chút nữa chảy máu não lại vẫn mỉm cười hạnh phúc ngồi cạnh cô uống cà phê ăn bánh ngọt không hề áy náy khi cô bực mình đá anh một cái. Này, sao lại đá anh? Đồ Thánh khó hiểu ngạc nhiên quay đầu hỏi cô. Thích đá thì đá, không được ư? Cô vênh mặt hỏi lại. Đồ Thánh hơi sửng sốt nhìn cô. Em là thế đấy, anh định thế nào? Cô điều hòa khiến anh đột nhiên cười lớn, tiếng cười khoái trá khiến mọi người chú ý nhìn hai người. Nhất thời trở thành tiêu điểm, Bạch Lăng Lăng đỏ bừng mặt. Cô nhìn bốn phía xấu hổ gật đầu xin lỗi, rồi vội bịt kín miệng anh. Thôi anh đừng cười nữa, anh cười cái gì chứ, đáng ghét. Bà xã, em đáng yêu quá. Anh nói cái gì thế hả? Sao lại xấu hổ thế này? Em làm gì có? Không có ư? Nhưng mặt em đỏ như quả táo vậy, trông đáng yêu lắm. Thôi anh đừng có nói nữa. Bạch Lăng bưng mặt thẹn thùng la hét. Anh nói thêm lần nữa, thực đáng yêu. Sau đấy nhanh chóng nghiêng người hôn cô một cái. Cô hoảng sợ theo phản xã quay đầu nhìn bốn phía. May không có ai để ý đến họ. Chồng cô quá là tùy tâm sở dục, không có ai ra gì, mà dài đến đạn bắn không vỡ. Không phải là một lần mà đến ba lần, làm những việc khiến người khác chú ý mà hoàn toàn không hề xấu hổ. Hại cô bị ép buộc cùng phạm tội xấu hổ, để muốn tìm cái lỗ chui xuống, không còn mặt mũi nhìn ai. Nghĩ vậy cô nhịn không được đá anh thêm cái nữa. Anh tròn mắt nhìn cô. Im miệng đi, anh dám cười to nữa để người khác chú ý anh xong đời đấy. Cô hùng hãn như sư tử Hà Đông cảnh cáo anh. Đồ Thánh lại cười không thể ngừng. Không thèm để ý anh cười ngặt nghẽo. Bạch Lăng uống cà phê ăn bánh ngọt, ăn xong phần của mình không hề khách khí, xử lý nốt phần của Đồ Thánh. Chờ cô ăn xong, anh cười cũng đủ, cô quyết định nói tiếp chuyện khi nãy. Vừa nãy anh hỏi em muốn quà gì đúng không? Em muốn gì cũng được chứ. Em muốn...
Muốn anh thành thật nói rõ vì sao anh không muốn em và chị Triệu Tâm Đình gặp nhau. Anh có chuyện giấu em đúng không? Em muốn biết sự thật, đừng có giấu giếm gạt em. Nháy mắt, Đồ Thánh đang tươi cười cứng đờ lại. Anh nhíu mày, nhìn cô vừa khó xử vừa do dự. Anh yên lặng hồi lâu rồi nói, vì sao em cảm thấy anh có việc giấu em? Bởi vì thái độ của anh không muốn em gặp cô ấy quá cứng rắn, cảm giác như là anh sợ cô ấy nói ra chuyện bí mật nào đó. Dù em mất trí nhớ nhưng vẫn rất sâu sắc cẩn thận. Đồ Thánh cười khổ nói vậy. Tức là anh thực sự có việc giấu em, không thành thật khai báo đúng không? Ừ, đúng. Em muốn biết chuyện này. Nhưng trước khi anh nói ra, anh phải nhắc lại, đó không phải là lỗi của em, nên anh không muốn em đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Em nghe rõ chưa? Anh nắm lấy vai cô, lời nói nghiêm túc chân thành. Tức là chuyện của Triệu Tâm Đình tự sát thực sự liên quan đến em? Đó không phải là lỗi của em. Đồ Thánh nhấn mạnh lại lần nữa. Em muốn biết đầu đuôi ngọn nguồn. Ông xã, anh nói đi. Nhìn Bạch Lăng vô cùng kiên định, anh thở dài, đem chuyện năm đó nói với cô. Năm ấy lúc anh cự tuyệt Triệu Tâm Đình, cô ấy cũng không hết hy vọng mà còn tìm đến em đàm phán. Hy vọng em có thể vì cô ấy không thể sống lâu nữa mà đồng tình với cô ấy một chút, cho cô ấy cảm giác được yêu. Nhưng em nói với cô ấy, tình yêu không phải sự cảm thông, thương hại. Anh cũng nghĩ giống em khi đó. Bạch Lăng không nhịn được. Cho nên vì em từ chối, cô ấy nhảy lầu tự tử? Không, anh không nghĩ vậy. Nhưng vì chuyện này em đã tự trách rất nhiều. Thậm chí còn nói, nếu lúc trước em đồng ý, có lẽ cô ấy không tự sát. Khiến anh nghe xong rất tức giận. Vì chuyện này chúng ta không vui vẻ. Anh tức em vì em có ý nghĩ muốn tặng anh cho người khác. Còn em thì vì tự trách mà quan hệ chúng ta càng lúc càng xấu. Em mắc chứng u buồn, thường vì một chuyện nhỏ nhặt mà bực tức. Lúc ấy em thường nói anh vốn không yêu, không quan tâm đến em, trong đầu chỉ có công việc. Còn anh chỉ nghĩ em cố tình gây sự. Sau này anh hiểu thực ra không phải em cố tình gây sự. Em vẫn muốn được anh hiểu, chia sẻ, che chở. Nhưng anh ích kỷ, chỉ lo đến cảm nhận của chính mình. Cho đến khi em hết hy vọng, đưa ra yêu cầu ly hôn, anh vẫn khăng khăng không chịu hiểu. Anh biết là anh yêu em, nhưng anh không thể hiểu thế nào là hy sinh. Quan tâm lại quá mức tự đại và ích kỷ, mới khiến hôn nhân của chúng ta dễ dàng bị chút sóng gió mà tan vỡ. Nào đến đây, anh áy náy xin lỗi cô. Bà xã, anh xin lỗi. Bạch Lăng cầm tay anh. Thôi, chuyện quá khứ để nó qua đi. Bây giờ em chỉ cần biết anh đối xử tốt với em, yêu thương em thôi. Anh thực sự không muốn em gặp chị của Triệu Tâm Đình, là không muốn cho em biết trước khi Triệu Tâm Đình tự sát cô ta tìm đến em à? Đồ Thánh gật đầu. Thì ra anh giấu cô đều là muốn tốt cho cô. Ông dã, cảm ơn anh. Anh ôm cô vào lòng, ưu tư nhìn cô. Anh sẽ tìm Triệu Tâm Đình nói rõ ràng, giải quyết triệt để. Nếu có thể, anh hy vọng em đừng tiếp xúc với cô ta nữa. Em đồng ý. Mặt khác, chuyện về Triệu Tâm Đình tự sát, cô tự hứa với anh, không, em sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. Cũng sẽ không tự trách, không để anh lo lắng nữa. Thật không đấy? Đồ Thánh vẫn hơi lo lắng. Cô gật đầu, nắm chặt tay anh. Cô cam đoan, nếu thực sự năm đó chúng ta có lỗi với Triệu Tâm Đình, thì qua mấy năm chia lìa cũng đủ để đền bù cô ta. Em sẽ không nghĩ nhiều nữa đâu. Đồ Thánh chăm chú nhìn cô, muốn xem là cô đang trấn an anh hay là nói thật. Anh thấy mắt cô sáng ngời, không có chút dao động. Anh cảm thán nói, em đúng là trưởng thành rồi đấy. Cái gì cơ? Đồ Thánh đột nhiên khẽ cười. Bà xã, hôm nay anh nói với em là anh yêu em chưa? Sao đột nhiên lại nói qua chuyện này? Có hay không? Anh nói rồi. Cô bị anh cuốn lấy, thẹn thùng trả lời. Ngày nào trước khi đi làm anh cũng chẳng hôn cô rồi nói anh yêu em. Đã biết còn cố hỏi. Không sao đâu, nói thêm lần nữa vẫn được. Anh yêu em, bà xã. Anh thâm tình thổ lộ tình yêu dưới nghiêng người định hôn cô. Thôi đừng có náo loạn nữa, người ta đang nhìn đấy. Cô vội đẩy anh ra. Anh kéo cô. Không được, cho người ta nhìn. Cô trái trốn phải tránh, ngược lại càng khiến mọi người chú ý. Bạch Lăng cảnh cáo. Này, anh muốn em tức giận đúng không? Nhưng không thực sự nghĩ đến cô phát cáu, Đồ Thánh đành phải dừng lại. Sao em phải để ý đến ánh mắt người khác làm gì? Đây là người bình thường ai cũng vậy, chỉ có da mặt dày như anh mới không thèm để ý thôi. Được rồi, nếu đã vậy chúng ta đổi sang chỗ khác đi. Nói xong anh kéo cô đứng dậy, tiện tay cầm luôn ví và hóa đơn trên bàn. Cô khó hiểu, đi chỗ khác à, đi đâu?
Nghiên Nghiên bây giờ ở đâu? Thì ở nhà. A Trông, Lực Nhã với lại chị Linh. Thế thì không thành vấn đề. Anh gật đầu lấy tiền thanh toán. Không thành vấn đề thì định làm gì? Ông xã chúng ta đi đâu? Bạch Lăng đợi ra khỏi quán cà phê cứ hỏi dồn như vậy. Đồ Thánh đột nhiên dựa vào người cô, nhẹ thì thầm vào tai cô hai chữ khách sạn. Anh muốn yêu em. Cô vội lùi ra, cảm giác mặt nóng bừng. Thôi đừng có đùa nữa. Anh đang nói thật đấy. Tới lúc đấy anh có thể tùy em trà đạp, muốn làm gì thì làm. Anh lại nghiêng người nói những lời ái muội vào tai cô, thở nhẹ vào tai cô. Cô vội bưng tai. Anh đừng có nói nữa. Này, mặt em đỏ quá đấy. Cô lại lập tức ôm lấy mặt. Em đang nghĩ chuyện đó đúng không? Làm gì có. Không có ư? Mặt em, tai em, thậm chí cùng cổ đỏ bừng lên rồi. Bạch Lang cả người cứng đờ, không hiểu cuối cùng nên che mặt, che tai hay che cổ đây. Anh thật đáng ghét, biết rõ ra cô mỏng lại còn cố ý đùa. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, không ngờ anh lại khoái trá cười, càng khiến cô tức giận. Nhưng mà tức nhất vẫn là Đồ Thánh không hề nói đùa, anh thực sự đưa cô đến khách sạn. Xấu xấu hổ hổ, che che chắn chắn rời khỏi khách sạn. Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon sáng bừng khiến thành phố ban đêm thực đẹp, thực náo nhiệt. Bạch Lăng thực sự không thể tin, vợ chồng cô thực sự đem con gái cho người khác trông rồi cùng tới khách sạn. Trời ơi, bọn họ thực sự là phụ huynh vô trách nhiệm. Lời lên Nghiên Nghiên biết chuyện này, nhất định không tha thứ cho bọn họ. Bọn họ thực sự quá tệ. Bà xã, bữa tối muốn ăn gì đây? Kẻ vô trách nhiệm nhất thời mỉm cười hỏi cô. Anh không hề có chút xấu hổ, còn nghĩ tối nay ăn gì. Mấy giờ rồi? Không biết là Nghiên Nghiên có ngoan ngoãn nghe lời không, có chịu ăn cơm uống sữa, có khóc không đây. Cô u sầu nói, muốn nhìn xem biểu hiện của anh thế nào. Nói về mặt yêu thương con gái, anh tuyệt đối hơn cô nhiều. Yên tâm đi, con ngoan lắm mà. Cái gì cơ? Anh đã gọi về hỏi thăm rồi. Anh gọi lúc nào sao em không biết? Bởi vì lúc ấy em mệt đến ngủ mê man. Bạch Lăng không ngăn được đỏ bừng mặt. Đồ Thánh mỉm cười. Ô Lực Nhã nói Nghiên Nghiên rất ngoan, bảo chúng ta không cần lo lắng, vui vẻ hưởng thụ ngày kỷ niệm kết hôn, cho dù nửa đêm hay sáng sớm về cũng không sao. Sao cô ấy biết hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn? Anh nói cho cô ấy biết. Cô trợn to mắt, thật không tin được anh làm vậy. Không phải anh yêu nhất là Nghiên Nghiên à? Có bao nhiêu thời gian đều chơi đùa cùng con sao? Em nói nhầm rồi. Anh đúng là yêu Nghiên Nghiên, nhưng không phải là nhất. Người anh yêu nhất là em mới đúng. Cô làm mặt quỷ với anh. Em không tin ư? Thế thì chúng ta quay lại. Đồ Thánh ôm vai cô, quay người cô 180 độ. Cô kỳ quái hỏi, quay lại đâu cơ? Thì khách sạn khi nãy. Bạch Lăng trừng mắt, còn anh thì cười. Anh đùa thôi. Cô hoài nghi nhìn anh. Anh thực sự đùa thôi ư? Sao thế? Trông em như vẻ thất vọng vậy. Làm gì có. Đồ Thánh bị phản ứng kịch liệt của cô cười lớn. Em không để ý đến anh nữa. Cô tức giận xoay người, một giây sau bị anh kéo lại trong lòng. Xin lỗi bà xã. Thực ra thì anh nghĩ gần đây có nhà hàng rất ngon. Trước kia chúng ta từng đến đó vài lần. Em khen đồ ăn nơi đấy không tiếc lời. Tuy không biết bây giờ nhà hàng đó còn không, nhưng chúng ta cứ thử đi nhé. Chúng ta từng đến đó à? Ừ. Anh mỉm cười gật đầu. Bạch Lăng tò mò hỏi, là nhà ăn thế nào? Nhà hàng Ý. Em thích ăn mì Ý. Anh biết. Như vậy tối nay chúng ta ăn mì Ý có được không? Cô gật đầu như là giã tỏi. Nhà hàng Ý kia không chỉ còn, mà ông chủ nhà hàng thậm chí nhớ hai vợ chồng bọn họ. Sau đó biết được hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm kết hôn, ông nhiệt tình thay bọn họ sắp đặt bàn ăn có ánh nến lãng mạn, có thông báo để cho các khách hàng ở đó chúc mừng họ, khiến không khí nhà hàng ấm áp rộn rã hẳn lên. Từ đầu Bạch Lăng dù có chút ngại ngùng, nhưng vì không khí thực sự quá cuồng nhiệt vui vẻ, khiến cô không buông lỏng bản thân mà chơi đùa cùng mọi người. Đồ Thánh thì càng không phải nói, ngay từ đầu khi thấy ông chủ khen Bạch Lăng Lăng xinh đẹp, còn nói hâm mộ anh lấy được cô vợ xinh đẹp, anh vui đến quên trời đất. Hơn nữa ông chủ thức thời giúp họ chuẩn bị bữa tối lãng mạn, lại miễn phí rượu vang. Sau đó anh cùng ông chủ kề vai sát cánh, gọi huynh xưng đệ. Tóm lại tối đó, ở nhà ăn, mọi người chơi đến điên rồi. Đôi vợ chồng về đến nhà gần 12 giờ đêm. Đi vào phòng ngủ thấy vợ chồng tề thác, không khách khí ôm con gái họ ngủ say trên giường, như thể họ mới là chủ nhà. Là cha mẹ của Nghiên Nghiên, làm cho Bạch Lăng và Đồ Thánh giờ khóc giờ cười. Đến đôi vợ chồng bảo mẫu lâm thời nhìn con gái ngủ say,
Đồ Thánh và Bạch Lăng vào phòng tắm Nguyên Nương. Sau đấy không tránh khỏi lau xuống phát hỏa, ở trong phòng tắm yêu nhau một hồi, kiệt sức trở lại giường ôm con gái ngủ. Hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, một nhà ba người ngủ thẳng đến 10 giờ mới dậy. Ăn sáng xong cùng ra ngoài đi picnic. Bọn họ đến đảo viên, dọc theo đường đi có rất nhiều nông trường trồng hoa. Lúc này đang là mùa xuân, trăm hoa đua nở, thật là đẹp không sao tả xiết. Vừa đi vừa chơi, Nghi Nghiên vui vẻ vô cùng, cười toe toét. Lạ nhất là cô nhóc kia cứ lên xe là ngủ, xuống xe vui vẻ chơi đùa, không lãng phí lấy nửa phút. Buổi tối bọn họ ngủ ở một nhà dân dưới núi. Chủ nhà là đôi vợ chồng trung niên, cười tươi thân thiết. Vì họ không có con nên nhìn thấy tiểu thiên sứ Nghiên Nghiên thì yêu không rời tay. Hai ngày một đêm đi dã ngoại, thu hoạch lớn nhất là một đống ảnh chụp. Điều này khiến Bạch Lăng đột nhiên phát hiện, chỉ lấy vợ chồng họ thực sự chẳng có lấy mấy tấm ảnh chung, chỉ lần đi nghỉ trăng mật cơ bản không có. Cô nhắc đến chuyện này, Đồ Thánh lập tức áy náy ôm cô vào lòng, giải thích với cô, nói từ sau này bồi thường cho cô, đưa mẹ con cô đi du lịch khắp nơi. Cô mỉm cười đáp, em mỏi mắt chờ mong. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, ảnh chụp tuy không cần rửa vẫn xem được, nhưng cô thích rửa những bức ảnh đẹp đặt ở khắp nơi, lúc nào cũng có thể xem, còn có thể đem khoe với bạn bè. Cho nên nhân lúc Nghiên Nghiên ngủ trưa, cô nhờ chị Lâm để ý bé, rồi cầm USB lưu ảnh chụp đến hiệu ảnh gần đó rửa ảnh. Ông chủ nói nếu cô cần gấp 40 phút có thể đến lấy. Cô vui vẻ đồng ý, vì bình thường Nghiên Nghiên ngủ trưa đều ngủ đến 2 giờ nên không thành vấn đề gì. Cho nên cô sang cửa hàng tiện lợi bên đường xem tạp chí. Cho đến lúc được 40 phút, cô cầm tạp chí đến tính tiền, sau đó ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Thấy đèn xanh sáng lên, cô đi lên đường kẻ vạch dành cho người đi bộ muốn sang đường. Đột nhiên một tiếng động cơ ô tô rít lên bên tai. Cô quay đầu, thấy chiếc xe bạc vốn đỗ bên đường đột nhiên đâm về phía cô, tựa như là muốn dồn cô vào chỗ chết. Cô hoảng sợ tròn mắt. Dưới tình thế cấp bách, cô cảm giác mình không thể né tránh. Cô giơ tay ra đỡ, rồi trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông tự mình lùi lại, té mạnh xuống đường. Lúc ấy cô không hề cảm thấy đau, chỉ thấy trong đầu trống rỗng, tim đập như trống. Rồi sau đấy tiếng mọi người nói chuyện dần dần truyền vào tai cô. Cô nhìn có người xuống đến hỏi han. Cô à, cô có sao không? Cô ơi cô thế nào rồi? Cô có bị thương ở đâu không thế? Đáng chết, cái xe kia làm cái quỷ gì? Chính là muốn giết người mà. Giết người, cô có cảm giác này. Chiếc xe kia dường như nhắm đến cô. Chuyện khi nãy tuyệt không phải ngoài ý muốn, nhưng vì sao lại vậy? Đầu chưa thể suy nghĩ bình thường, mà bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn nàng mặt không chút máu, miễn cưỡng cười cảm ơn người xung quanh. Giọng nói của cô run run. Cảm ơn, tôi không sao đâu. Cô thực sự không sao chứ? Vâng, không sao. Cô lắc đầu định đứng lên, nhưng không hiểu vì sao không đứng nổi. Hai người bên cạnh vươn tay đỡ cô đứng lên. Cô cảm ơn bọn họ rồi lễ phép rút tay lại, nhưng lập tức không thể đứng vững. Bọn họ không hẹn cùng hô to cẩn thận, khi Bạch Lăng ngã vội giữ chặt lấy cô. Cô bị thương sao? Để khi thấy đối phương như vậy, cô cảm giác được mắt cá chân mình đau đớn. Lúc đầu chỉ hơi đau, nhưng khi sự kinh hãi biến mất, cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ, đau đến khó chịu được. Cô nhíu mày, hình như là chân tôi bị thương. Một người khác ngồi xổm xuống nhìn mắt cá chân cô. Mắt cá chân cô bị sưng lớn, không biết là có bị gãy xương không? Cô có ở gần đây không? Có cần gọi người nhà đến không? Hay là chúng tôi đưa cô đến bệnh viện? Cô do dự, không muốn để Nghiên Nghiên ở trong nhà như vậy. Nghiên Nghiên còn không quen với chị Lâm, nhưng chân cô nhất định phải đến bệnh viện mới được. Cô suy nghĩ một lát nói, có thể phiền mọi người đỡ tôi đến cửa hàng chụp ảnh kia không? Cửa hàng chụp ảnh á? Nhà của cô đấy à? Không phải, nhưng gần nhà tôi, cho nên tôi muốn đến đó chờ người nhà. Cảm ơn các vị rất nhiều. Đưa cô đến cửa hàng chụp ảnh rồi, người tốt rời đi. Ở cửa hàng, ông chủ bận rộn cắt ảnh cho cô. Cô gọi điện thoại cho Ôn Lực Nhã, nhờ Lực Nhã đến trông Nghiên Nghiên, lại gọi về báo chuyện với chị Lâm, dặn dò Lực Nhã sẽ tới nhà trông Nghiên Nghiên. Giải quyết xong chuyện con gái, sau đấy cô gọi điện cho ông xã. Cô chưa điện thoại đã biết anh sẽ phản ứng thế nào. Nếu không bận mổ, nhất định anh vội vã đến chỗ cô. Quả nhiên chưa đầy 30 phút, cô nhớ khi anh bình thường đi làm để mất 40 phút. Anh kinh hoàng phẫn nộ, mặt không chút máu chạy vào, khiến ông chủ sợ tưởng anh đến để cướp. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Anh cố gắng nhẫn nại sự tức giận hỏi cô. Ngồi xổm xuống nhìn vết thương ở mắt cá chân cô,
động tác vô cùng mềm nhẹ, sợ cô đau. Em té ngã. Cô tránh nặng tìm nhẹ trả lời, quên mất bên cạnh có ông chủ ghét ác như cừu, đã chứng kiến hết thảy. Phải nói là tai nạn xe cộ mới đúng chứ? Ông nhanh chóng trả lời như vậy. Mấy người bên cạnh phụ họa, đúng thế là tai nạn xe cộ. Có một chiếc xe vốn đậu ở trước cửa hàng tiện lợi, đột nhiên vượt đèn đỏ đâm vào cô Bạch. May mà cô Bạch nhanh chóng tránh được, nếu không thì... Mọi người đều nói, dường như chiếc xe đấy sẵn âm mưu, có khuyên bọn họ báo cảnh sát. Bạch Lăng nghe xong chỉ muốn than vãn, còn Đồ Thánh lại muốn giết người. Họ nói thật không vậy? Bạch Lăng không biết nên nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh. Nhìn phản ứng của cô, Đồ Thánh cắn chặt răng, oán hận suy nghĩ đó là ai. Anh hỏi một người bên cạnh. Vừa rồi anh nói là ở phía trước cửa hàng tiện lợi. Ờ thì đúng, chính là cửa hàng 711 kia kìa. Đồ Thánh đoán, cho nên chắc chắn lúc đấy camera theo dõi cửa hàng đó, ghi lại được biển số xe kia. Người chứng kiến gật đầu. Chắc là có đấy. Nếu không tôi biết hướng đi của chiếc xe kia, bên đường cũng có không ít cửa hàng tiện lợi, chắc hẳn có cửa hàng chụp được. Nếu cần người làm chứng, có thể phiền anh không? Ừ, tất nhiên không thành vấn đề. Đồ Thánh ôm lấy Bạch Lăng. Cảm ơn nhé, bây giờ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện đã, lúc về sẽ cảm tạ các vị. Ông chủ cửa hàng nghiêm túc nói. Muốn cảm ơn, chờ bắt được thủ phạm rồi nói sau. Đồ Thánh gật đầu, sau đấy ôm Bạch Lăng ra khỏi cửa hàng, lên xe đến bệnh viện. Vết thương ở mắt cá chân được chụp X quang, sự cốt không sao, chỉ bị bầm tím, có thể nói là may mắn trong bất hạnh. Sau khi biết kết quả, Bạch Lăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Đồ Thánh vẫn cứ lạnh như nhau. Mặt thối ra, khiến những cô y tá bình thường ngưỡng mộ anh, sợ tới mức hận không thể tránh xa anh một chút. Ông xã, đừng có như vậy nữa, y tá bị anh dọa chạy rồi kia kìa. Cô mở miệng nói, nhưng anh không đáp. Này, anh đang giận em đấy à? Em đâu có ý giấu anh, chỉ là không muốn thấy anh lo lắng thôi mà. Em xin lỗi mà. Cô thấy anh vô cùng tức giận, vội mềm mại giải thích với anh. Anh vẫn như thế vô cùng cố chấp. Được rồi, nếu đã như vậy đừng trách cô. Ai, đau quá. Sao vậy, sao lại đau? Chân của em đang bị thương, còn xuống giường làm gì chứ? Em định đi đâu? Thấy cô kêu đau, Đồ Thánh vội chạy đến, cau mày trách cứ, nhưng giọng nói tràn ngập yêu thương. Ai bảo là anh không để ý đến em đành phải xuống giường đến chỗ xin lỗi anh. Đồ Thánh không biết nên làm thế nào nữa. Cô tỏ vẻ đáng thương khóc thét. Chân của em đau, tay cũng đau lắm. Sao, sao cả tay cũng đau, đưa cho anh xem. Lúc trước không thấy cô kêu đau tay, anh vội vàng kiểm tra. Vừa nhìn đến tay cô, thiếu chút nữa Đồ Thánh té xỉu. Hai tay cô chảy xước, một bên bị tím lại. Tay của em bị thương, sao không nói? Em chỉ nghĩ là chảy ra. Thôi anh đừng lo. Sao lại không lo? Bị chảy ra có thể dẫn đến uốn ván, thậm chí ung thư máu. Có khi bị viêm để phải cắt tay đi, em có biết không? Không khoa trương như vậy chứ, Bạch Lăng vụng trộm nói thầm. Tiếng đập cửa vang lên, một y tá đẩy cửa đi vào. Bác sĩ Đồ, có chuyện gì sao ạ? Tay cô ấy bị thương, chảy máu, phải xử lý ngay. Dạ vâng ạ. Y tá gật đầu, sau đấy xoay người chạy đi chuẩn bị. Anh nhíu mày hỏi cô. Ngoài tay ra có chỗ nào bị đau không? Đừng nhịn mà không nói. Chắc là không có. Anh bất mãn. Chắc là. Thế là thế nào? Thì người có chút đau nhức. Chắc là vì bị ngã, không bị thương đâu. Cởi quần áo ra anh kiểm tra. Cái gì cơ? Cởi quần áo ra anh kiểm tra. Anh lặp lại lần nữa. Cô nghẹn họng chân chối, trừng mắt nhìn Đồ Thánh. Thật không biết anh nói thật hay đùa, nhưng chắc đến 70%. Thôi đừng đùa nữa, đây là bệnh viện đấy, không phải trong nhà đâu. Nếu anh muốn kiểm tra, về nhà em cho anh kiểm tra mà. Phải xem có bị thương không đã. Cởi quần áo ra. Anh vừa ôn nhu, vừa thuyết phục, vừa động tay. Ông xã. Nào, ngoan nào. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến hai người dừng lại, cùng nhìn ra phía cửa. Xin lỗi nha, có phải bọn mình đến không đúng lúc không? Vệ Thịnh nhếch môi tựa vào cánh cửa, phía sau còn có Quý Hy, Lý Phong và Tề Thác. Đồ Thánh rút tay về, kinh ngạc nhìn bọn họ. Sao các cậu đến đây? Là Lực Nhã gọi điện cho mình bảo các cậu ấy. Tề Thác nói, thấy Đồ Thánh rút tay về, biết sau đó sẽ không còn cảnh phi lễ chớ nhìn, bốn người cùng vào phòng bệnh. Quý Hy quan tâm hỏi Bạch Lăng, có khỏe không? Bạch Lăng gật đầu, cảm ơn mọi người đã đến, chỉ có mắt cá chân bị thương thôi không sao mà. Vệ Thịnh hỏi Đồ Thánh, nghe nói không đơn giản là tai nạn xe cộ.
Này, anh nghe ai nói đấy? Bạch Lăng hỏi, vì cô nhớ không nói gì với Lực Nhã và chị Lâm, chỉ nói là mình không cẩn thận bị trật chân. Vệ Tĩnh đáp, Tề Thác nói. Cô quay đầu nhìn, Lực Nhã nói. Không đợi cô mở miệng, Tề Thác tự động nói. Về phần Lực Nhã, hình như là chị Lâm nói cho cô ấy biết, mà chị Lâm là nghe hàng xóm dưới lầu kể. Còn hàng xóm nghe ai thì anh không biết. Bạch Lăng nhắm mắt, hoàn toàn không có phản ứng gì mà chống đỡ. Bây giờ chắc cô thành người nổi tiếng ở đó, có khi cuối năm còn có thể tranh cử. Vệ Thịnh hỏi Đồ Thánh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Đồ Thánh đang bị mở miệng nói, cô y tá khi nãy đẩy xe vào phòng bệnh, đột nhiên thấy phòng bệnh nhiều đại soái ca, không tự chủ dừng chân trợn tròn mắt. Đồ Thánh nói với y tá, phía cô xử lý vết thương trên tay cô ấy. Nói rồi, quay lại với đám bạn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Vệ Thịnh gật đầu, năm người cùng ra khỏi phòng bệnh. Tuy rằng biết bác sĩ Thánh Thủ đã có bà xã khiến cô rất buồn, nhưng mà không sao, cô y tá vẫn còn cơ hội khác, có thể lấy được một trong bốn soái ca còn lại rất tốt. Bọn họ bất kể là khí chất, diện mạo, chiều cao, thậm chí chỉ là động tác vô cùng cuốn hút, không hề thua bác sĩ Thánh Thủ chút nào. Cô y tá nghĩ đến đời này có thể lấy một nam nhân ưu tú như Thánh Thủ đã là tổ tiên phù hộ, không nghĩ đến bây giờ có thể gặp tận bốn người. Trời ơi, đây là thiên ý sao? Nếu đúng ông trời yên tâm, con nhất định cố gắng. Cố lên. Đi vào cục cảnh sát, Vệ Thịnh hơi chào cục trưởng, rồi cùng Đồ Thánh đến tầng 2, đi vào phòng hỏi cung đặc biệt. Cục trưởng nói, cô ta ở trong đó. Người nhà cô ta đâu? Đã gọi điện thoại rồi, không bao lâu họ sẽ đến. Vậy theo như trước đó mà làm đi, phiền cục trưởng. Cục trưởng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Vệ Thịnh xoay nắm đấm cửa nói, chúng ta vào thôi. Đồ Thánh không nói một câu, gật đầu, sau đó đi theo Vệ Thịnh vào phòng. Trong phòng có hai người, là một nữ cảnh sát, còn lại là Triệu Tâm Linh. Cô ta đúng là người phụ nữ hôm Lực Nhã và Bạch Lăng uống trà đột nhiên chạy đến chào hỏi. Cô vừa nhìn thấy Đồ Thánh, nhất thời khiếp sợ đứng dậy. Đồ Thánh, vì sao anh ở chỗ này? Chẳng nhẽ tất cả do anh làm? Vu hãm tôi có ý giết người, lại còn nói tôi giết người. Sao anh âm hiểm như thế? Đừng cho rằng anh có tiền, có thể muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ kiện các anh tội vu khống, dùng quyền lực cảnh sát. Các anh cứ chờ đi, tôi sẽ để tất cả mọi người biết chuyện này, cho các anh thân bại danh liệt, bị toàn dân thóa mạ. Cô ta như là bị bệnh tâm thần chửi bậy. Vệ Thịnh ngoài tai hỏi Đồ Thánh, có đúng là bà điên này không? Đồ Thánh nhìn nàng lạnh giọng hỏi, vì sao cô làm vậy? Anh đang nói gì tôi không biết. Khi nãy cô nói muốn kiện chúng tôi vu khống, sao giờ nói không biết gì? Triệu Tâm Linh nhất thời căm tức lườm anh một cái. Cảnh sát đã điều tra ra, chiếc xe cố ý đâm vào vợ tôi là xe của Triệu gia. Đồ Thánh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như hận không thể xé cô làm tám mảnh. Cái gì? Xe của Triệu gia? Tâm Linh hừ lạnh một tiếng. Chỉ là dựa vào đó các người có thể bắt lung tung à? Xe nhà tôi thì làm sao? Cũng có thể là người khác mượn xe. Cho dù không có người mượn, nhà tôi không phải chỉ có mình tôi lái xe. Sao các anh cho rằng người lái xe là tôi? Vệ Thịnh nhíu mày. Ý của cô là người lái xe có thể là cha mẹ cô? Cô vênh mặt. Đúng vậy. Đúng là đứa con gái có hiếu đấy. Vệ Thịnh lắc đầu, sau đấy quay đầu nói với Đồ Thánh, mình thấy cô ta không phải đầu có vấn đề, mà là nhân cách có vấn đề, tâm lý có vấn đề. Triệu Tâm Linh gào lên, anh nói cái gì? Phản ứng kích động của cô khiến Vệ Thịnh hoài nghi nhờ mắt. Anh nhớ rõ hồ sơ viết, năm ấy Triệu Tâm Đình tự sát, cô ta ở ngay hiện trường, chính mắt nhìn thấy em gái tự sát. Lúc trước sở dĩ cảnh sát không nghi ngờ gì cô ta là vì có rất nhiều người biết tình cảm chị em bọn họ rất tốt. Sau đó vì cô ta thương tâm quá độ mà ngất, khiến người khác đồng tình. Như là một người vì muốn thoát tội, không tiếc đem cha mẹ đẩy xuống nước thì sẽ thực sự yêu quý em gái ư? Hơn nữa người em gái đó từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ yêu quý vô cùng. Khả nghi, thực sự rất khả nghi. Lúc trước cảnh sát không nghĩ tới điểm này ư? Anh nhìn cô nói ra giả thiết, năm đó là cô đẩy em gái mình từ sân thượng xuống đúng không? Triệu Tâm Linh cứng đờ người, khác hẳn bộ dáng kích động khi nãy, bình tĩnh ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn anh. Tôi không hiểu anh nói cái gì. Trong nháy mắt, Vệ Tĩnh cơ hồ khẳng định cô ta chính là hung thủ. Đồ Thánh kinh ngạc nhìn anh. Anh nhìn Đồ Thánh ý bảo đừng nóng vội, rồi chuyên chú tập trung đối phó ma nữ đầu lãnh huyết. Cô thực sự không hiểu. Từ nhỏ chắc cô rất ghen tị với em gái mình, được cha mẹ yêu thương.
Không, tôi coi nó là niềm tự hào của tôi. Nghe được cô ấy bị u não, chắc hẳn cô rất vui. Không, tôi rất lo lắng cho nó. Mỗi ngày cô đến bệnh viện chăm sóc cô ấy, thực sự là cô thấy phiền muốn chết. Không, tuyệt đối không phải vậy. Đương nhiên là không. Vì như thế cô có thể được mọi người khen ngợi, được em gái cảm kích, được cha mẹ để ý. Cô với mỗi ngày đều được nhìn thấy bác sĩ Đồ mà cô thích. Không nghĩ tới anh nói vậy, Triệu Tâm Linh nhịn không được, nhanh chóng nhìn lén Đồ Thánh. Tôi nghĩ anh nhầm rồi đấy. Người thích bác sĩ Đồ là em gái tôi. Chính vì thế nó tự sát. Thật không? Tôi nghĩ cô thích bác sĩ Đồ. Lúc trước em gái cô muốn buông tha, nhưng cô lại không đồng ý. Chỉ vì nếu cô ấy buông tay, cô sẽ có ít cơ hội, lý do tiếp cận bác sĩ Đồ. Em gái cô phát hiện điều này, không muốn tiếp tục làm con rối của cô. Còn cô thì muốn đẩy em cô xuống lầu. Vệ Thịnh nói khiến người khác có cảm giác mơ hồ huyễn hoặc. Triệu Tâm Linh vốn bình tĩnh có chút run rẩy. Anh đừng có nói bậy. Vì sao tất cả những điểm tốt đều ở trên cô ấy? Có khiếu âm nhạc, cha mẹ yêu thương, thậm chí sinh bệnh có một bác sĩ đẹp trai thân cận điều trị. Còn cô, cái gì cũng không dám nghĩ xa vời, chỉ muốn có thêm thời gian ở chung cùng bác sĩ. Thế nhưng cô ấy không thành toàn cho cô. Cô chăm sóc nhẫn nại vì cô ấy, làm hết mọi thứ cho cô ấy. Vì sao cô ấy không thể thông cảm giúp đỡ cô một chút? Cô đột nhiên cười lạnh. Thông cảm giúp đỡ à? Đương nhiên có thể nói là đồng tình. Đồng tình? Cô ta la lên, mặt nạ bình tĩnh như là bong ra từng mảng. Nó cười nhạo tôi, nó cũng dám cười nhạo tôi đấy, bảo tôi tự soi gương. Cô không khống chế được, lớn tiếng nói, giọng nói đầy sự phẫn nộ. Tôi cẩn thận chăm sóc nó, vì mối tình đầu của nó mà cúc cung tận tụy, người tốt người xấu đều đã làm, mà nó lại không chỉ không cảm ơn tôi, lại còn dám cười nhạo tôi. Tôi không thể tha thứ cho nó, trừ phi nó giải thích cho rõ. Nhưng sau đấy anh biết nó nói cái gì không? Nó nói tôi có sách giày cho vợ bác sĩ Đồ cũng không xứng. Sau đó thì phá lên cười. Tôi không thể tha thứ cho nó. Cho nên cô đẩy cô ấy xuống lầu. Đúng đấy. Ai mà nó xem thường tôi, còn cười nhạo tôi xấu xí. Nhưng bây giờ tôi đã không như trước kia. Cắt mí nâng mũi, giải phẫu cả người, hút mỡ. Bây giờ ai cũng khen ngợi tôi, nói tôi rất đẹp đấy. Tôi không cần phải sống là cái bóng của người khác, bao gồm Triệu Tâm Đình, bao gồm Bạch Lăng. Một khi như vậy, vì sao cô đâm Bạch Lăng? Bởi vì cô ta đáng chết. Cô ấy đắc tội cô ở chỗ nào? Cô ta dựa vào cái gì có được những thứ người khác khẩn cầu, mơ ước cả đời chứ? Kết hôn với bác sĩ Đồ đến 2 lần, lại còn có đứa con xinh đẹp, nhìn trẻ mãi không già, được bác sĩ Đồ hết lòng yêu thương. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Bọn họ không coi ai ra gì, hôn nhau trên đường, nắm tay nhau đi ra khách sạn, ở nhà hàng được mọi người chúc phúc, về nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Tất cả những thứ đó đều trong giấc mộng mỗi ngày của tôi. Có đôi khi trong giấc mơ, người anh ta hôn sẽ là tôi, cùng anh ta nắm tay con gái là tôi. Thực ra tôi có thể hạnh phúc chứ, nếu tôi thay thế vị trí của cô ta. Nếu cô ta giống Triệu Tâm Đình, vĩnh viễn biến mất. Vệ Thịnh mớm lời. Cho nên cô thừa nhận người lái xe hôm đó là cô? Đúng đấy. Được, vậy là được rồi. Anh nói xong đột nhiên vỗ tay một cái. Tự như tiếng sấm bên tai, Triệu Tâm Linh đột nhiên chấn động, sau đấy chậm rãi trợn to hai mắt, tiếp theo mặt trắng bệch. Anh làm gì tôi? Cô khó tin nhìn anh chất vấn. Khi nãy mình bị sao vậy? Giống như bị thôi miên đi vào ảo ảnh, hoàn toàn không tự chủ nói những lời không nên nói. Vệ Thịnh nói, tôi có thể làm gì cô? Tôi chỉ vỗ tay cho người ở phòng bên cạnh vào đây thôi, tôi có làm gì đâu. Phòng bên? Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh. Cửa phòng đột nhiên bị mở. Cục trưởng dẫn theo hai người già, vẻ mặt vô cùng kinh sợ đi vào. Chính là vợ chồng Triệu Thị. Triệu Tâm Linh lảo đảo một chút, khiếp sợ, khó tin, trợn tròn mắt. Ba mẹ. Bà Triệu đi nhanh phía cô, vung tay tát cô một cái. Sao mày lại làm như vậy? Bà gắt gao bắt cô lại, dùng sức lắc lắc cô, đánh cô, thương tâm vô cùng. Tâm Đình, nó là em gái mày, nó là em gái mày đấy. Sao mày có thể như thế? Sao có thể chứ? Đồ Thành chưa từng nghĩ tới kết quả biến thành như thế. Anh chỉ nghĩ cho Triệu Tâm Linh một lần giáo huấn, từ nay về sau tránh xa vợ chồng bọn họ. Nhìn hai ông bà coi như có quen biết, lão lệ tuôn rơi. Anh không biết nên nói gì, chỉ có thể áy náy nói với ông Triệu đứng cạnh cửa. Cháu xin lỗi. Sau đấy, liền yên lặng rời khỏi hiện trường. Nghe chồng kể xong, Bạch Lăng thở dài cảm thán. Không nghĩ được là nội tình như thế. Đồ Thánh lắc đầu thở dài. Ừ, anh cũng không nghĩ tới. Em thấy cha mẹ cô ta đáng thương quá. Ông xã, nếu chúng ta thôi không kiện cô ấy nữa,
Anh cắt ngang lời cô. Ngay cả như vậy cô ta không trốn được pháp luật đâu. Dù sao quả thật cô ta đã giết người. Hơn nữa đó còn là em gái ruột của mình. Cô nhíu mày suy tư. Thế chúng ta có thể giúp gì cho họ không? Vì cô buồn bực như vậy, Đồ Thánh đột nhiên cảm giác giở khóc giở cười. Bà xã ơi, em không quên chuyện cô ta định hại em chứ? Kéo cô vào lòng, anh hôn lên trán cô, bất đắc dĩ nhìn cô. Bây giờ lo lắng xem làm thế nào giúp người ta, thực sự là đồ ngốc thiệt lương. Em không quên, nhưng bây giờ em vẫn sống tốt mà. Nhưng chân của em bị thương. Bác sĩ bảo chỉ một tháng là hết thôi. Anh là bác sĩ, đương nhiên anh biết. Anh gõ nhẹ đầu cô một chút, sau đó ánh mắt hơi đổi, nghiêm túc lạnh lùng nói. Vấn đề không phải vết thương khi nào khỏi, mà là cô ta thực sự muốn đẩy em vào chỗ chết. Chỉ điều này thôi, không thể tha thứ được. Ông xã, thôi chuyện này chúng ta không bàn nữa. Anh lắc đầu chấm dứt đề tài, mà càng nói càng khiến mình bốc hỏa. Nhìn anh có chút tức giận, Bạch Lăng Lăng đành phải thỏa hiệp. Phòng khách rơi vào không khí yên tĩnh. Cô tựa vào lòng anh, im lặng cùng anh xem thời sự. Tin tức đề cập giá xăng dầu tăng, lúa gạo tăng, cái gì cũng tăng, chỉ có tiền lương không tăng. Những người dân lao động khổ sở. Cô nhớ tới trước kia Tiểu Vũ và Trạm Na từng nói với mình, lúc trước vì phải nuôi mình và con gái, cô ngày nào cũng làm việc cật lực, nhịn ăn nhịn mặc, cuộc sống tính toán chi li. Cô nghĩ nếu mình không mất trí nhớ, bây giờ có lẽ mình vẫn còn tiếp tục sống cuộc sống đó. Hơn nữa còn vì giá cả tăng mà buồn bực không thôi. Nghĩ như vậy cô cảm thấy có lẽ nên cảm ơn những người khiến cô mất trí nhớ mới đúng. Này, em cười gì vậy? Nghe thấy cô cười, Đồ Thánh tò mò cúi đầu hỏi. À, không có gì đâu. Em chỉ là cảm thấy nên cảm ơn hai người lần trước đánh em mất trí nhớ thôi. Anh nghe xong nhíu mày. Tối nay em sao vậy? Sao toàn nói những điều kỳ quái? Có à? Ừ, vừa nãy thì nghĩ giúp người muốn hại mạng mình thoát tội, giờ thì cảm ơn hai người khiến mình mất trí. Thế chưa đủ kỳ lạ ư? Bạch Lang Lang ngẩn ngơ, không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Cô cười gật đầu. Đúng là rất kỳ lạ. Anh tò mò hỏi. Vừa nãy em nghĩ gì vậy? Không có gì, em chỉ đang nghĩ nếu em không mất trí nhớ, có lẽ bây giờ đang vì giá cả leo thang mà buồn phiền. Nghĩ như thế em cảm thấy muốn cảm ơn hai người đó. Nếu không bây giờ em không sống hạnh phúc thế này, vô lo vô nghĩ. Em nói sai rồi. Cho em sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ là ông xã của em, nên người em cần cảm ơn là anh, chứ không phải là mấy kẻ hỗn đản kia. Ý của em là nếu bây giờ em không mất trí nhớ, bây giờ vẫn đang ở chỗ nào đó, chứ không phải hòa hảo như anh bây giờ. Bạch Lăng ngẩng đầu một cái, ánh mắt phiếm tình nhìn anh. Thì ra là chuyện này. Được rồi, anh thừa nhận tên hỗn đản kia ngẫu nhiên giúp mình một việc, nhưng ưu điểm vẫn không bù được khuyết điểm. Hắn vẫn là tên hỗn đản chết tiệt. Hơn nữa tuyệt đối không đáng để bà xã của anh suy nghĩ đến một phút. Vợ à, em hôn sai rồi. Anh nói với cô rồi cúi đầu hôn cô nồng nhiệt, hôn đến khó thở, hoàn toàn quên mất trời đất. Chẳng qua chính anh cũng chẳng khá lên tí nào, bởi vì nụ hôn này khiến anh rất muốn cô. Anh thực sự là tự hại mình. Rời khỏi đôi môi cô, anh ngồi phịch trên ghế sofa, bất đắc dĩ rên rỉ. Bạch Lăng hiểu ý cười cười. Đồ Thánh nhìn cô thấp giọng lẩm bẩm. Tàn nhẫn, người đàn bà vô tình. Chẳng phải là chu kỳ sinh lý của bà xã chưa qua? Cô nghe thế cười vui vẻ. Hai người lần nữa thở hổn hển tách ra. Bạch Lăng dần dần trở lại, thở đều đều, hờn dỗi nói. Anh tự mình chuốc khổ làm gì chứ? Ai bảo là em quyến rũ mê người? Cô ngẩng đầu nhanh chóng hôn anh một cái, tựa đầu vào lòng anh, lặng lặng nghe tiếng tim đập. Ông xã này. Ừ. Có một chuyện em nghĩ mãi không ra, không biết có nên hỏi không nữa. Chuyện gì vậy? Ba mẹ anh đều đã qua đời rồi à? Không phải. Điều này khiến Bạch Lăng ngây dại. Cô vội nói. Xin lỗi, em không cố ý đâu, em không biết. Ông xã này, nếu ba mẹ anh khỏe mạnh, sau nửa năm nay em chưa bao giờ thấy anh nhắc đến bọn họ, mà cũng không thấy bọn họ liên lạc với chúng ta. Có chuyện gì à? Anh trầm mặc không nói. Ông xã, vì anh và bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ. Cái gì cơ? Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nhăn mày, vẻ mặt quan tâm cũng lo lắng. Thật ra thì không có gì. Gần đây anh đang định liên lạc với bọn họ, xin bọn họ tha thứ cho anh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bà xã, chuyện này anh sẽ xử lý mà. Anh không cần nói với em như vậy. Chúng ta là vợ chồng, vợ chồng đồng cam cộng khổ. Khi có vấn đề phải cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết, không phải ư? Nói cho em biết đi, để em giúp anh.
Cô cầm tay anh, kiên định ôn nhu nhìn anh, khiến anh đột nhiên cảm giác cho dù trời đất có sập xuống, cô không chờ anh bảo vệ, mà ngược lại cô bảo vệ anh. Người con gái này sao anh có thể không yêu? Bà xã, anh yêu em. Em cũng yêu anh, ông xã. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em. Xem cô thế này chắc chắn phải biết rõ đáp án mới chịu yên. Anh thở dài, chối một lúc rồi chịu nói. Vì bọn họ không thể chấp nhận việc anh ly hôn với em. Bạch Lăng ngây ngốc nhìn anh, trong chốc lát không hiểu anh nói gì. Em có bố mẹ chồng, yêu thương con dâu hơn con đẻ đấy. Anh hôn chóp mũi cô rồi đùa bỡn. Chỉ có anh đáng thương, cha không yêu, mẹ không thương. Bạch Lăng ngây ra như phỗng nhìn anh, sau đó trừng mắt nhìn, cuối cùng bắt đầu hiểu vấn đề. Tức là anh và cha mẹ mình cắt đứt quan hệ là vì anh ly hôn với cô, mà cha mẹ anh yêu quý con dâu hơn con đẻ, không chịu tha thứ cho anh, khiến anh khó chịu nên mới cắt đứt quan hệ ư? Nguyên nhân này thực sự buồn cười. Tiếng cười của cô như là chuông bạc, không thể không nhịn được. Mà Đồ Thánh dần dần ửng hồng. Anh nhìn cô, trừng mắt nhìn cô, nhưng cuối cùng chỉ đánh bất đắc dĩ than nhẹ. Cô đang cười nhạo anh, nhưng sao anh lại yêu cô nhiều thế này, yêu đến không oán hận. Yêu thương cô, anh chỉ có thể nói là anh gặp hạn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hẹn gặp lại các